mặt cô cùng hạnh phúc, không có gì, có thể là gia linh cụ này cũng là do người cung cấp tài liệu rất tốt. Nếu không có bản lãnh như thế nào, cũng không cách nào làm ra đỉnh cấp linh cụ như thế này. Nhưng trung niên nhận lại không có lộ ra thần sắc cao hứng, sau khi nhấp một ngụm trà, mở miệng nói. Hắc hắc, cái này cũng là nhờ thiên ca, nếu đổi lại là người khác, làm sao có loại bản lãnh này. Mập mập cười hì hì nói, ngươi không cần nịnh nọt ta, thanh kiếm này là linh cụ cuối cùng ta chế tạo cho ngươi một lát nữa ta sẽ rời khỏi ngu dương thành chắc cũng sẽ không quay trở lại trung niên nhân cười nhưng đột nhiên nói ra một câu làm cho mập mạp trợn mắt há hốc mồm đại ca ngươi nói cái gì phải rời khỏi ngu dương thành tại sao hay là do hạ nhân ta phái đi hầu hạ người không được tận tâm ngươi nói một tiếng ta lập tức chặt đứt chân chó của bọn họ lập tức thay một nhóm người mới mập mạp sau khi tỉnh lại nhất thời khẩn trương năm đó ta tu luyện có chút sai lầm nếu không phải phạm lão đệ đúng lúc đi ngang qua thật tâm quý mến ta trợ giúp ta một số chuyện lần đó ta cũng không có cách nào đột phá chướng ngại cho nên hơn 10 năm nay ta đem tất cả các linh cụ chế tạo tất cả đều giao cho ngươi đấu giá hơn nữa mai danh ẩn tính cũng không cho người nào biết thân phận của ta cũng xem như báo đáp phần ân tình này của ngươi hôm nay long hưng đấu giá hành đã là một trong những đấu giá hành lớn nhất trong thành sau khi đem thanh kiếm này hiến cho chủ thành phỏng chừng sẽ trở thành một nhà lớn nhất trong thành Người giao cho ta vài tên học đồ, tuy không có khả năng học hết thuật luyện chế linh cụ của ta, nhưng cũng học được 5-6 phần. Đủ để cung ứng cho đấu giá hành của ngươi sau này. Ngươi hẳn là biết, ta chính thức tu luyện chính là luyện thể thuật, chế tạo linh cụ chỉ là ngẫu nhiên làm mà thỏi. Mà ta ở lại nơi này, cũng không có bất cứ thu hoạch gì. Trung niên nhân từ từ nói, chẳng lẽ Hàn Huynh tu luyện, lần nữa gặp chướng ngại. Can tử nghe được câu nói cuối cùng của đối phương, lại càng hoảng sợ. Trung niên nhân nghe xong, nhưng lại chỉ cười mà không nói. Mập mặt giật mình, người khác không biết người trước mặt lợi hại như thế nào, nhưng hắn lại biết vô cùng rõ ràng. Mười năm trước trong một lần hắn gặp nạn, người bạn tốt này đột nhiên ra tay giúp đỡ, một ca si giết chết mười tên trung luyện thể sĩ xâm nhập vào chôn phủ đệ. Thể hiện ra một thân tu vị đáng sợ, sợ rằng không kém mấy cao giai luyện thể sĩ trong thành. Hiện tại lại gặp phải chướng ngại, vậy chẳng phải nói một khi đột phá chứng ngại, tu vị lại tăng tiến khi đó tu vị của vị hàn huynh này chẳng phải sẽ đạt tới trình độ đáng sợ sao phạm lão đệ biết việc này là được ta còn muốn đa tạ lão đệ mấy năm nay vẫn chưa bao giờ tiết lộ sự tồn tại của ta ra ngoài cũng thay ta siêu tầm một lượng lớn đan dược bí thật có tác dụng thức dục tiến vào luyện thể thật bất quá duyên phận chúng ta đã hết vì vậy hàn mỗ chỉ có thể xin cáo từ sau khi trung niên nhân nói xong câu cuối cùng liền đứng lên chắp tay sau lưng cũng không quay đầu lại hướng cánh cửa đi ra mập mạp môi khẽ động nhưng cuối cùng cũng không nói ra được câu khuyện can gì, sau khi nhìn trung niên nhân biến mất sau cánh cửa, trên mặt mập mạp mới xuất hiện vẻ buồn bã. Lúc đầu trợ giúp đối phương, đại khái là chuyện chính xác nhất mà hắn làm trong đời này. Đối phương chỉ bằng vào thực lực của bản thân, yên lặng trợ giúp hắn từ một tiểu thương nhân vô danh, thành một đại nhân vật có trọng lượng trong ngu dương thành. Bất quá cũng bởi vậy, đối phương cảm giác được ân tình đã báo hết, đi không chút trần chờ. Hắn hiển nhiên cũng không có cách nào mở miệng giữ đối phương lại, Ngoài Long Hưng đấu giá hành, trung niên nhân đi ra đại môn, nhấc chân cưỡi lên một đầu giống như lộc chiến thú vậy. Đi thẳng đến cửa thành gần đó, sau khi trung niên nhân rời khỏi ngu dương thành hơn mười mấy dặm trên một sườn núi, liếc mắt nhìn một tường thành rộng lớn như quái vật xa xa, nhiên nhảy xuống chiến thú, tay áo bỗng nhiên vuốt ve khuôn mặt mình. Một màn khó tin xuất hiện, sau khi thả tay áo xuống, chẳng những dâu dài rơi xuống đất, mà khuôn mặt vốn trung niên cũng trở nên trẻ tuổi dị thường, biến thành một bộ dáng thanh niên mới hơn 20 tuổi. Nhìn kỹ dung mau, đúng là trước đây đi theo Kim Ngọc Tông tu sĩ Ngọc Tiến vào trong bảo khố Hàn Lập. Hàn Lập thản nhiên liếc mắt nhìn tường thành xa xa, bỗng nhiên thân thể vừa chuyển, ngay cả chiến thú cũng không cưỡi, hướng phía xa mà đi nhanh. Không bao lâu, thân hình hắn liền hóa thành một điểm đen, biến mất trong hoang dã. chương 1289, Phi Hạt, Ngu Dương thành cách An Viễn thành cực xa. Hàn Lập cho dù đi bộ như bay cũng hơn nửa năm mới một lần nữa về tới phế tích phụ cận An Viễn Thành dọc theo con đường này hắn trèo đèo lội suối tận lực hành tẩu nhưng khoảng cách cũng thật sự xa trên đường hắn đã đánh chết vài dã thú bình thường cùng năm sáu thấp gia yêu thú đương nhiên đây là do hàn lập đi một mình mà thôi nếu có đại đội nhân loại hành tẩu thấp gia yêu thú hơn phân nửa sẽ không động thủ phế thích hàn viễn thành nhiều năm không gặp không có bao nhiêu thay đổi vách tường phế thích trông không đến điểm cuối còn bị biệt kín một tầng bụi đất thật dày hàn lập đứng tại phụ cận không nhúc nhích nhưng trong lòng đều cân nhắc không ngừng kim cương quyết đã luyện tới tầng thứ bảy chỉ cần phá bình cảnh liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn lại nói tiếp tiến độ tu luyện có thể sánh với ban đầu phải nhanh hơn trong đó linh giới linh khí nồng đậm hơn nhiều nhân giới linh khí hiệu quả thật tốt thân thể của hắn trải qua các loại linh dược gì quả cải tạo thân thể thật sự đã muốn mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại bình thường năm đó hắn đi theo nam tử họ tần tiến vào xào huyệt yêu thú Lời kiến thức cùng một thân thần thông dễ dàng đã đem huyết âm chi vào tay. Đám người Kim Ngọc Tông mừng rỡ, lúc này cho hắn tiến cử vào Cửu Huyền Minh Ngọc Đầm sau đó liền trực tiếp quay trở về tông môn. Hắn và đám người đó sau khi chia tay, bởi vì cảm thấy được mình trong Thiên Đông Thương Hào đã có chút đáng chú ý, vốn không có phản hồi lại mà tính toán lẫn vào những nhân loại khác trong thành thị. Dù sao huyết chú công văn kia đối với hắn không có chút hiệu lực nào. Mục tiêu của hắn tự nhiên chính là mấy tòa thành thị gần nhất, một trong Ngu Dương thành đây chính là nơi luyện thể sĩ thường đến, hẳn là đối với tu luyện của hắn có chỗ hữu dụng. Về phần yêu nữ phượng tộc cho hắn một đoạn kiếm tín vật hàn lập tự nhiên sẽ không tin tưởng. Ngày đó vừa ly khai yêu nữ đã đem kiếm đó phá hủy. Ở Ngu Dương Thành trên nửa đường hắn củng cố cảnh giới tầng thứ 5 vào thời điểm mấu chốt thì gặp mấy con yêu thú mai phục. Hắn tuy rằng đem yêu thú đánh gục nhưng là sau đó không lâu bị kim cương quyết phản phệ, tu vi đại giảm, mắt thấy đã muốn bốn người mốt cái cảnh giới. Tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn gặp được một tiểu thương nhân mập mạp ở Ngưu Dương Thành, người này đã dùng một loại đan dược quý hiếm cứu hắn. Hàn Lập trong lòng cảm kích, cùng lúc cũng muốn tìm người có thể che giấu một chút sự hiện hữu của mình liền đi theo Phạm Bàn Tử về tới Ngưu Dương Thành, cũng âm thầm xuất lực, đem phách mại hành âm thầm phát triển trở thành quy mô hiện tại. Về phần luyện chế linh cụ, lấy tạo nghệ trận pháp của hắn cộng thêm kiến thức của tu sĩ hóa thần, chỉ cần hơi chút luyện tập nhưng không cần tốn nhiều sức liền luyện chế ra tinh phẩm. Hắn ở Ngưu Dương Thành đã mấy năm, trong lúc này, hắn gặp bình cảnh tầng thứ sáu liền rời đi Dương Thành một chuyến. Tìm nhiều năm được Kim Ngọc Tông Sơn môn cùng vị cẩm bào nam tử đã muốn tiến giai kết đan kỳ. Gặp Hàn Lập Kim Cương Quyết đã muốn tiến giai đến tầng thứ năm đại thành, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ liền có thể cùng kết đan tu sĩ mà không ở dưới hạ phong, nam tử họ tần giật mình, thật cũng không thay đổi, an bài Hàn Lập vào cửu huyền Minh Ngọc Đầm. Đầm thủy lực lực, hắn ngắn ngủn trong mấy ngày đã đột phá tầng thứ sáu, tránh khỏi hơn 10 năm khổ tu. Khi hắn quay lại Ngu Dương thành tiềm tu hơn 20 năm mới gặp bình cảnh tầng thứ 7. Đột phá bình cảnh cuối cùng, tự nhiên không thể dùng phương pháp khổ tu. Hắn định dùng phương pháp tất cả luyện thể sĩ thường dùng nhất để đột phá bình cảnh. Chính là rời xa thành thị nhân loại, xâm nhập một ít nơi hoang dã nguy hiểm, thông qua đánh chết một ít yêu thú cường đại, mạnh mẽ đánh sâu vào bình cảnh. Cái này sẽ phải đi thật xa, rất có thể không quay lại nơi đây cho nên hắn chuẩn bị đem bảo vật trôn giấu ở thanh la sa mạc mang đi tất cả lấy luyện thể thuật hiện tại của hắn, đủ để tự bảo vệ mình. Đem bảo vật mang ở trên người là một ý tuyệt vời. Ở phía Tích An Viễn Thành nghỉ ngơi hơn nửa ngày sau, Hàn Lập lại xuất phát, thẳng đến Thanh La Sa Mạc mà đi. Hơn một tháng sau, Hàn Lập bước vào Thanh Hôi Sắc Sa Mạc. Nhưng đi chưa tới bao lâu, Hàn Lập sắc mặt có chút khác thường, đồng thời trong lòng giật mình. Sa mạc an tĩnh, ngoại trừ tiếng động vù vù của bão cát, rốt cuộc không nghe được tiếng gì khác không trung nguyên bản nên xuất hiện vài loại chim chứ, nhưng một con đều không có xuất hiện, trên mặt đất một ít côn trùng cũng hoàn toàn không có bóng dáng. Dường như khắp thanh la sa mạc biến thành tử vực, hàn lập trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng đề cao cẩn thận, thẳng đến chỗ trôn giấu túi chữ vật mà đi. Tuy rằng sa mạc địa hình thường xuyên thay đổi, nhưng vào thời điểm hàn lập trôn giấu bảo vật tự nhiên là làm một ít tay chân. Có thể không sử dụng pháp lực, dùng phương pháp đặc thù là có thể tìm được nơi trôn giấu. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập hiện ra tại nơi nào đó trong thanh la sa mạc, nhìn cách đó không xa, có chút trợn mắt há mồm. Đây dường như là xác côn trùng khi lột xác, lưng có một cái cánh ve sầu dài hơn một trượng, hình thể là một con rết phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Lục rực xương công, làm sao có thể, tại sao có thể tiến hóa nhanh như vậy Hàn Lập nhìn xác quái vật có chút bất ngờ. Hắn nhìn xung quanh xác lục rực xương công, đột nhiên tay áo run lên, một đạo ngân quang bắn ra. Cảng một tiếng vang nhỏ, ngân quang đánh vào cái xác côn trùng lại bị bắn ngược dựng lên, đây là một thằng tác ngân quang chói mắt. Đúng là Hàn Lập năm đó sai người dùng ngân dao tạo ra một kiện kỳ môn binh khí, mấy chục năm giúp đỡ Hàn Lập không ít, trợ giúp hắn đánh chết không biết bao nhiêu yêu thú cùng địch nhân. Hàn Lập sau này nắm giữ phương pháp luyện chế linh cụ, nhưng cũng chưa cải tiến đối với vũ khí này, thứ nhất là luyện thể thuật của hắn sớm đã tiến nhanh, linh cụ bình thường cũng không có tác dụng quá lớn, sửa lại cũng không có hiệu quả rõ ràng thứ hai thứ hai giao tác đã muốn dùng cực kỳ thuận tay, cũng không muốn thay đổi nữa. Chẳng qua, cho dù như thế, sợi dây thường dưới sức của hắn đánh một cái cũng không thua pháp bảo một kích. Xác côn trùng không hư hao chút nào, trình độ cứng cỏi thật khó có thể nghĩ. Không hổ là lục rực xương công tiến hóa ra lục cánh. Hàn lập ánh mắt hướng mọi nơi đảo qua, trong lòng lại có một chút nghi ngờ nổi lên. Lục rực xương công tổng cộng 12 con, nhưng phụ cận làm sao lại có một xác côn trùng, mặt khác 11 con còn lại đâu chẳng lẽ là hàn lập trong đầu linh quang chợt lóe bỗng nhiên nghĩ tới một việc sắc mặt biến đổi đúng lúc này một tiếng huyết gió quái dị phảng phất từ chỗ cực xa truyền đến ngay sau đó lôi minh vang lên từng trận một bên chân trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn điện thiểm lôi minh cuồng phong truyền đến nhìn thấy cảnh này hàn lập môi run rẩy nhìn địa phương thay đổi hiện tượng thiên văn hai mắt không khỏi nhíu lại tuy rằng thần niệm hắn không thể phóng thích nhưng có một ít tâm thần tương liên cảm giác tuyệt sẽ không sai xa xa rõ ràng cất giấu một con lục rực xương công nhưng có chút xa lạ côn trùng sau khi tiến hóa thành thành thuộc thể lục rực có thể thi triển thần thông hô phong hoán vũ điều này làm cho hàn lập có chút trợn mắt há mồm điều này cho thấy lục rực xương công hoàn toàn có thể thuần thục điều động thiên địa nguyên khí tựa hồ cảnh giới so với hắn cũng cao hơn một ít gần như là hóa thần đại thành ngay tại lúc hàn lập đang đầy vẻ mặt khó tin bỗng nhiên một trận âm thanh ông ông nổi lên tiếp theo từ mây đen trên bầu trời đại phiến ngũ sắc vân vụ bỗng nhiên hiện ra, hướng tới phía đối diện bay nhanh mà đi. Hàn lập nhìn kỹ, sắc mặt hơi tái, trong sương mù rõ ràng là một bầy phi hạt, một đám lớn cỡ bàn tay tiểu ngũ sắc ban lan, trải rộng hơn phân nửa bầu trời. Càng làm cho Hàn lập nuốt nước miếng chính là, ở chính giữa còn có một hình thể hơn 20 trượng, hạt vương. Hạt vương lưng cũng không có sinh cánh nhưng thân hình thật lớn lại có khói độc, thân thể chấp động lục mang yêu dị. Gặp tình hình này, Hàn lập hít một hơi lương khí ánh mắt ngưng trọng, lập tức liền phát hiện, cái gọi là hạt vương chính là từ tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu hạt ngưng tụ mà thành. Vô số phi hạt tụ tập thành một đoàn tạo thành một con quái vật lớn. Xa xa tiếng huyết gió nổi lên, mây đen quay cuồng, một con tuyết bạch ngô công thân dài vài chục trượng hiện lên. Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập Nguyên vốn có chút tâm thần liên hệ mơ hồ trong nháy mắt liền rõ ràng vài phần. Thân sắc hắn vừa động, trong lòng không khỏi thầm kêu một câu, thì ra vậy, tuyết bạch ngô công bao gồm 12 cái dấu hiệu nguyên thần, rõ ràng là 12 con lục rực xương công tổng hợp lại thành một thể. Cũng không biết là 12 cái con rết xung hợp thành nhất thể hay là trong đó một con cắn nuốt 11 con còn lại. Với tình huống như vậy, mới sinh ra một con lục rực thành thục. Chẳng qua, phi hạt lại là từ chỗ nào mà đến. Lúc trước thiên đông hiệu buôn đi ngang qua sa mạc, nếu là đụng phải đàn côn trùng này tuyệt đối là chết không có chỗ chôn Hàn lập có chút buồn bực, người đen cùng thải vụ nhất thời đánh tới cùng nhau. Lập tức tiếng tê minh ong ong đan vào nhau, vô số phi hạt đột nhiên bị mây đen thổi ra, một cổ bạch mông mông hàn phong, trong nháy mắt hóa thành từng khối bông tuyết, sau đó từ không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới. Phi hạt trong miệng phun ra từng đoàn từng đoàn độc khí màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt đem mây đen cắn nuốt sạch một phần, hơn nữa tiếp tục điên cuồng hướng về phía trước quay cuồng không ngừng. Nhất thời nguyên bản mây đen che đậy con rết tản ra, lộ ra non nửa thân hình tuyết bạch ngô công. Chương 1290, trọng Đác bảo vật lục dược xương công thể tích tuy rằng so với phía đối diện ít hơn một bậc nhưng cùng yêu thú bình thường so sánh với cũng là một quái vật lớn. Chỉ thấy miệng hé ra, một đạo nhược thủy phun ra. Trong không khí chợt truyền ra, thử lạp tiếng xé gió, cột sáng liền đánh trúng thân hình cự hạt, xuyên thủng một lỗ thủng lớn gần trường. Cự hạt là vô số phi hạt ngưng tụ mà thành, cho dù bị đánh trúng mục tiêu yếu hại tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đau nhức hoặc bị giết. Ngược lại trong miệng truyền ra một trận vù vù chói tai, cái đuôi khổng lồ nhắm ngay lục rực xương công mà tiến tới. Một đạo lục mang bộc phát ra, hạt vĩ kéo dài qua hơn 10 trượng hung hăng bổ xuống. Cùng lúc đó, cự hạt bụng bị xuyên thủng đã lắp đầy lại, mà lục rực xương công mắt thấy vậy, căn bản không thèm để ý, không thèm để ý, cái cánh nhoáng lên một cái, thân hình một chút biến mất không thấy. Hạt vĩ liền đánh vào hư không, ngay sau đó trên đầu cự hạt một trận không gian vặn vẹo, tuyết bạch ngô công một chút co lại hiện hình mà ra. Ngay sau đó một đầu đâm vào trên người cự hạt, Đồng thời trong miệng một đôi răng nanh đâm vào trong thân thể cự hạt. Một đoàn nhũ bạch sắc hàn quang tại thân thể cử hạt nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa thân thể, trở nên trong suốt. Một chút sau thân thể cử hạt liền hoàn toàn vỡ vụn mà ra, vô số phi hạt như trời mưa lập tức từ không trung rơi xuống. Bộ phận cự hạt còn sót lại không hề ngưng tụ lại mà là lập tức giải tán bốn phía mà chạy mở. Trong chớp mắt, thải sắc độc vụ liền biến thành hư ảo. Lục rực Sương công thấy vậy, cũng không có truy đuổi mà là hé miệng ra, một cỗ bạch sắc hàn phong thổi ra. Thi thể phi hạt phụ cận toàn bộ bị cuốn lên, hút vào trong miệng. Đứng ở phía xa, hàn lập lúc này trong lòng cũng hiểu rõ. Cuối cùng biết lục rực xương công tại sao lại tiến hóa nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ cắn nuốt không ít phi hạt rồi. Phi hạt tựa hồ hơi có chút lai lịch, cũng không phải là yêu vụ côn trùng bình thường, nếu là sau khi cắn nuốt đại lược, đích xác có sự biến hóa. Từ lúc hắn tiến vào sa mạc đến này, vốn không có thấy một con côn trùng. Xem ra tất cả cũng đã bị phi hạt cùng lục rực xương công cắn nuốt sạch sẽ. Hàn lập cân nhắc hết sức hết sức, lục rực xương công đã đem phi hạt trên mặt đất ăn sạch sẽ, tiếp theo đột nhiên hướng về phía hàn lập, ẩn ẩn để lộ một tia âm hàn. Hàn lập vừa tiếp xúc ánh mắt này, trong lòng trùng xuống, ẩn ẩn cảm giác chuyện mình lo lắng nhất tựa hồ đã xảy ra. Bỗng nhiên lục rực xương công trong miệng một trận tê tê hóa thành một đạo bạch sắc hướng hàn lập bắn nhanh mà đến. Một chút nhào tới đỉnh đầu hàn lập, dùng ánh mắt không tốt gắt gao nhìn chầm chầm hàn lập. Răng nanh khổng lồ cũng phát ra tiếng ma sát nhẹ nhẹ. Hàn lập mặt lộ vẻ kỳ quái, nhìn chầm chầm côn trùng mắt cũng không chớp cái nào, nhưng sau lưng hai tay rung lên, hai khỏa diệt tiên châu đồng thời chảy xuống không một tiếng động bắt được trong lòng bàn tay. Không trung tuyết bạch ngô công phát ra một tiếng trầm trầm tê tê, xoay người một cái, bỗng nhiên hướng xa xa bay vụt mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chân trời, côn trùng đối với hàn lập lại bỗng nhiên bay đi. Hàn Lập thở dài một tiếng nhẹ nhõm, nguyên bản đang căng cứng cả người cũng được thoải mái lại. Nhưng lập tức lại cười khổ một tiếng, Linh Trùng ngoài ý muốn vượt sai tiến hóa, từ cánh tiến cấp tới lục cánh, tu vi nghịch thiên dần dần, thật sự là Hàn Lập đã suy nghĩ. Hoàng dã côn trùng tuy rằng không thể cùng yêu thú như nhau, biến hóa thành nhân thân nhưng cũng đã có một ít linh trí. Tự nhiên muốn chặt đứt liên hệ tâm thần kia, hắn nếu là pháp lực còn tại, bằng vào cấm chế gieo xuống lúc trước có thể dễ dàng ngăn trận côn trùng phản kháng. Nhưng lúc này ở trong người chút pháp lực cũng không có, dù có muôn vàn bí thuật cũng là vô kế khả thi. Tình huống như vậy, xuất hiện linh trùng phản vệ cũng không chút nào ngạc nhiên. Cho nên Hàn Lập thực tại là một phen mồ hôi lạnh, vừa rồi thậm chí tính toán, Diệt Tiên Châu cũng âm thầm lấy ra. Lại nói tiếp, điều này cũng may mắn, 12 con rết lúc trước đều là từ lúc mới đầu đã được Hàn Lập tỉ mỉ bồi dưỡng. Tâm thần liên hệ sớm đã chắc chắn dị thường, mà côn trùng này lại là 12 con đồng thời ngưng tụ mà thành, cũng tương đương với là đem 12 phần liên hệ dung hợp thành một con, tự nhiên càng thêm không thể dễ dàng thoát khỏi. Con dết sau khi giấy ruộng một hồi cuối cùng mới bỏ quên ý niệm bất lợi đối với Hàn Lập, tự bay đi mất. Hàn Lập tự nhiên chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể ra tay ngăn cản. Hắn hiện tại, nhìn mây đen dần dần đi xa, trong lòng có chút giở khóc giở cười. Nhớ ngày đó ở nhân giới, hắn không tiếc lợi dụng thần bí tiểu bình khổ tâm thúc dục kết quả hiện tại linh trùng thành tựu thành thuộc thể, ngược lại căn bản đã không thể khống chế điều này làm cho hắn có một loại cảm giác gà bay trứng vỡ chẳng qua hàn lập sau khi khẽ thở dài một hơi tâm tình bình tĩnh lại tuy rằng côn trùng tạm thời thoát khỏi khống chế của hắn nhưng chỉ cần pháp lực trở về có thể đem linh trùng một lần nữa hàng phục băn khoăn duy nhất chính là linh giới to lớn như thế tu sĩ to lớn như thế chỉ sợ côn dùng chạy đến bóng dáng cũng không thấy hoặc là bị bắt được hàn lập đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ không nghĩ nhiều về việc này ngược lại thần niệm vừa chuyển bỗng nhiên nhớ tới phệ kim trùng cùng đề hồn thú hắn lúc này sắc mặt trầm xuống bước nhanh một lát công phu đã đi ra một địa phương cách trăm trượng hàn lập không nói hai lời nắm chặt quyền kim quang chớp động nhắm ngay mặt đất hung hăng một kích oanh một kinh thiên động địa truyền đến thanh hôi sắc xa như bị tột cùng pháp bảo một kích toàn lực lấy hàn lập làm trung tâm hoàn toàn bạo liệt mà ra chỉ thấy cát bụi bay lên cao cao một cái hố to hình tròn hiện ra sâu chừng ba bốn trượng rộng hai mươi mấy trượng ở chính giữa hố to có một túi chữ vật cùng linh thú túi. Hàn lập thấy túi chữ vật hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng an tâm, nhưng ánh mắt hướng linh thú túi vừa nhìn qua. Hắn nhặt lại hai túi đó, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Tuy rằng thần niệm không thể kiểm tra trong túi, nhưng túi chữ vật lúc trước lưu lại một ít dấu vết toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Về phần linh thú túi, một cái rỗng cách đúng là lục rực xương công. Mặt khác hai túi còn lại vẫn chưa mở, tâm thần liên hệ cũng có thể cảm ứng được vệ kim trùng cùng đề hồn thú tồn tại thậm chí theo một chiếc túi to trực tiếp truyền đến tiếng ngủ say khò khò của đề hồn thú hàn lập miệng tự nhếch lên cuối cùng cũng an tâm hắn lúc này đem miệng túi bó chặt cất vào trong người hàn lập cất kỹ trên người từ ngoài không thể nhìn ra có chút dị thường trên người hàn lập chẳng qua lục rực xương công lưu lại xác côn trùng thật lớn thật ra có chút phiền toái hắn nhíu mày liên tiếp mấy quyền hố to mở rộng một ít đem xác côn trùng bỏ vào đó rồi lấp lại hàn lập tìm xung quanh một chút đích xác không phát hiện ra dấu vết gì mặt mới lộ vẻ hài lòng ngẩng đầu nhìn phương hướng mây đen biến mất sắc mặt âm lệ một chút sau đó hàn lập bỗng nhiên quay người lại hướng ngược lại mà rời đi lúc này đây nới hắn muốn đi một tòa thành cũng nổi danh nơi đó là thiên nguyên cảnh giáp danh yêu thú cho nên khu vực này yêu thú hoang dã cổ thú cùng với phần đông nhân loại thường xuyên xung đột là một địa phương nguy hiểm cực kỳ. Nghe nói còn có người nhìn thấy hóa thần tiểu sa thần bí linh tộc, cũng gặp thượng cổ người khổng lồ cao tới hơn 10 trượng, còn có người công bố nghe được tiếng kêu chân long. Tin đồn nhiều như vậy tự nhiên tạo nên một vùng đất thần bí. Chẳng qua đại đa số người đều cười, sẽ không thật sự tin tưởng điều này. Khu vực này có yêu tu hóa thần cùng tu sĩ xuất hiện, thật ra là chuyện tình có thật. Điều này làm cho cao tầng hai tộc có chút kiêng kỵ, không hẹn mà cùng đem hạn chế cảnh giới có thể đến đây. Nếu là cao giai lực lượng xuất hiện thật có thể gây xích mích nhân tộc cùng yêu tộc. Đây chính là có thể trực tiếp nhiễu loạn thiên địa nguyên khí, làm cho nước sông đảo lưu, cự sơn dịch chuyển. Cho dù Tam hoàng cùng Thất yêu vương, bất quá chỉ là hợp thể đại thành mà thôi. Có nguy hiểm nhiều như vậy xuất hiện, khu vực này nguyên hẳn là nên ít người lưu đến mới đúng. Nhưng nơi đây linh mạch linh dược phong phú cực kỳ, thậm chí có vài loại là linh vật độc nhất vô nhị tại đây, ngay cả Tam hoàng cũng khá trọng thị, hàng năm ra giá trên trời thu mua chúng nó. Kể từ đó, tự nhiên có đại lượng tu sĩ, luyện thể sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tới. Bọn họ có khi là thử thời vận, một ít linh dược. Có người căn bản ở nơi đây giết chóc, đến đột phá tu luyện của mình. Lại nói tiếp, cùng thú chiều có chút khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua, dám đến khu vực này tu sĩ cùng luyện thể sĩ tự nhiên không có luyện khí kỳ cùng thấp giai luyện thể sĩ. Thấp giai tu sĩ đến đây chỉ có chết mà thôi phía đối diện yêu tộc phái gia nhân thủ tự nhiên cũng không sai biệt lắm. Ở tình hình như thế, Hàn Lập trải qua hơn năm chạy đi, cuối cùng đã tới nơi này. chương 1291, Thiên Nguyên, Lạc Nhật Chi Mộ, đó là cách gọi chung của cả hai tộc, cũng là cách gọi của mọi người ở cái chỗ biên giới hai bên này. Người ta nói trong thời cổ đại, không trung linh giới thực sự không phải là chỉ có bảy mặt trời mà là chín. Nhưng lúc trước nhân yêu hai tộc mới đặt chân tới linh giới, đã gây ra một hồi nhân yêu đại chiến, vừa mới bùng nổ đã lôi kéo hơn phân nửa các chủng tộc linh giới. Tham gia, hàng trăm vị có tu vi có thể sánh ngang bằng với chân tiên ở tiên giới, không biết vì chuyện gì ở linh giới ra tay tranh đấu. Kết quả không những trong số đó chết đi 9 phần người ở tại tràng tranh đấu này, càng không ít địa phương địa hình biến đổi, mặt đất dạn nứt, thậm chí trên bầu trời hai mặt trời cũng bị hủy. Nơi biên giới này, nghe nói chính là một trong hai nơi mà Thái Dương rơi xuống hình thành một bãi đất trũng rất lớn. Chẳng qua cái gọi là đất trũng này, cho dù cao giai tu sĩ dùng pháp bảo toàn lực phi đột, từ bên này qua bên kia cũng tiêu tốn thời gian nhiều năm. Bên trong được bao bọc bởi vô số núi non, hồ nước rộng cả ngàn cây em cũng có tầm chục cái. Chứ đừng nói gì tới rừng cây, bình địa hay các loại địa hình khác. Cho nên hơn một ngàn vạn tu sĩ tộc tiến vào lạc nhật chi mộ này, cũng như nước vào biển rộng, mà khu vực lớn như thế, thành thị nhân tộc xây dựng quanh nó cũng khổng chỉ một toàm trong đó nổi danh nhất tự nhiên chính là thành thị to lớn nhất do tu sĩ nắm trong tay, lạc nhật thành thành này xây dựng kéo dài theo lạc nhật chi mộ tuy rằng quy mô cùng tu sĩ ở các thành khác cũng không hơn kém nhau là mấy nhưng trong thành tu sĩ trung cao dài xuất hiện rất nhiều. Đủ để xếp vào hàng thứ ba ở thiên nguyên cảnh vực. Huống hồ trừ tu sĩ ra, trong thành này còn có rất nhiều trung, cao dài luyện thể sĩ xuất hiện. Những luyện thể sĩ này nếu chỉ luận thực lực thì không thấp hơn tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, hơn nữa số lượng cũng nhiều hơn tu sĩ rất nhiều nếu không phải có một ít luyện thể sĩ hơn nữa trong thành còn có tu sĩ hóa thần tọa chấn thì cũng chẳng mạnh đến vậy. Bất quá nhắc tới cũng buồn cười, ở một chỗ khác của Lạc Nhật Chi Mộ, trong khu vực của yêu tộc cũng có một toàn thành của yêu tu tên là Lạc Nhật Thành. Nghe nói tòa yêu thành đó lại to lớn, hoành tráng hơn tòa Lạc Nhật Thành của nhân loại rất nhiều. Bên trong thành cũng có chung, cao dài yêu thú tụ tập. Thậm chí lúc trước còn có tu sĩ nhân loại, thân có thần thông quang đại tò mò chạy tới nhìn một chút rồi trở về kể lại hàn lập tất nhiên chẳng có hứng thú với yêu tộc lúc này hắn đang đứng trên một một ngã tư đường trong lạc nhật thành nhìn những cửa hàng đồ sộ san sát hai bên đường trên mặt thoáng hiện một tia dị sắc đây chỉ là một ngã tư cực kỳ bình thường trong thành thôi nhưng ngồi bên trong cửa hàng không phải là những tu sĩ luyện khí kỳ mà là những trưởng quỹ trông giống như luyện thế sĩ trong cửa hàng bày biện đủ mọi thứ từ tài liệu yêu thú cho pháp khí các loại căn bản là không có cửa hàng chuyên buôn bán vật phẩm phổ thông nào cả mà khi Hàn Lập vừa đi vào cửa thành Lạc Nhật thành không lâu, đi qua mấy ngã tư đều gặp cảnh kỳ lạ. Thành này lớn như vậy, mặc dù tu sĩ luyện thể sĩ rất đông nhưng phàm nhân phổ thông vẫn chiếm đại đa số dân cư trong thành. Ở bất cứ ngã tư nào cũng có thể thấy được phàm nhân. Chỉ là bọn họ phần lớn đều là những người trẻ tuổi, cường tráng, hơn nữa cũng vô cùng bận rộn, trông giống như người giúp việc của tu tiên giả và luyện thể sĩ trong những cửa hàng vậy. Hàn Lập vừa quẹo đến một ngã tư thì đột nhiên nhìn thấy gần đó có một gã nam từ gầy còm, vừa đi tới vừa kể chuyện gì đó. Hắn nói hăng say tới nỗi nước bọt bay tứ tung ra ngoài. Nam tử này là một gã tu sĩ luyện khí kỳ, còn những người xung quanh hắn đều là phàm nhân phổ thông đang mặt nghiệt ra nghe vị tiên sư trước mắt này chém gió. Các ngươi không biết đâu, con lão nhà thú kia vừa thấy ra thì lập tức nhảy bổ xuống đầu ta. Nhưng tiên sư ta chỉ cần nhấc tay một cái, xuất hắc phân kiếm ra, lập tức gọt sạch hai chân của nó thanh pháp khí này là do ta dùng 10 khối trung giai linh thạch đổi được. Tuy nó chỉ là đê giai pháp khí nhưng nếu luận uy lực. Hả, ai thế? Một bàn tay vỗ lên đầu vai nam tử gầy đét khiến hắn giật mình, vội quay đầu lại. Khi nhìn kỹ thì hắn thấy người đằng sau là một thanh niên có vẻ không lớn tuổi lắm, đang tủm tỉm cười với hắn. Nam tử gầy đét đang định lên mặt với đối phương thì bỗng nhiên thấy trên tay Hàn Lập có đeo một chiếc nhẫn tỏa ra hoàng quang nhàn nhạt, nhạt, Hắn vừa thấy xong thì lập tức cười hi hi hỏi, tại hạ là Điền Hưng huynh đài có chuyện gì chỉ giáo sao luyện thể sĩ có thể mang linh giới thì thân phận tuyệt đối không phải là tầm thường ngay cả có thực lực trên trung giai thì cũng không phải một gã tu sĩ tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như hắn có thể trêu vào được không có gì ta vừa nghe các hạ kể chuyện rất hào hứng mà ta lại đang muốn hỏi sơ qua mấy về đề trong thành này không biết các hạ có thể hướng đạo cho ta mấy ngày được không hàn lập bất động thanh sắc hỏi thì ra là huynh mới vào thành vậy huynh tìm đúng người rồi đó Điền Hưng ta cái khác không dám nói nhưng ta đã ở Lạc Nhật Thành này hơn 10 năm rồi. Không có chỗ nào ta không biết, chỉ là không biết đạo hữu thuê ta bao nhiêu. Nam tử gầy đét vui vẻ hỏi, một ngày 10 khối linh thạch, Hàn Lập sờ sờ cầm rồi trả lời ngắn gọn. Thế thì hơi ít, huynh đài có thể thêm một chút không? Nói thế nào thì tại hạ cũng là một tu sĩ, từng ấy linh thạch thì tại hạ chỉ cần ra ngoài thành rồi tìm ít linh dược cũng đổi được. Mắt nam tử gầy đét đảo một vòng, cẩn thận đánh giá Hàn Lập rồi cười hì hì nói. Hừ, 10 khối linh thạch còn ít sao? Ngươi dễ dàng ra ngoài tìm linh dược thế sao? Không sợ bị yêu thú nuốt sống hả? Một ngày 12 khối linh thạch, kịch kim, Hàn Lập tuy không thích tính toán chi ly nhưng cũng không muốn đối phương có cơ hội dở công phu sư tử ngoạm ra nên nói không khách khí. Được, thành giao, mấy người các ngươi cứ nói chuyện tiếp đi, tiên sư ta có chuyện phải đi trước. Nam tử gầy đét thấy Hàn Lập bắt đầu có chút không vui liền vội đáp ứng, khoát ta chặn những người phía sau lại. Những phàm nhân đó giống như được đại xá, lập tức giải tán nhanh chóng. Không biết thiên sư muốn đi nơi nào xem trước, nam tử gầy gò ân cần hỏi, đồng thời cũng thầm phỏng đoán thực lực hàn lập. Luyện thể sĩ khác hoàn toàn với tu sĩ, tu vi của luyện thể sĩ cao hay thấp là dựa trên sự mạnh mẽ của nhục thể, cho nên dùng thần niệm không thể phán đoán được. Bây giờ đưa ta đi quan sát những cửa hàng bán linh cụ và tài liệu xung quanh, rồi giới thiệu sơ qua về tình hình trong thành cho ta. Hàn lập xoay người, đầu không hề quay lại nói, cái này không thành vấn đề. Lạc Nhật Thành Đại Khái được chia thành 8 khu vực, trong đó 3 khu vực là của phàm nhân ở, còn 5 khu vực còn lại chỗ ở và giao dịch của tu tiên giả chúng ta và luyện thể sĩ. Nhưng trong 5 khu vực này cũng có sự phân chia, 4 nơi trong đó là địa phương mà đạo hữu đang đứng, có thể tùy ý bán ra mua vào pháp khí, đan dược và các loại tài liệu. Còn khu vực cuối cùng thì hơi đặc biệt một chút, muốn ở đó, mỗi ngày người phải bỏ ra một khối linh thạch. Vị trí của nó là ở trung tâm Lạc Nhật Thành bất kể là tinh phẩm linh cụ hay là đỉnh giai bảo vật gì cũng có thể đến đó mua bán giao dịch nam tử gầy gò đi sát bên cạnh hàn lập miệng lưới lưu loát nói linh bảo ta không có hứng thú với mấy cái đó nói cái khác đi hàn lập nghe xong thì trong lòng khẽ động nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì cái này cũng đúng hàn huynh là luyện thể sĩ nên có cho không linh bảo cũng vô dụng nhưng những cửa hàng cũng có không ít đỉnh giai linh cụ đâu đúng rồi ta nghe được một tin tức sẽ khiến hàn huynh hứng thú Nghe nói một nhà đấu giá đang chuẩn bị đấu giá một bộ võ cụ mà thiên nguyên thánh hoàng năm đó sử dụng. Một bộ linh cụ này có 5 phần, mỗi phần đều là đỉnh dai trong tinh phẩm, không thua gì pháp bảo của tu sĩ chứ đứng nói đến khi cả năm vật đi cùng nhau. Nghe nói bộ linh cụ này có thể căn cứ vào sức mạnh thân thể của luyện thể sĩ mặc mà phát huy được uy lực khác nhau. Năm đó, khi thiên nguyên thánh hoàng chưa có được linh căn đã dựa vào bộ linh cụ này đánh chết không ít cường địch thanh danh hiển hách. Tin tức này vừa truyền ra là lập tức không có ít cao dai nhớ ra cái gì đó luyện thể sĩ đều cố ý không muốn tời khỏi thành, chuẩn bị tham gia đấu giá. Nam tử gầy gò giống như nhớ ra điều gì đó, thiên nguyên võ cổ thật sự thần kỳ như vậy, Hàn Lập thật sự cảm thấy hứng thú với cái này, tới nhiên không phải là giả, nhà đấu giá công khai nói như vậy mà. Nam tử gầy gò vỗ ngực cam đoan, hội đấu giá này khi nào thì bắt đầu, Hàn Lập suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tuy không có tin tức chính xác nhưng cùng lắm là 3-4 tháng nữa nhà đấu giá không dám để nhiều cao giai luyện thể sĩ chờ lâu đâu. Nam tử gầy gò nghe Hàn Lập hỏi như vậy thì trong lòng bỗng dùng mình, vội vàng trả lời. Đồng thời hắn cũng thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã gặp ca lớn rồi sao? Người trước mắt đúng là một gã cao giai luyện thể sĩ. Tuy nhìn dung mạo thì hơi trẻ nhưng rất có thể hắn đã ăn được linh đan rượu dược có tác dụng chú nhan nào đó. Trong lòng nghĩ như vậy, bất giác thần thái Điền Hưng liền trở nên thận trọng tiếp đó Hàn Lập thuận miệng hỏi vài cây liên quan đến chuyện tình thiên nguyên võ cụ rồi không hỏi đến chuyện đấu giá nữa mà cẩn thận hỏi về những phương diện khác của Lạc Nhật Thành. Tuy trong lòng có chút buồn bực nhưng nam tử gầy gò vẫn trả lời tất cả, dẫn Hàn Lập đi liên tiếp qua mấy cái ngã tư, rồi đến một con đường chuyên mua bán các loại tài liệu linh cụ. Đã nghe nói trung tâm thành là nơi chuyên buôn bán tinh phẩm và bảo vật nên Hàn Lập cũng không hề do dự đi tới. Vì tài liệu linh cự tuy cũng coi như là quý hiến nhưng so với tài luyện luyện chế pháp bảo thì dễ tìm hơn những nơi chuyên buôn bán những bảo vật xa hoa có khi lại khó mà tìm thấy được tài liệu luyện thế linh cụ thích hợp. Đương nhiên đỉnh giai linh cụ thành phẩm lại là ngoại lệ. Hàn Lập vừa tới nơi thì tinh thần như rung lên, mục đích của hắn là muốn thử xem xem mình có cơ duyên gì hay không. Hung hiểm của lạc nhật chi mộ, lạc nhật chi mộ sau này, đến đột phá một tầng bình cảnh cuối cùng, nếu không chuẩn bị cái gì thì cũng khó giữ được cái mạng này. Cho nên hắn tính trước khi tiến vào lạc nhật chi mộ, phải luyện chế hai kiện đỉnh giai linh cụ thật vừa lòng, đến khi đối địch thì có thể hơn được một phần thắng. Còn bộ thiên nguyên võ cổ kia nghe thì hay đó, nhưng chỉ sợ chẳng lấy được dễ dàng. Đương nhiên với số lương linh thạch của hắn thì không phải hoàn toàn không có cơ hội chiếm được. Nhưng làm vậy thì không thể tránh khỏi việc gây ra sự chú ý. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút liền vất ngay ý tưởng này ra khỏi đầu, rồi tính toán tự mình luyện chế linh cụ. chương 1292, Hoàng Lương Linh Quân. Hàn Lập xem xét từng giá vật liệu trong cửa hàng, nhưng sau khi chuyển vòng vo bảy tám cửa hàng liền dừng hành động vô ích này lại trong long thầm thở dài một tiếng vật liệu của cửa hàng này không thể nói là không tốt thậm chí một số có thể nói xứng là hàng thượng phẩm nhưng với cảnh giới kim can quyết sắp luyện thành tới nơi của hàn lập làm sao có thể vừa ý với những vật liệu này nếu như sử dụng linh vật hao tốn tâm sức để luyện chế ra cùng lắm cũng chỉ được như kim giảo kiếm lúc đầu để lại cho phạm mập đối với hắn tác dụng thật sự không lớn thế nào hàn huynh không vừa ý những thứ ở đây điền hưng ở bên cạnh rất tinh ý liền lập tức hỏi những vật liệu này đối với ta không có tác dụng gì hàn lập lắc lắc đầu không giấu giếm nỗi thất vọng của mình nếu như huynh đều không vừa ý vậy hay là đi cùng tôi tới một nơi khác xem nơi đó thường có một số thứ đặc biệt nhưng tôi không dám bảo đảm nơi đó chắc chắn sẽ có thứ mà huynh cần điền hưng thật không hổ là con rắn đất của vùng này nháy mắt đã đưa ra một địa điểm khác ồ vậy đi thử xem hàn lập vừa nghe lời này trong lòng liền cảm thấy hứng thú. Thế là hai người rời khỏi con đường đó, và chặn một chiếc xe trong thành chuẩn bị lên xe khởi hành. Nhưng khi Hàn Lập vừa bước một chân lên xe, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm từ trên cao vọng xuống, tiếp theo một tiếng gào như tiếng hổ gầm cuồn cuộn truyền tới. Hai loại âm thanh đan vào nhau, truyền khắp vùng trời quanh đó, gây nên một phen xôn xao của những người phàm và tu sĩ bên dưới. Hàn Lập cũng nhìn về hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một điểm đen đang phóng tới với tốc độ cực nhanh, vật mà trước mắt đã đến chỗ nhóm người Hàn lập lại là một quái thú ba đầu một đầu hổ hai đầu rồng, kéo theo một chiếc xe màu xanh nhạt từ trên cao bay nhanh lướt qua, tiếng rồng ngâm hổ gầm, trong nháy mắt đã đi xa. Hoàng Lương Linh Quân lại rời khỏi động phủ, đây là có chuyện gì? Điền Hưng vừa nhìn thấy xe quái thú kéo trên trời, thất thanh kêu ra miêng. Hoàng Lương Linh Quân, đây là người nào? Hàn Lập hỏi, nghe Hàn Lập hỏi vậy, Điền Hưng ngẩn ra, sau đó quan sát bắt đầu quan sát Hàn Lập bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao vậy, chẳng nhẽ trên mặt tại hạ nở hoa rồi sao ánh mắt hàn lập lóe sáng cất tiếng cười ha ha xem ra hàn huynh thật sự là từ rất xa đến đây tại sao lại nói như vậy người này rất nổi tiếng ở lạc nhật thành sao hàn lập nhíu mày thành chủ của bổn thành tuy là tu sĩ hóa thần trung kỳ nhưng đệ nhất tu sĩ của lạc nhật thành chúng tôi lại không phải là ông ấy mà là vị hoàng lương linh quân cư ngụ đã hàng vạn năm trong một ngọn núi gần đây này nghe nói ông ấy đã qua quan khẩu ngũ hành hợp nhất là một vị hợp thể sơ kỳ đạo sĩ, Điền Hưng có chút hưng phấn giới thiệu. Hợp thể sơ kỳ, Hàn Lập trong lòng dùng mình, hắn năm đó cũng là một tu sĩ sơ kỳ hóa thần, sự tranh lệch to lớn giữa kỳ hóa thần và kỳ hợp thể hắn biết rất rõ. Mười năm nay ở linh giới, hợp thể kỳ tu sĩ đã là tu sĩ đạt đến tầng cao nhất mà hắn có thể nghe nói tới rồi. Nhóm người Tam Hoàng cũng chỉ là sắp đến cảnh giới hợp thể mà thôi. Theo lời những tu sĩ khác cùng người phàm, hắn chưa bao giờ nghe thấy tin tức gì về đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ. Giống như sự tồn tại ở giai đoạn cao nhất của con người này chưa từng xuất hiện ở linh giới. Đương nhiên cũng có thể tầng lớp mà hắn tiếp xúc còn khá thấp, do vậy mà chưa thể tiếp xúc được những điều này. Sau khi lên xe, Điền Hưng lại hứng khởi kể cho Hàn Lập nghe một số chuyện về Hoàng Long Linh Quân, đại bộ phận là nói Hoàng Lương Linh Quân tài giỏi ra sao, và có những gì nổi danh vân vân. Hàn Lập nghe xong chỉ mỉm cười, không tiếp lời gì cả. Kết quả sau mấy canh giờ chạy như bay trong thành, chạy đến một con đường xa lạ, sau đó đột ngột dừng lại ở cuối con đường. Hàn Lập nhảy từ trên xe xuống, nhìn quanh một lượt, liền nhìn thấy một cửa tiệm có vẻ không nhỏ, cửa tiệm này không bình thường lắm. Đại môn rất cao lớn, và được sơn phủ bằng bột vàng vô cùng bắt mắt, bên trên là tấm biển rất lớn ghi ba chữ khung vũ các. Hai bên cửa lớn là hai cột thiết trụ rất dài màu xanh. Bên trên dùng dây xích nhỏ màu bạc mỗi bên buộc một con quái thú màu đỏ, trông tựa như hình thần lằn hàn lập vừa bước chân xuống xe hai con quái thú lập tức đứng dậy con mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào hàn lập đồng thời để lộ ra ánh mắt không thiện ý đi điền hưng theo sát đằng sau hàn lập không chút để tâm hai cái đầu quái thú đang vươn lại tay rút ra một tấm thẻ bài lắc lắc trước mặt chúng lập tức hai quái thú phát ra vài tiếng gầm nhẹ lại lười biếng nằm sấp trên mặt đất không động đậy nữa hai người từ giữa hai con quái thú bước vào bên trong vào đến bên trong hàn lập bất giác nhíu mày chỉ là một căn phòng nhỏ đơn giản rộng 6-7 trượng, tuy có bầy một số giá kệ, nhưng bên trên trống không, chẳng có bất cứ thứ gì. Ở góc phòng có một cầu thang, bên cạnh để một chiếc ghế gỗ mặt trên ngồi một ông già sắc mặt khô vàng mũi thấp, đang thiêu thiêu ngủ, hình như hoàn toàn không phát hiện ra có khách đến. Tư lão, đừng ngủ nữa, chờ người đến cho ông đây. Điền hưng không chút khách khí, tiến lên vài bước, túm lấy bả vai ông lão lắc mạnh. Khách, ở đâu? Ông già mở mắt, nhưng bộ giảng vẫn chưa tỉnh ngủ nghe nói quý tiệm có một số thứ đặc biệt, tại hạ liền đến xem sao Hàn Lập sau khi quan sát thấy ông lão có vẻ là trưởng quầy, thản nhiên hỏi: "Quý khách cần những thứ đồ đặc biệt, vậy thì dễ chuẩn bị thôi, bổn tiệm chuyên thu mua những thứ đồ kỳ lạ để bán cho những người cần." "Quý khách cần thứ gì?" Ánh mắt trưởng quầy đảo qua Hàn Lập một lượt, dừng lại giây lát, cuối cùng nở ra một nụ cười. "Vật liệu linh cụ" Hàn Lập bình tĩnh nói: "Ai, người cần loại vật liệu này thật sự không nhiều." nhưng quả thật có hai thứ như thế, tôi sẽ đi lấy ngay. Trưởng quầy mỉm cười, quay người leo lên thang, nhìn theo lưng ông trưởng quầy đi lên, hai mắt hàn lập lại nheo lại. Và đột nhiên quay lại hỏi Điền Hưng, người này hình như cũng là một người luyện thể sĩ, hơn nữa tầng bậc cũng không thấp. Đương nhiên biết, tư lão trước kia là một luyện thể sĩ rất có danh tiếng ở Lạc Nhật Thành chúng tôi. Nhưng khoảng 10 năm trước gặp phải tai nạn, chúng một loại độc lạ. May mà có cơ thể của một luyện thể sĩ cấp cao nên không chết, nhưng toàn thân không thể dùng sức được, đành phải mở một cửa tiệm ở trong thành như thế này. Điền Hưng giải thích nói, ô, thì ra là thế. Hàn Lập gật đầu hiểu ra, Điền Hưng cười nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng hỏi Hàn Lập xem cảm thấy thân phận của tư lão thế nào, đột nhiên bên ngoài một tiếng quái thú giống nhẹ, tiếp theo nghe thấy một tiếng quát lớn thanh. Xuất sinh, tìm, dầm dầm hai tiếng trầm đục, có tiếng hai vật nặng rơi xuống chuyển đến. Hàn Lập cùng Điền Hưng đều kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy theo ngoài cửa lớn một nam một nữ đi vào, hai con quái thú ngoài cửa nằm bẹp xuống đất không động đậy. Điền Hưng kinh hãi, nhưng lập tức phát hiện hai quái thú trong miệng còn truyền ra tiếng gừ trầm nhẹ, lúc này mới thở phào. Ánh mắt Hàn Lập lập tức dừng lại trên người đôi nam nữ vừa bước vào tiệm. Đôi nam nữ này tuổi đều không lớn, nam anh tuấn hiên ngang, nữ dung nhan tú lệ, dùng kim đồng ngọc nữ để hình dung không quá chút nào. Hơn nữa hai người thân bói linh áp không thấp, có lẽ là kết đan kỳ tu sĩ. Với nhãn quang của Hàn Lập, tất nhiên vừa nhìn đã biết được tuổi tác của hai người này. Linh giới tuy nói linh khí nồng đậm, tồn tại số lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo cấp cao, tu sĩ trúc cơ và kết đan dễ dàng hơn rất nhiều so với nhân giới. Nhưng hai người này trẻ tuổi như vậy mà có đạo hành đến mức này, khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Các ngươi là người làm trong tiệm này, người nam liếc mắt một cái nhìn thấy Hàn Lập cùng Điền Hưng, thần niệm quét qua người Điền Hưng, phát hiện chẳng qua chỉ là một tu sĩ kỳ luyện khí liền quát hỏi trong lời nói không che giấu được tia ngạo nghễ trên mặt về phần hàn lập trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn thần đương nhiên là một luyện thể sĩ nhưng một luyện thể sĩ đi cùng với một tên tu sĩ kỳ luyện khí người thanh niên tỏ ra chẳng buồn hỏi đến không phải vãn bối chỉ là dẫn khách đến đây mua đồ điền hưng sau khi nhận ra hai người kia là kết đan tu sĩ trong lòng cũng cả kinh vội vàng cười làm lành trả lời khách vậy trưởng quầy của khung vũ các đâu thanh niên hừ khẽ một tiếng hỏi Tư lão lên trên lấy đồ, hai vị tiền bối đợi một chút, Điền Hưng cẩn thận trả lời, "Nữ sư muội, tạm thời chờ một lát, không sao chứ?" Người thanh niên đó không để ý tới Điền Hưng, ngược lại quay đầu nói với nữ tu trẻ bên cạnh một cách rất nhẹ nhàng. "Không sao, có lẽ gia tổ hiện tại đang nói chuyện cùng lệnh sư, chúng ta không nên tới đó quấy rầy họ." "Nhưng cửa tiệm này có thứ chúng ta muốn tìm không?" Cô gái đảo quanh cặp mắt đẹp, tất nhiên cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ với cửa tiệm bốn phía đều là những giá kệ trống không ta cũng chỉ là nghe nói, đây cũng là lần đầu tiên đến cửa tiệm này. Theo như bằng hiếu của ta nói, cửa tiệm này có rất nhiều những vật hiếm có cổ quái, cho dù không thể tìm được thứ sư muộn cần, đến tham quan một chút cũng không tệ. Trong câu nói của người nam trẻ tuổi có chút ngữ khí lấy lòng. Nếu tiền sư huynh đã nói thế rồi, vậy tiểu muội nhất định phải xem xem mới được. Cô gái trẻ cười khẽ. Đúng lúc này tiếng cầu thang vang lên, ông già tay cầm hai cái hộp gấm, một to một nhỏ, từ từ đi xuống thang lại có khách đến nữa rồi ư, ôi, thú trong cửa của ta bị các người làm bị thương rồi. Ông lão vừa nhìn thấy đôi nam nữ tu sĩ thì hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vừa nhìn ra ngoài, sắc mặt dần dần tối lại. Yên tâm, ta chỉ dạy bảo bọn chúng một chút mà thôi, không hề làm tổn hại đến tính mạng của chúng. Lữ sư muội chính là hậu nhân của Hoàng Lương Tiền Bối, thú trong cửa của các hạ nếu như thật làm kinh sợ đến muội ấy, chỉ sợ chịu trách nhiệm không nổi. Người thanh niên cơ hồ cũng biết sự dày dặn của trưởng quầy, Thân mình không nhúc nhích, cười nhạt trả lời. Hậu nhân của Hoàng Lương Linh Quân, vậy lần này ta bỏ qua, lần sau không có ngoại lệ. Nghe thấy người thanh niên nói, ông lão sắc mặt có khẽ biến, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thường. Sau đó ông hình như không muốn nói gì thêm với đôi nam nữ, đi mấy bước tới trước mặt Hàn Lập, đưa ra chiếc hộp gấm trong tay. Hàn Lập không lập tức đưa tay ra đỡ, ngược lại ánh mắt chợt lóe sáng mà hỏi trước. Trong hộp là vật hiếm có gì, tư trưởng quầy không giới thiệu trước một chút sao? chương 1293, Ngân Tâm Thạch và Thiên Tâm Đan. Một cái gọi là Ngân Tâm Thạch, một cái ta cũng không biết là vật gì, các hạ phải tự mình xem. Ông lão thản nhiên nói, thuận tay mở một trong hai chiếc hộp gấm, để lộ ra một viên đá màu bạc nhạt, to bằng nắm tay. Sau đó đóng nắp hộp lại, vươn tay đưa hai chiếc hộp ra. Ngân Tâm Thạch, khoan đã, vật này hai người chúng ta lấy. Người nữ xinh đẹp đứng ở một bên vừa nghe thấy tên Ngân Tâm Thạch đột nhiên trở nên vô cùng mừng rỡ, Người thanh niên tuy rằng cũng rất sửng sốt nhưng lập tức kịp phản ứng nói, một tay vội vàng giơ lên nắm lại giữa không trung. Một luồng sáng xanh mờ cuồn cuộn bay thẳng tới cái hộp gấm chứa tinh thạch. Khi Hàn Lập nghe thấy cái tên ngân tâm thạch, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, đợi đến khi người thanh niên kia giơ tay ra định cướp chiếc hộp gấm, sắc mặt liền tối lại. Một cánh tay chỉ động nhẹ rắc một tiếng vang nhỏ, cánh tay lập tức dài ra vài thước, một tay tóm gọn lấy hai hộp gấm. Lúc này luồng khói xanh mới tới nơi, nhưng không hề có ý dừng lại. Lập tức chuyển chạy sang người Hàn Lập, tư thế muốn cướp lại đồ vật. Hàn Lập hư lạnh một tiếng, lắc bả vai một cái. Cơ thể nhanh như tên bắn trượt xa về phía sau hàng trượng. Đồng thời một bàn tay phát ra ánh vàng rực rỡ nhắm ngay vào luồng sáng xanh, đánh ra một quyền. bụp một tiếng luồng khói xanh bị bàn tay màu vàng xuyên qua như tờ giấy, bỗng chốc thì biến mất. Tu sĩ cấp cao, người thanh niên vốn đã bấm tay niệm thần chú, sau khi thấy Hàn Lập thể hiện thân thủ, sắc mặt hơi thay đổi, trở nên trần trờ tiền sư huynh khoan đã có thể từ từ nói chuyện không cần động thủ trường quầy khối ngân tâm thạch này có lẽ vẫn chưa bán cho vị đạo hữu này phải không bất kể là giá nào chúng tôi đồng ý trả gấp đôi có thể nhượng lại cho chúng tôi trước không cô gái họ lữ gọi người thanh niên lại nhanh nhẹn nói với ông lão không được cho dù lữ tiên tử là hậu nhân của hoàng lương tiền bối cũng không thể phá bỏ quy tắc của thương khung các bổn tiệm không phải bán đấu giá không phải ai đưa giá cao thì bán cho người đó mà là chú ý đến thứ tự trước sau. Trừ phi vị đầu hữu đây thật không muốn mua nữa, các hạ mới có thể mua được ngân tâm thạch. Cũng không biết cửa tiệm có quy tắc như vậy thật không, hay là ông lão âm thầm cố ý làm khó dễ, lại thản nhiên nói như thế. Cô gái họ lữ ngẩn ra, bất giác quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập đầu cũng không ngẩng đầu lên, đang mở nốt chiếc hộp gấm còn lại, lộ ra một khối khoáng thạch hình chữ nhật màu xám, bề mặt sáng trơn dị thường giống như Mỹ Ngọc, nhưng màu sắc ảm đạm lại khiến cho người ta cảm thấy kỳ dị. Gia sư cầu long tôn giả, khối ngân tâm thạch này là vật lữ sư muội nhất định phải có. Ta thay lữ sư muội trả huynh giá gấp đôi, huynh hãy nhường lại vật này cho chúng ta. Người thanh niên họ tiền đứng ra, chậm rãi nói. Lời nói tuy rằng vô cùng khách khí, nhưng khẩu khí lại rất cứng rắn, cứ như Hàn Lập đã kiếm được món hời vậy. Không được, Hàn Lập nhìn chằm chằm vào khối đá trong tay, dùng ngón tay trà sát nhẹ nhẹ, mí mắt không nhắc lên một chút nói. Ngươi nói gì? Gương mặt người thanh niên trở nên vô cùng khó coi, căn bản không thể ngờ tới Hàn Lập lập tức từ chối, không đem suy nghĩ lấy một chút. Có lẽ vật này thật sự rất quý giá đối với các hạ, nhưng các làm sao mà biết tại hạ không cần đến nó nữa? Hàn Lập nhìn người thanh niên, bình tĩnh nói. Ta đã nói rồi, tiền mỗ đồng ý trả giá gấp đôi. Ánh mắt người thanh niên đã bình tĩnh lại, trong lời nói ẩn chứa ý uy hiếp. Cô gái họ Lữ nhíu mày, nhưng lần này ngược lại hoàn toàn không có ý ngăn cản tại hạ không hề thiếu linh thạch nếu các hạ chịu quay đầu tại hạ tình nguyện đưa cho các hạ một số hy thạch hàn lập thở dài một hơi lẩm bẩm nói tuy hai người trước mặt đều có lai lịch danh môn đều có chỗ dựa vững chắc nhưng hàn lập thân cô thế cô hơn nữa sắp phải vào lạc nhật chi mộ nếu không đột phá bình cảnh hồi phục lại pháp lực có lẽ sẽ không thể ra ngoài được nữa tất nhiên sẽ sẽ không để ý nhiều đến hai tu sĩ kết đan trước mặt hắn đã hồi phục pháp lực cảnh giới pháp lực của hai bên khác biệt quá xa cho dù chỗ rửa của bọn họ thật sự red eye, hắn đánh không thắng, chạy thoát vẫn có mấy phần tự tin. Nhưng đáp lời không chút nể tình, không những điền hưng sắc mặt biến thành tái nhợt, đến cả ông lão vốn dĩ nét mặt không chút thay đổi nay cũng phải lộ ra vài phần ngạc nhiên. Lẽ nào đối phương cũng là người có lai lịch không tầm thường, đối mặt với đệ tử chân truyền của cầu Long Tôn Giả và Hoàng Lương chân Quân mà không nể mặt chút nào? Tư lão lại có chút nghĩ nhầm, nghe câu đáp của Hàn Lập, người thanh niên họ tiền tỏ vẻ hết sức lo lắng. Cô gái họ Lữ ngược lại hình như có cùng suy nghĩ với Tư lão, sau khi quan sát Hàn Lập mấy lượt, đột nhiên mở lời nói: "Xin hỏi quý tính của các hạ, là môn hạ của vị tiền bối nào?" Nói không chừng lệnh sư lại quen biết, tại hạ là kẻ lang thang, nào có sư thừa gì, còn về danh tính không nói cũng thế. Hàn Lập cười, trả lời cho qua, "Vậy sao, đạo hữu không muốn nói thì thôi vậy, tuy nhiên, ta muốn dùng một bình Thiên Nguyên đan để đổi lấy ngân tâm thạch thế nào?" loại đan dược này có thể làm cho thần niệm gia tăng trong thời gian ngắn có thể bù lại thần niệm thiếu hụt khi đột phá bình cảnh có tác dụng rất lớn cô gái họ lữ sau khi có chút do so dự lật chuyển bàn tay trên tay hiện ra một chiếc bình xứ xanh biếc nói một cách bình tĩnh lạ thường thiên tâm đan lữ sư muội đây là độc môn bí thuốc của hoàng lương tiền bối đổi lấy một khối ngân tâm thạch nhỏ bé thật quá lãng phí người thanh niên họ tiền thấy vậy lập tức kinh ngạc ngăn cản cho dù là tư lão nãy giờ ngồi một bên không nói tiếng nào nghe vậy cũng có chút đông dung. Còn về Điền Hưng có lẽ chưa từng nghe qua tên của loại đan dược này, bộ dạng có chút mơ hồ không hiểu. Tăng thần niệm trong thời gian ngắn cũng có tác dụng với tu sĩ sao? Hàn Lập trong lòng dao động, bật thốt lên hỏi, thần niệm nguyên bản của tu sĩ không ổn định, hiệu quả đương nhiên cực kỳ nhỏ bé. Cô gái họ Lữ nghe hỏi có chút ngoài ý muốn, thoáng khó hiểu trả lời. Nếu là nói như vậy, Lữ Đạo Hiếu thu hồi lại bình này đi. Tại hạ sẽ không trao đổi đâu." Hàn Lập vẫn cứ lắc đầu, lần này, sắc mặt của cô gái họ Lữ cũng đã có chút khó chịu. Sự ngạc nhiên đầy trên mặt Tư lão, cần phải biết danh tiếng của Thiên Tâm Đan rất lớn, là thánh dược tuyệt hảo dùng khi đột phá bình cảnh, người này có thể vì một khối linh cụ nhỏ bé mà từ chối món lợi đến mức này. Nếu không phải là Thiên Tâm Đan không có tác dụng gì đối với kỳ độc trên người lão, sợ rằng lão cũng sẽ không nhịn nổi mà đòi lại ngân tâm thạch để đích thân trao đổi với cô gái họ Lữ rồi. Cô gái này có thể tùy ý lấy ra một binh thiên tâm đan như vậy, xem ra rất được Hoàng Lương Linh Quân sủng ái. Trong khi tư lão vẫn đang kinh nghi hết sức, Hàn Lập đã điềm nhiên hỏi giá cả của hai đồ vật. Ông già trong lòng có chút kiêng kỵ, cũng không hề có ý hết giá cao, nhưng vẫn nói một con số mà đối với một tu sĩ bình thường là một cái giá trên trời. Hàn Lập nghe xong gật đầu, bàn tay lật chuyển lấy ra một túi đựng đồ, sau đó khua tay một vòng, một đống linh thạch cấp cao rơi ra. Thừa đủ để trả cho hai vật vừa mua. Đây đều là hàn lập trên đường đi dùng linh thạch cấp thấp và trung đẳng mang từ nhân giới để đổi lấy. Ở linh giới linh thạch cấp thấp và trung đẳng đối với việc tu luyện của hàn lập hầu như không có tác dụng gì. Như thế đương nhiên là đổi thành linh thạch cấp cao tốt hơn. Trường quầy không nói gì, cũng nhận linh thạch bằng một cái túi trên tay, vụ giao dịch coi như kết thúc. Hàn lập thu hộp gấm lại, trực tiếp hướng ra ngoài cửa mà đi, Điền Hưng cũng kinh hồn táng đảm, vội vàng theo đi ra ngoài. Người thanh niên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng quyết định trước khi nắm rõ được thân phận của Hàn Lập không ngăn cản Hàn Lập rời đi. Nhưng hắn trong lòng đã thầm quyết định, sau khi trở về sẽ lập tức phái người điều tra thân phân của người này, xem xem đối phương rút cục có lai lịch thế nào rồi tính tiếp. Còn cô gái họ lưỡi nhìn dõi theo bóng của Hàn Lập, cắn môi nhẹ một cái, trong lòng cảm thấy buồn bực dị thương. Hàn Lập đi ra ngoài cửa tiệm, tâm trạng ngược lại rất tốt. Đối với hai loại vật liệu vừa tìm được vô cùng vừa ý. Kỳ thực trong hai loại vật liệu khối đá đó vẫn có giá trị lớn hơn. Bởi vì đó là một loại vật liệu biến dị của vật liệu linh cụ, vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải khi Hàn Lập học luyện chế linh cụ, dựa vào khả năng ghi nhớ siêu phàm cố ý đọc 78 phần địch thư trong Ngu Dương Thành, sợ rằng còn không thể nhớ ra vật ấy. Nhưng đối với linh cụ sư bình thường, loại vơ liệu này không được coi là vật liệu tốt gì, ngược lại không tốt bằng tinh phẩm vật liệu thông thường. Ngược lại trong việc luyện chế pháp khí bảo vật của dụng biểu tu sĩ, có một số tác dụng thần kỳ. Đối với người ngoại tộc như Hàn Lập mà nói loại vật liệu này diệu dụng vô cùng, trong lòng vô cùng vừa ý trong mấy ngày tiếp theo, Hàn Lập lại tiếp tục cùng Điền Hưng khi khắp lượt một số cửa tiệm bán vật liệu khác, sau khi thu thập được mấy loại khác nữa liền bảo Điền Hưng rời khỏi. Còn hắn tìm một cửa tiệm luyện chế linh cụ không mấy bắt mắt, thuê cả gian phòng luyện chế linh cụ, sau đó bắt đầu đóng cửa không ra ngoài nữa. Một tháng sau, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh rời khỏi Lạc Nhật Thành sau khi đi được nửa tháng một mình đến trước một khe sâu lớn đây chính là cửa vào của lạc nhật chi mộ toàn bộ khe sâu chỉ rộng chừng vài dặm bất luận mặt đất hay là hai bên đều trải đầy loại đá đỏ tươi quái dị ngay đến cả bầu trời xung quanh hình như cũng bị phản chiếu thành màu đỏ thoạt nhìn đập vào mắt làm cho người ta kinh hãi nhưng ở gần khe sâu lại có một số tu sĩ luyện thể sĩ tụ tập thành từng nhóm hai ba người có nhóm xì xào bàn tán cái gì đó có nhóm mặt không chút biểu cảm ở gần đó ngồi thiền những người này phần lớn là tu sĩ và luyện thể sĩ đạo hạnh không cao lắm, chỉ khi tìm được bạn đồng hành mới dám hợp thành một nhóm tạm thời, đi vào trong khe sâu lớn. Đương nhiên cũng có những nhóm đã hẹn trước, trực tiếp từ xa tới, không dừng lại ở lối vào mà trực tiếp tiến thẳng vào trong. Cũng có một số tu sĩ và luyện thể sĩ cấp cao tự thấy đạo hạnh cao thâm, cũng không hề kiêng kỵ tiến thẳng vào. Nhưng bất luận tu sĩ hay là luyện thể sĩ, đều không có bất cứ ai dám bay quá cao, nhiều lắm là bay cách mặt đất khoảng 10 trường. Bởi vì chỉ cần không phải là tên ngốc, đều sẽ biết một khi bay quá cao trên mảnh đất này thì bằng với giao tính mạng của mình cho yêu tu hoặc cuộc tranh đấu của những người khác. Huống chi ngoài ra lạc nhật chi mộ còn có rất nhiều cầm loại cổ thú sinh sống, khiến cho không trung hoàn toàn biến thành một khu vực không có cấm chế. chương 1294, Linh Tộc hiện lên. Hàn Lập chỉ mới chỉ hoãn ở gần cốc khẩu, liền cảm nhận được hơn 10 đạo thần niệm lần lượt vụt qua. Hắn thản nhiên đợi một lát, và sau khi từ chối rất nhiều nhóm nhận ra hắn là luyện thể sĩ cấp cao liên tục tiến đến mời gia nhập liền cũng bay vào trong khe sâu cái khe sâu này chỉ là một trong những lối vào lạc nhật chi mộ của nhân tộc các lối vào khác đều bị tu sĩ dùng nhiều loại kỳ trận phong tỏa mà bên cạnh cửa vào duy nhát này tất nhiên sẽ có một số tu sĩ chấn giữ chuyên giám sát tình hình ra vào để phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn chỉ là những tu sĩ này đều giấu mình ở chỗ tối mà thôi nghe nói trong đó người có đạo hạnh thấp nhất cũng là đạo hạnh kết đan hơn nữa do một vị hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn. Ở trong hạp cốc, Hàn Lập vừa chậm rãi đi tới, vừa suy nghĩ về những tin tức về Lạc Nhật Chi Mộ mà mấy ngày nay hắn tìm hiểu được. Lúc này bên dưới lớp thanh bào của hắn mặc một chiếc chiến giáp bình thường, sau lưng đeo một cây trường thương được bao lại bằng vải. Cán thương đen nhánh, nhưng phía cuối được khảm nhiều viên tinh thạch màu xanh, lặng lẽ phát sáng. Bản thân cây thương là màu bạc, nhất thời không thể nhìn ra là làm bằng vật liệu gì, ở chỗ tay cầm có một số hình khắc bị tay áo che lấp đương nhiên đòn sát thủ mà Hàn lập tự tin nhất, điểm dựa khiến hắn dám mạo hiểm tiến vào lạc nhật chi mộ vẫn là hai viên diệt tiên châu trong túi kia. Có hai viên ngọc này trong tay chỉ cần không động tới những thứ cấp bậc từ luyện hư kỳ trở lên là đã đủ rồi. Khe sâu càng ngày càng rộng, khi Hàn lập đi ra khỏi hơn một trăm dặm, con đường mờ nhạt cuối cùng cũng biến mất. Hàn lập đứng tại chỗ nhìn ra bốn phía, khẽ thở dài một hơi. Nếu thần niệm không thể phóng ra ngoài, thật là rất bất tiện dưới tình trạng không thể phán đoán các vị trí, hắn đành phải tùy ý chọn lựa một phương hướng mà đi. Bắt đầu buổi trưa, trừ ngẫu nhiên gặp một số tiểu thú và xà trùng ra, hoàn toàn không có bất cứ điều dị thường gì xuất hiện, cũng không gặp bất cứ yêu thú hoặc người nào. Tuy nhiên với sự rộng lớn của khu vực này, điều này không phải là lạ. Nhưng năm ngày sau, trước mắt Hàn Lập xuất hiện một khu rừng rậm nguyên thủy không thể nhìn thấy đầu cuối. Cây cối tất cả đều cao 30-40 trường, cành lá dài rộng, u ám dâm mát, hơn nữa thỉnh thoảng có thể từ bên trong có thể nghe thấy tiếng thú gầm trầm nhỏ. Hàn Lập hai mắt híp lại nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhấc chân đi vào trong đó, sau vài lay động, thân hình đã biến mất đằng sau khu rừng. Với đạo hạnh hiện tại của Hàn Lập thi triển La Yên bộ tu luyện khi ở nhân gian, cho dù trong rừng rậm dây leo khắp nơi, bụi cây thành đàn, hắn vẫn đang giống như quỷ mị, thân thể dường như thành vô hình tự do đi lại trong đó. Nếu là có các luyện thể sĩ hoặc tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này, nói gì cũng sẽ không chịu tùy tiện trêu chọc Hàn Lập ở nơi này. Hàn Lập đang đi, mắt chợt lóe sáng, một luồng tia bạc phóng ra, vây quanh một cây đại thụ ở gần đó. Lại bay vụt mà quay về, một tiếng thê lương gầm rú theo phía sau cây bộc phát ra, tiếp theo cùng với mùi tanh một con gấu lớn cao đến hai trượng đầu có một sừng, xuất hiện từ phía sau cây, vừa gầm thét hung hăng vừa xông về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lắc mình vài cái đã đến cách cây vài trượng, không có chút ý dừng lại, coi như không nhìn thấy con gấu lớn phù phù một tiếng, con gấu lớn bước vài bước, máu tươi bắn tung, cả thân người từ phần bụng bị chia làm đôi. Thân cây phía sau cũng phát ra âm thanh trầm gọn, thân cây chia làm hai, phần trên đổ xuống, vừa đúng che kín xác con gấu. Hàn lập vừa ra tay, đồng thời chém gãy đại thụ và giết chết gấu. Sự sắc bén của luồng tia màu bạc, cho tới bây giờ mới hiện ra hết thảy. Lúc này hàn lập trong chấp đông sớm đã một lần nữa biến mất trong rừng rậm. Thế là cuộc hành trình chém giết của Hàn Lập trong lạc nhật chi mộ đã chính thức bắt đầu. Ba tháng sau, ở một nơi sâu trong mạch núi liên tiếp chuyển đến những tiếng nổ lớn, tiếng động chói tai đan vào nhau, nhưng sau một tiếng hoảng vang rất lớn, tất cả lại trở lại yên tĩnh. Ở nơi tiếng động vừa chuyển đi, Hàn Lập hai tay để sau lưng đứng trên một cành cây cao cách mặt đất hơn 10 trượng, thần sắc bình tĩnh dị thường. Xung quanh hắn, xác của một đám vượn xanh nằm ngổn ngang trên đất, khoảng chừng hơn 20 con. Đám vượn này con nào con nấy cao lớn vạm vỡ, lông trên người cực kỳ thô cứng, trên miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài hàng tấc, khiến khuôn mặt chúng dữ tợn dị thường. Xác của đám vượn này, hoặc là thân thể bị xé nát thành nhiều phần hoặc là các bộ phận như ngực họng hầu có những vết đâm chí mạng, máu tươi chảy đầy mặt đất. Nhưng khiến cho người ta kinh hãi nhất là trên một cành cây lớn dài hơn 10 trượng, một con yêu hầu khổng lồ ba đầu một lớn hai nhỏ toàn thân lông đỏ, bị một cây trường thương màu đen đâm xuyên qua tim, bị cắm cứng ngắc ở đó con vật thất khiếu chảy máu cả người vết thương trồng chất bộ dạng vừa mới chết mới đi qua nơi này liền đụng phải kết đan kỳ yêu thú lạc nhật chi mộ quả nhiên danh bất hư truyền hàn lập cẩn thận quan sát xác của con vượn khổng lồ trong chốc lát miệng thì thảo nói một câu sau đó nắm bàn tay trên không nhẫn thần trên ngón tay lóe sáng hắc thương rung lên trên thân cây tự động bắn ngược mà quay về xác con vượn cũng từ trên cành cây mà rơi xuống hàn lập đan bắt được trường thương lập tức thân hình vừa động liền biến thành một đảo hư ảnh trực tiếp mất hút trong rừng sâu. Thoạt chốc, nơi này lại tịch không còn tiếng động, qua một lúc lâu, một cây đại thụ gần đó lóe lên ánh sáng xanh, một vệt xanh biếc hiện ra, trong ánh sáng lung linh xuất hiện một người tí hon thân cao chưa đầy một tấc. Người tí hon này mặc váy dài màu lục, khuôn mặt đẹp như vẽ, thân hình duyên dáng, là một mỹ nữ được thu nhỏ lại 10 lần. Lông mày cô hướng về phía Hàn Lập biến mất, đầu mày hơi nhíu lại. Thiên Anh, vừa rồi vì sao không chịu ra tay, người này chỉ là một luyện thể sĩ cấp cao của nhân tộc mà thôi, cô và tôi liên thủ có thể dễ dàng xử lý hắn. Một luông khói vàng từ trong bụi cỏ nào đó từ từ dâng lên, một ông già mặc áo vàng vóc dáng cũng nhỏ bé như vậy đột nhiên xuất hiện, trên tay còn chống một cây quải trược, nói với cô gái trong ánh sáng xanh bằng khẩu khí không mấy vừa lòng. Hoàng Thạch Công, lần này chúng ta lẻn vào nơi đây, không phải là để giết thêm vài tên của nhân tộc và yêu tộc mà là để truy sát phản nghịch của bồn tộc, truy hồi thần huyết có thể đừng gây chuyện thì tốt nhất là đừng gây chuyện cô gái mặc váy lục nhìn ông già một cái nhẹ nhàng trả lời người này giỏi lắm tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ người để hai linh tướng ra tay còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao cần gì phải bận tâm nhiều như vậy linh tộc chúng ta cùng với hai tộc nhân yêu là đại địch có thể nhân cơ hội làm suy yếu sức mạnh của chúng cố gắng làm vẫn tốt hơn ông già áo vàng lắc lắc đầu không đồng ý với cách nói của cô gái nếu thật có thể dễ dàng đánh bại người này, tôi cũng không ngại ra tay. Nhưng người này ngược lại có chút cổ quái, tốt hơn chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, làm hỏng việc lớn cô gái áo xanh trầm tư một hồi lâu, mới nói ra lời trong lòng của mình. Cổ quái, thiên anh, người phát hiện ra cái gì? Hoàng Thạch Công ngẩn ra, vội vàng hỏi, ông cảm thấy người này thật sự là một luyện thể sĩ sao? Cô gái ánh mắt lóe lên một khắc hỏi ngược lại, lời này là có ý gì? Người này tay cầm linh cụ, đánh bại kết đàn yêu thú, trên người cũng không có linh lực dao động, không phải luyện thể sĩ thì là gì. Hoàng Thạch Lão có chút không hiểu, ông nên biết, bản thể của ta là một anh thành linh, có khả năng nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Người này thần thức vô cùng mạnh mẽ, hầu như không thua kém gì gì chúng ta. Theo như tôi biết luyện thể sĩ của nhân tộc không thể có thần thức mạnh như vậy được. Có lẽ chỉ có tu sĩ hóa thần trong nhân tộc mới có thể có thôi. Cô gái chậm rãi trả lời, thần thức mạnh mẽ, cô nói người này không phải luyện thể sĩ mà là tu sĩ kỳ hóa thần giả trang hoàng thạch cng mặt hiện lên vẻ kinh sợ tôi không nói như vậy tôi không hề phát hiện ra chút linh khí nào tồn tại trên người này nhưng cũng không loại trừ khả năng này dù sao rất nhiều công pháp của nhân tộc không hề ở dưới thần thông thiên phú của linh tộc chúng ta cho dù thực sự có loại bí thuật này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là truy sát phản nghịch đoạt lại thần huyết tôi không muốn mạo hiểm hành sự làm nhỡ mất việc lớn cô gái nghiêm nghị nói cô nói không sai nếu như thật sự là hóa thần tu sĩ chúng ta cũng không nắm chắc có thể giết hắn nếu như để thoát mất thì được không bằng mất tuy nhiên nếu thực sự là như vậy nhân tộc thật là quá giảo hoạt những tồn tại cấp cao của yêu tộc gặp phải người này thì xui xẻo lớn bọn chúng làm sao có thể ngờ được một tên hóa thần tu sĩ lại giả dạng thành luyện thể sĩ cho dù là cùng cấp độ do không kịp đề phòng cũng sẽ chịu thiệt lớn ông lão áo vàng lại có chút vui sướng khi người gặp họa đúng rồi hai người thiết lợi và xích diệt có lẽ cũng đã tiến vào nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy ngũ hành linh tộc đều nên phái người đi chỉ là không biết thủy linh tộc phái đi vị linh tướng nào cô gái váy xanh nhớ ra việc gì đó đột nhiên hỏi như vậy cái này không được rõ lắm nhưng thủy linh tộc là tộc thần bí nhất trong năm tộc chúng ta thần huyết quan trọng nhất đối với bọn họ phái ai tới cũng không đáng ngạc nhiên hoàng thạch công cười hì vậy cũng phải xong lúc tôi tới hỏi thăm được một chút hình như khí linh tộc cũng muốn phái người nhúng tay vào việc này cô gái nói trên mặt hiện lên một tia trần trừ khí linh tộc bọn họ còn có mặt mũi phái người đi tên phản nghịch đó chính là người của khí linh tộc hoàng thạch công vừa nghe lời này liền giận tím mặt nói như thế không sai nhưng khí linh tộc hình như lại cho rằng chính vì như thế họ càng nên phái người đi truy sát phản nghịch cô gái nhẹ nhàng trả lời hừ nói thật dễ nghe còn không phải là đem muốn thần huyết của ngũ hành tộc chúng ta hay sao?" Hoàng Thạch công hừ một tiếng, không nuốt được cơn giận. "Được rồi, cho dù nói thế nào, người của khí linh tộc phần lớn đều rất biết rất rõ về nhân tộc và yêu tộc. Rất có lợi cho việc truy sát phản nghịch, ta đoán tên phản nghịch dám chạy tới đây, khẳng định đã sớm có liên lạc với nhân tộc. Nhân tộc chắc cũng sẽ phái người đến tiếp ứng cho hắn. Chúng ta nhất định phải tìm thấy tên phản nghịch và đoạt lại thần huyết trước khi bọn chúng gặp nhau mới được." Cô gái mặc váy lục sắc lạnh nói, chương 1295, bươm bướm. Điều đó là đương nhiên, tên phản đồ đó đã bị chúng ta đánh trọng thương rồi, hơn nữa còn bị trói vào chặt vào cột. Chỉ cần cửa ra vào được người trong tộc bảo vệ gắt gao thì tuyệt đối không có cách nào trốn thoát. Đợi đề thủ đuổi đến, hắn nhất định có chạy đằng trời. Hoàng Thạch Công nói, lục quần gật gật đầu biểu thị tán đồng với cách đó. Sau khi hai người trong linh tộc hạ giọng bàn bạc, thì lúc này ánh sáng thần kỳ lại chấp động, lại một lần nữa lặn xuống dưới tán cây, biến mất dạng. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất ở thành Lạc Nhật, vô số những tên phong thái bất phàm đang vây quanh một phiến đá. Ngồi bàn tròn, đang nói cái gì đó. Lam thành chủ, ngài nói người của linh tộc bị trói trong mộ của Lạc Dương, đợi chúng ta đến cứu sao. Một gã đầu đà dáng người cao gầy, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu đen xì hỏi người trung niên mặc áo trắng. Đúng, đây là tin tức mà ta mới nhận được. Đối phương đang trên đường lưu vong, bị truy binh của của linh tộc đánh trọng thương. Trong mộ lạc dương, vết thương phát tác, hơn nữa người của linh tộc truy sát rất gần, vì vậy mà không thể trực tiếp đến thành kính nhật. Cần chúng ta đến đó tiếp ứng, người mặc áo trắng từ từ nói, sắc mặt ra vẻ rất trầm trọng. Lam huynh, người ở linh tộc đó rốt cuộc mang trên người vật gì, đến bây giờ có thể nói cho đệ sự thật rồi chứ. Chỉ mình đệ là người có đẳng cấp thấp thì không tính, nhưng ngay cả hoàng lương tiền bối cũng bị huynh mời xuất núi đồ vật bình thường chắc sẽ không cần đạo hữu phải cẩn trọng như vậy chứ một vị đại hán da đen như tháp sắt cũng mở miệng hỏi cuối cùng một vị mặc hoàng bào rộng thùng thình sắc mặt khác thường nghe thấy đại hán nhắc đến tên mình liền lạnh lùng nói một câu cận đạo hữu nói sai rồi ta không phải là được lam thành chủ mời đến mà là gần đây tâm sức không ổn định muốn tự mình ra khỏi phủ đi lại một chút đúng lúc gặp phải chuyện này nhưng ta đối với thứ mà người trong linh tộc đó mang theo cũng cảm thấy rất hứng thú Lam Thành Chủ cũng không ngại nói rõ cho một chút. Vị này chính là Hoàng Lương Linh Quân Đại Danh Lẫy Lừng. Mà Lam Thành Chủ đương nhiên là vị Thành Chủ của Thành Lạc Dương. Lữ Tiền Bối, Cận Đạo Hiếu, Lam Mỗ nếu như biết vật đó là gì, thì sao lại không nói với các vị chứ? Tại hạ thật sự không rõ vật mà người đó mang là gì. Nhưng mệnh lệnh mà ta nhận được là do người trong cung thánh hoàng truyền tới. Lam thành chủ cười gượng một tiếng, nói, mệnh lệnh từ cung thánh hoàng. Tên Đầu Đà và Đại Hán nghe thấy lời này đều cảm thấy rất kinh ngạc, người mặc áo trắng thần sắc vốn chẳng kinh ngạc gì trong mắt cũng chợt lóe sáng lên. Nói như vậy, chuyện này Thánh Hoàng cũng đặc biệt quan tâm ư? Tên Đầu Đà có chút bán tín bán nghi, điều này thì ta không biết, nhưng cho dù không phải là mệnh lệnh đích thân Thánh Hoàng ra, thì cũng là mệnh lệnh của một trong hai vị đó, lời nói của người này với của Thánh Thượng cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa, khi Hoàng cung đưa ra mệnh lệnh này, đồng thời còn phái một vị đặc sứ đến Thành Lạc Nhật chúng ta. Nhưng thành chúng ta cách thành Thiên Nguyên rất xa, hơn nữa, ở giữa lại là vô số những khu vực nứt nẻ, luôn phát nổ, nếu không có một khoảng thời gian nhất định thì Đặc sứ sẽ không thể nào đến kịp đây. Vì thế chúng ta cần phải bảo vệ được người linh tộc đó, hoàn toàn không được để hắn bị tổn thương gì, để hắn đem vật đó đi gặp Đặc sứ của Thánh thượng. Lam thành chủ úm kính nói, nếu đã là mệnh lệnh của cung Thánh thượng thì ta tất nhiên không còn gì để nói. Chỉ có điều ta lại càng hứng thú với cái thứ mà tên tiểu tử hình linh tộc đem theo. Hoàng Lương Linh Quân cười nói, còn tên đầu đà và tên đại hán họ cận liếc nhìn nhau, cũng không dám nói gì nữa. Tốt rồi, nếu như lữ tiền bối và hai đạo hữu không còn ý kiến gì nữa, thì hai ngày sau sẽ vào lạc nhật chi một tìm kẻ linh tộc kia. Hắn hiện giờ đang trốn trong mộ của lạc dương, ai ở trong đó, đúng lúc Lam Thành chủ nói ra nơi ẩn nấp của tên linh tộc kia, đột nhiên lương chân quân một tay đập mạnh vào vách tường mật thất, lớn tiếng hét. Dầm một tiếng, một bàn tay thủy tinh màu vàng hiện lên trước bức tường, nắm ngay lấy. Quầng trắng mở chợt lóe lên, một thứ gì đó từ trên bức tường bị nắm chặt lấy, nhưng ngay lập tức xì xì một âm thanh kêu lên, thứ đó trong bàn tay thủy tinh nổ ra, vô số những sợi cho bụi dày đặc bắn ra tung tóe. Không xong rồi, sợi vạn hồn, Hoàng Lương Linh Quân thất thanh kêu, tay áo không lưỡng lự mà khô lên biến thành đám mây vàng. Bay ra ngoài, mấy kẻ khác nghe thấy lời này cũng đều kinh hãi vô cùng. Đầu đào vội vàng nắm chặt lấy chuỗi hạt Phật đeo trên cổ, bó một đám mây đen bảo vệ khắp người. Còn vị đại hán mặc áo đen lại hừ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lá chắn bằng sắt, chắn trước người. Vị lam thành chủ vẽ lên trên đất một cái miệng, lại nhổ ra băng liên trong suốt, hình người trong màu xanh lam nhấp nháy và bỗng nhiên biến mất. Đúng lúc tất cả mọi người đều định ứng phó với chiêu đại khai sát giới không ngờ tới này, thì trước sự phòng ngự của mọi người, đám cho đang bay khắp trời bỗng lóe sáng lên, tất cả đều tan biến không còn nhìn thấy. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Cho phù thủy, Hoàng Lương Linh Quân là người phản ứng đầu tiên, đưa tay ra suốt chiêu. Bàn tay thủy tinh thoát một cái bay lại, liếc mắt nhìn kỹ, chỉ thấy trên bàn tay đó có nhiều hơn một chút bột màu vàng, giống như lân quang, lấp lánh không ngừng. Hoàng Linh Quân giơ tay ra chạm vào một chút, rồi đưa lên mắt nhìn thật kỹ. Kết quả là những thứ bột màu vàng này sau một lúc thì bắt đầu biến thành những sắc màu bất định lúc màu đỏ, lúc lại màu vàng. Đến cuối cùng, lại biến mất trên đầu ngón tay. Đó là thuật nhập vào thân bướm, nhưng lại chịu cho thân mình nổ tung cũng chỉ có loại linh trùng này mới có thể biến thân thành vô hình trong thời gian ngắn như thế mới có thể xâm nhập vào đây nhưng hẳn là nhân lúc mọi người phân tâm đã tháo chạy rồi cơ thể khác của nó nhất định là ở gần thành lạc dương những lời vừa nãy chúng ta nói có thể đã bị người ta nghe trộm rồi đúng rồi bột phấn của con bướm này có yêu khí có lẽ là con linh trùng này do người của yêu tộc nuôi hoàng lương linh quân sắc mặt trầm như nước nói Vừa nghe thấy lời này của người mặc hoàng bào, sắc mặt Lam Thành Chủ đột nhiên trở nên rất khó coi. Ngày mai xuất phát rồi, quyết không thể để người của yêu tộc đến trước. Lam Thành Chủ không lưỡng lự nữa, nói. Một tiếng sau, ở sườn núi nhỏ vô danh bên ngoài thành Lạc Dương, một thế yêu niên dung mạo thanh tú đang ngồi trên một tảng đá, ngồi nhắm mắt không chút động đậy. Trên đầu lại có một con bướm lớn rực rỡ sắc màu, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, làm phát ra những điểm sáng diễm lệ dị thường. Còn ở đằng sau người thanh niên, còn có một thiếu phụ giá người thon thả mặc y phục trong cung mắt phượng mày đen hai đầu lông mày ấn chứa đầy sát khí rõ ràng là đó chính là yêu nữ hắc phượng tộc mà hàn lập năm đó đã gặp chỉ là khuôn mặt kiêu ngạo trước đây không còn hôm nay lại ngoan ngoãn đứng sau lưng người thiếu niên khuôn mặt đầy cung kính không nói một lời một tiếng kêu nhẹ vang lên một sợi cho bay từ trên cao xuống sau khi lóe lên lướt qua liền rơi vào trong con bướm trên đầu và biến mất cùng lúc này thiếu niên thanh tú mở to hai mắt ra hai con người trong suốt di thường. Hắn vẫy tay lên đỉnh đầu và đưa ngón tay trỏ trắng nõn ra. Con bướm lập tức bay từ từ xuống, đậu trên ngón tay người thiếu niên. Linh quang theo sau thân con bướm đột nhiên lúc tối lúc sáng, và màu sắc biến đổi bất định. Ước chừng một nén nhang thì linh quang trên thân con bướm mới dừng lại không biến đổi nữa, lại trở lại trạng thái yên lặng. Tôi nói Hoàng Lương lão nhân tại sao lại xuất hiện trong thành, hóa ra là có dính dáng đến người linh tộc. Ngay cả người trong cung thánh hoàng cũng ra mặt, thứ đồ trên người tên phản đồ linh tộc xem ra không phải là nhỏ. Thân phận của bướm huyễn nhiễm cũng coi như là không bị lãng phí. Người thiếu niên giọng chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái. Sau một lúc trầm lặng, hắn mới vứt con bướm trên đầu đi, đi từ trên núi đã xuống. Bạt nhi, nghe nói tiểu nha đầu hắc phượng tộc các ngươi lần trước tìm về được bên trong cơ thể lại có dòng màu chân phượng tộc khác thường, thiên phú làm cho người ta phải kinh ngạc. Trong một thời gian rất ngắn đã có thể đột phá trình độ cấp 5 rồi, chuyện này có thật không người thiếu niên quay sang hỏi người thiếu phụ mặc y phục trong cung những lời của nghe tiền bối không sai nhà đầu đại nhi đó quả thật có chút trời phú người thiếu phụ không dám chậm trễ kính cần trả lời ha ha nói ra cũng thật trùng hợp quỳnh thử tộc của chúng ta cũng xuất hiện một người trẻ tuổi thiên phú không tồi tuổi tác cũng không phải là lớn chỉ bằng hai tộc chúng ta kết mối hôn sự đi thế nào việc này tiền bối hậu ái vãn bối đương nhiên sẽ đồng ý rồi nhưng đại nhi là người gái ruột của thiếu tộc trưởng không phải là việc mà vãn bối có thể làm chủ được thiếu phụ nghe thấy lời này liền thấy rất kinh ngạc nhưng khuôn mặt vẫn cười đáp việc này ta đương nhiên là biết ta chỉ là muốn ngươi chuyển lời đến công tôn huynh thôi người trẻ tuổi mà ta nói đến thân phận không phải là tầm thường đủ để xứng với tiểu nha đầu kẻ thiếu niên nói vâng vãn bối nhất định sẽ chuyển lời thiếu phụ nghe vậy thầm thả lỏng một hơi lập tức nói được rồi chỉ cần công tôn huynh đồng ý việc này rồi thì ta sẽ phải người sang quý tộc cầu hôn. Vừa này những lời ta nói, người cũng nghe thấy một chút rồi, có một người của linh tộc đang tìm nơi lẩn trốn, trên người hình như có mang theo bảo vật gì đó, ngay cả người của cung thánh hoàng cũng bị kinh động. Việc này ta không biết thì thôi, nhưng đã biết thì quyết không để người khác chiếm được, phượng tộc của các ngươi đều có thần thông không gian thiên phú, lẻn vào trong mộ lạc dương, triệu tập người của yêu tộc chúng ta phát đi tin tức này, nhất định có thể giành được trước nhân tộc, tìm thấy kẻ của linh tộc kia còn ta sẽ âm thầm đi theo hoàng lương lão nhân kia thiếu niên đều đều nói giọng nói có chút trở lên lạnh lùng vâng vãn bối tuân lệnh thiếu phụ kính cần đáp sau đó cô ta dùng một tay vẽ một cái phía trước người lập tức một vạch trắng sáng trong suốt hiện ra thân thình sáng lên và biến mất trong đó còn người thiếu niên thì vẫn đứng tại chỗ cũ trầm ngâm một lúc rồi trên người mới sáng lên một màu vàng mang theo con bướm đi thân hình từ từ chìm dần vào đất cũng không còn nhìn thấy nữa. Không lâu sau, tu sĩ nhân tộc và người của yêu tộc trong mộ Lạc Dương dường như đều nhận được mệnh lệnh, không ngại tất cả giá nào cũng phải tìm được người của linh tộc đang ẩn nấp trong mộ Lạc Dương. Hơn nữa hai bên đều được nói rằng, sự trọng thưởng sẽ làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên, trong đó bao gồm cả linh đơn mà có thể làm cho người ta bay rất nhanh, còn có vô số linh thạch trên trời, còn bình thiên tâm đơn của Hoàng Lương Linh Quân đương nhiên cũng là một trong những sự trọng thưởng. Cả mộ Lạc Dương náo động cả lên sự trọng thưởng như thế thì tất nhiên mọi người đều dốc sức tận tâm tìm kiếm người này vốn người của hai tộc như yêu gặp nhau có lúc cảm thấy sự khác nhau về thực lực là không lớn lắm với sự kiêm kỵ nhau thì còn có thể yên ổn mà đường ai nấy đi nhưng hiện nay với phần thưởng này không khỏi làm cho hai tộc trở nên nóng nảy tranh đấu quyết liệt đối với tất cả điều này một người lẻ loi như hàn lập lại không hề hay biết hắn lúc này lại đang đối mặt với sự hiểm nguy đầu tiên từ khi bước vào mộ lạc dương này chương 1296, quái xà, thủy tiễn, ngân thủ. Nhìn thấy con tiểu xúc dài hơn 30 trượng, hàn lập hít sâu một hơi, có chút hơi hỗn loạn, nhưng trong phút chốc lại bình tĩnh lại. Nhưng hai mắt hoàn toàn không dám rời đối diện một khắc nào. Đầu của nó dường như thu nhỏ lại mấy lần, chỉ còn nhở như con báo gấm to bằng con mèo, tốc độ rất nhanh, quả thực làm người ta sợ hãi. Cho dù hắn có thi triển ra la yên bộ thì vẫn kém con thú này một bậc. Kết quả của cuộc đại chiến phía trước chính là chiếc áo dài màu xanh trên người bị con ác thú làm rách tả tơi, lộ ra chiến giáp bụi bẩn và cơ thể tràn trụi màu vàng nhạt. Con thú này không chỉ tốc độ nhanh kinh người mà bốn móng vuốt lại càng sắc bén đến mức khó tin. Trên chiến giáp một vết dài hẹp không đồng nhất không cần phải nói, nhưng cơ thể rắn chắc như bây giờ của hắn do tu luyện mà có được cũng bị móng vuốt của con thú cào vào, lại còn bị rách ra chảy máu âm ỉ. May mà Hàn Lập dưới sự trợ giúp của Ngọc Thiên Thi, Quả Long Cha, Linh Quả, linh dược mà mỗi thớ thịt trên người đều rất cứng cỏi như pháp bảo bình thường, khả năng hồi phục cũng làm cho người ta phải kinh ngạc. Một lát sau, những vết thương trên da thịt lập tức liền lại như ban đầu. Nhưng cho dù có như vậy, Hàn Lập cũng cảm thấy buồn bực vô cùng. Lúc trước đụng phải con báo không biết rõ là loại nào này thì nó đang nằm ngủ say trên một cành cây khô gần đó, xem ra có chút vô hại. Hàn Lập lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cái tính trẻ con nổi lên, ngưỡng mộ mà nhảy lên cành cây khô, đưa tay ra muốn vuốt con thú mấy cái. Nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng, bỗng chốc làm con thú bừng tỉnh, dưới cơn nóng giận bộc phát lại lợi hại như vậy. Nhảy lên về phía trước, chớp cái chỉ thấy như có mười mấy con báo cùng lúc bao vây không ngừng tấn công hắn. Trong tình huống thần niệm không có cách nào phát ra thì Hàn Lập cho dù có một đôi linh nhật, thì trong hoàn cảnh không có cách nào tưới vào thì cũng chịu thiệt lớn. Nhất thời, bị con thú ép lùi lại phía sau, vết thương trong phút chốc đã che kín người. Rơi vào đường cùng, Hàn Lập chỉ có thể dùng La Yên Bộ đến mức cực đại, đồng thời dùng thần lực của cả cơ thể xoay cánh tay, cây thương dài trong tay biến thành ánh sáng màu đen. Trong bóng cây thương tiếng gào thét vang lên, lúc này mới làm con thú cảm thấy kiêng nể, thế tấn công chậm lại. Nhưng, với cái điệu điên cuồng này, Hàn Lập cho dù thần lực kinh người cũng không thể duy trì mãi được. Vừa rồi chẳng qua là cây trường thương trong tay có hơi chậm một chút, nên đôi vuốt của con báo đã đâm vào thương phong, bay sượt qua cổ họng. Hàn Lập đương nhiên là bị dọa một trận kinh hãi, cây trường thương trong tay bỗng phát huy vượt xa bình thường, nhanh hơn so với trước 3 phút, thân cây thương cũng chuyển nhanh sang, kề sát vào cánh tay đối phương mà qua. Con thú cũng sợ hãi mà nhảy lui ra vài trượng, sau đó trợn đôi mắt màu xanh lên, nhìn Hàn Lập một cách cực kỳ cảnh giác. Cứ như vậy, Hàn Lập và con thú cầm cự được một lúc thì hình thành. Đoán chừng gặp phải một quái vật sức lực vô cùng, đau thương không thể chạm vào, trong lòng con thú này cũng cảm thấy buồn giàu lúc này hàn lập cầm cây thương để ngang trước người nhân cơ hội này hai con mắt cẩn thận dò xét con thú một lúc sau hàn lập khẽ thở một tiếng ngoài cái thân hình hơi nhỏ một chút ra thì rõ ràng nó là một con báo gấm nào có gì khác thường theo như những tin tức mà hắn thu thập được ở thành lạc dương thì làm gì có nhắc đến loại cổ thú nào lợi hại như vậy còn yêu thú thì càng không thể con thú nhỏ này rõ ràng là giống hắn hoàn toàn dựa vào thể lực để tranh đấu trên người không có vẻ yêu lực gì có thể là một loài thú biến dị. Hàn Lập suy nghĩ một hồi lâu, chỉ có thể đưa ra một kết luận mà đến chính mình cũng thấy khó tin. Con thú đối diện trải qua một thời gian dài đứng song song với Hàn Lập cuối cũng cũng không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt hung tợn nhấp nháy, thân người hơi sấp xuống, liền xông lên tấn công lần nữa. Hàn Lập chợt dùng mình, năm ngón tay nắm chặt cây thương, cũng đưa ra thế phòng thủ. Nhưng trên cánh tay khác thì chợt lóe lên một ánh sáng trắng, một túi linh thú xuất hiện trong tay. Trong cái túi đó đựng vô số con sâu cắn vàng, Hàn Lập đã quyết định, chỉ cần con thú đó xong lên thì sẽ lập tức lợi dụng linh giới mở chiếc túi ra. Tuy hắn bây giờ pháp lực hoàn toàn không có, căn bản không có cách nào để triển khai pháp lực huy động lũ linh trùng. Nhưng dựa vào bản năng không có gì là không cắn của lũ trùng, đương nhiên sẽ có thể giải quyết được con thú này. Điều phiền toái nhất chính là khi thả chúng ra rồi lại phải bắt chúng lại, trong cái hoàn cảnh không thể dùng được thần niệm này thì sẽ rất phi sức nhưng trước mắt Hàn Lập cũng không thể để ý nhiều như thế. Con thú này gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình nhoáng một cái bỗng nhiên một hóa hai, hai hóa bốn. Thoát một cái cùng một lúc hơn 30 con thú xuất hiện trên cành cây đối diện, Nhanh nhanh mua vuốt, chuẩn bị xông tới. Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, mới biết vừa rồi con thú cũng đã dốc hết toàn lực, liền cầm chiếc túi linh thú ra trước mặt, chuẩn bị thả ra. Trong cái thời khắc then chốt này, từ phía xa bỗng nhiên truyền lại một tiếng chim hót quái dị, Hình như là quả đen, nhưng lại sắc bén hơn nhiều. Vừa nghe thấy tiếng này, hàng chục con thú đối diện ngẩn ra, hư ảnh bỗng nhiên biến mất, thoát một cái chỉ còn lại một con thú. Con thú này sau khi nhìn sâu vào mắt Hàn Lập, liền quay đầu, chạy như bay về phía rừng rậm. Một lát thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng Hàn Lập nhẹ đi nhiều, lại cất túi linh thú đi. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hàn Lập cũng không có thời gian đi tìm hiểu, giờ phải lập tức đi tìm một nơi để tìm hiểu một chút cảm ngộ vừa mới có. Sự phát huy vượt xa bình thường lúc đang chiến đấu vừa nãy làm cho hắn như bắt được cái gì đó, nhưng có thể là một cơ hội tốt để phá vỡ trở ngại. Hàn lập lật tay lại lấy từ trong chiếc vòng chữ vật ra một chiếc áo dài màu xanh, mặc lên người, cả người ánh lên một cái rồi đi về hướng ngược lại. Vì sợ cảm giác về linh quang vừa hiện lên sẽ biến mất, Hàn lập đã không đi quá xa, mà một hơi chạy một hơn 100 dặm tìm đại một khe núi nhỏ nào đó, ở trên một vách đá đánh ra một hang động nhỏ. Hắn lập tức vào trong, khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa Lần giác ngộ này ước chừng khoảng 3 ngày 3 đêm, khi Hàn Lập mở to mắt một lần nữa, sắc mặt lộ ra một chút thất vọng. Lần giác ngộ này tuy có chút gặt hái, nhưng vẫn không đủ để phá vỡ chướng ngại. Nhưng hắn cũng không quá đau buồn, lần này không thành công, nhưng cũng cho thấy trong lúc quyết đấu sinh tử quả sẽ có trợ giúp đột phá. Chỉ cần sau khi trải qua vài lần giác ngộ nữa, thì cuối cùng cũng có cơ hội để nước cũng chảy thành sông. Hàn Lập sau khi bình tâm trở lại liền chỉnh lý lại mọi thứ trên người và đi ra ngoài hang động. Từ khi ra khỏi cửa động, hắn luôn có một chút suy tư, còn cảm thấy con thú đó là đối thú giỏi nhất của mình. Nếu như lại giao đấu mấy lần nữa, không chừng còn có thể giác ngộ thêm lần nữa. Tuy biết điều đó là rất nguy hiểm, nhưng nó liên quan đến việc hồi phục pháp lực của mình, lại không tính toán gì nữa. Hàn lập thần sắc sáng tối bất định, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, lại mạo hiểm với con thú đấy một lần nữa. Khi hắn vừa rời khỏi khe núi, liền chạy thẳng theo hướng mà con thú đã biến mất nhưng làm cho Hàn Lập thất vọng vô cùng. Hắn một hơi chạy khắp ngọn núi vài trăm dặm tìm một lượt mà cũng không phát hiện ra bóng của con thú đó. Không còn cách nào khác, Hàn Lập đành phải tạm thời rời khỏi ngọn núi, đi tìm mục tiêu thích hợp với mình khác. Hơn 10 ngày sau, bên cạnh một hồ nước lớn, hơn 10 người của nhân tộc mặc trang phục kỳ dị bị một đám quái xà toàn thân màu đỏ, trên đầu có màu bao vây, đành phải liều mạng khua linh cụ trong tay để cản sự tấn công của quái xà. Sự tấn công của đám quái xà đó không ngoài hai kiểu, một là miệng phun lên khói độc màu đỏ, hai là thân hình phi lên như nỏ bắn. Khói độc thì còn đỡ, những người này đều có thuốc trị độc, một lúc sau sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu bị những con quái xà kia trực tiếp cắn vào thì không còn cách nào để cứu chữa. Những con quái xà này cơ thể không lớn, nhưng tốc độ bắn ra lại cực kỳ mạnh. Tuy uy lực của những linh cụ trong tay đám nhân tộc không yếu, nhưng khi đâm vào người chúng thì cũng chỉ có thể làm cho chúng rơi xuống, chứ không có cách nào làm chúng trọng thương. Cứ như vậy, sau khi những người ở nhân tộc này qua một hồi phòng thủ, liền cảm thấy hai cánh tay càng lúc càng nặng, dần dần không có cách nào có thể khua lên được nữa. Ngoài những con quái xà này ra, đằng sau đám rắn còn có một con quái xà rất lớn khác hẳn với đồng loại. Con rắn này hình như là xà vương của đám quái xà này, trước mắt thấy mình đang chiếm thế thượng phong, liền kêu lên mấy tiếng, đầy vẻ đắc ý. Đúng lúc này gần dưới mặt hồ bỗng nhiên truyền đến một tiếng hồ cầm như sấm sét vang lên, không đợi những người này và đám quái xà kịp phản ứng, trên mặt hồ rộng lớn lóe lên một ánh sáng màu bạc, vô số những mũi thủy tiện óng ánh bắn ra, thoát một cái đám người và rắn bên bờ hoàn toàn bị bao vây ở trong. A à, đám người kêu lên kinh hãi, căn bản tránh cũng không thể tránh, chớp mắt tất cả đám người và rắn đều trở nên yên lặng, hoàn toàn bị xuyên thủng như một cái tổ ong, lần lượt ngã xuống những vũng máu. Chỉ có con rắn lớn nhất ở phía đằng sau cơ linh khác thường, đột nhiên thân hình vươn ra một cái, cắt thành mười mấy trượng, khó khăn lắm mới tránh khỏi thủy tiễn xuyên thủng, nhưng không đợi cơ thể con rắn này rơi xuống đất, phía dưới đất bỗng nhiên thạch đồ bắt ra tung tóe. một cánh tay lớn màu bạc vươn ra khỏi đất, một tay nắm chặt lấy con rắn. con xà lớn kinh hãi vô cùng, cái cổ như lò xo so dài ra mấy thước, đầu con rắn quay lại, miệng há to cắn vào cánh tay bạc, bịch một tiếng, cánh tay bạc không chút tổn hại. trong mắt con rắn xuất hiện một vẻ vô cùng đau đớn, miệng nó tuôn ra máu tươi. cánh tay bạc vô cùng cứng, ngược lại làm cho cả hàm răng sắc của con cự xà gãy xuống con rắn đau đớn đinh nhả ra, nhưng đã quá muộn. Một bàn tay bạc quỷ quái cũng hiện ra gần đó, túm chặt lấy đầu con cự xà, dùng người đầu ngón tay hết sức vặt đầu con rắn xuống, con cự xà không có đầu liền phụt ra một cột máu dài mấy thước. Cánh tay bạc buông ra, thi thể con cự xà rơi mạnh xuống đất. Lúc này, cho bụi khắp trời cũng đã tan dần, tại chỗ cũng lại xuất hiện một nam nhân toàn thân là ánh sáng màu bạc, nhìn không rõ mặt, cùng lúc này, trên mặt hồ bên cạnh nước cuồn cuộn lên, đột nhiên xuất hiện một người nước óng ánh lại không có cách nào nhìn ra là nam hay nữ thủy mị quả nhiên là người người màu bạc vừa nhìn thấy người nước trong miệng bỗng truyền ra những tiếng nói chuyện như tiếng sét thế nào thiết đao người đến đây không phải là để tìm bản tôn sao xích diệt chắc cũng đến rồi gọi hắn ra đây người nước cả người phát ra thủy quang trả lời không chút tình cảm ha ha không cần các hạ phải tiếp đón ta sẽ hiện hình một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện lập tức một người với ánh sáng màu đỏ nổi lên gần chỗ người màu bạc, thoát cái biến thành người lửa cao gần nửa thước. Toàn thân ngọn lửa cháy cuồn cuộn, chương 1297, linh tộc viện quân. Nếu như không nhớ nhầm, ta và hai người không có giao tình gì, bây giờ đột nhiên tìm ta, chắc là có liên quan đến tên phản nghịch nhỉ. Thủy nhân không khách khí gì hỏi, không sai, hai chúng ta đã phát hiện ra tung tích tên phản nghịch đó. Bóng người màu bạc oang oang nói, thân thể màu bạc lóe sáng, cơ thể bỗng nhiên thu nhỏ lại trong nháy mắt biến thành hình dáng nhỏ bằng với hỏa nhân nếu đã biết rồi thì tại sao không ra tay bắt giữ hắn lẽ nào gặp phải vấn đề gì khó giải quyết sao thủy nhân vừa nghe thấy tìm được người cần tìm thì cho dù tính tình luôn nghiêm nghị cũng không khỏi trào lên những vệt nước trên người khi chúng ta đi quả thực đã chậm hơn một bước tên phản đồ quả gian trá khác thường vừa mới phát hiện điều không ổn liền vượt lên trước chạy vào trong cái cốc hỗn độn lặn xuống dưới đầm chích quang trong cốc sự đáng sợ của đầm trích quang không cần tụi ta nói chắc người cũng biết rồi. E rằng chỉ có cơ thể mang tính nước thần thông như thủy mị huynh mới có thể lặn xuống dưới, bắt hắn lên mới được. Hỏa nhân cẩn trọng nói, đầm trích quang, làm sao mà lại để hắn chạy vào đó, nơi đó cho dù là ta cũng không nắm chắc là sẽ bình yên vào ra. Giọng nói của thủy nhân sắc bén lên, như có chút phẫn nộ. Chúng ta cũng không ngờ tới, vốn cũng có cơ hội ngăn tên phản nghịch đó, nhưng giữa đường lại gặp người của yêu tộc ra tay ngăn cản thậm chí còn có một tên yêu quái của hắc phượng tộc ra mặt bóng người màu bạc có vẻ buông bực trả lời lại là yêu tộc làm sao chúng biết chuyện tên phản đồ thủy nhân bất mãn nói việc này không rõ lắm nhưng có lẽ là do bên nhân tộc tiết lộ ra được rồi chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện trận chiến của chúng ta với đám yêu tộc rất nhanh sẽ chuyển ra có lẽ tu sĩ của nhân tộc cũng sẽ tìm kiếm tới đây bây giờ trong hỗn độn cốc chỉ có hai người là thiên anh và hoàng thạch coi chừng nếu như đến thêm vài người của hai tộc như yêu, thì họ cũng không có cách nào bảo vệ được bao lâu. Hỏa nhân thoi thúc nói, sợ cái gì chứ, ngay cả cơ thể thủy linh của ta còn không chắc là vào ra được đầm trích quang, thì những kẻ của tộc như yêu làm sao có thể vào được. Thủy nhân ngược lại khôi phục được bình tĩnh. Không đúng, nơi đó rốt cuộc cũng là địa bàn của hai tộc như yêu, nếu như bị chúng không chế hỗn độn cốc thì chúng ta sẽ hết cách truy hồi được thần hiết. Hỏa nhân lắc đầu lia luyện nói, xem ra các người vẫn chưa biết, Người của khí linh tộc mấy ngày nữa sẽ đuổi đến đây. Người dẫn đường chính là Húc Thiên, một trong bát đại huyền linh của khí linh tộc. Thủy Nhân dùng giọng điệu kỳ quặc chậm rãi nói, "Húc Thiên huyền linh, bóng người màu bạc và hỏa nhân đồng thanh kêu lên một tiếng kinh ngạc. Không sai, bây giờ các người đã biết ý của ta rồi chứ? Chỉ cần đợi đến lúc người của khí linh tộc đến thì tên phản nghịch kia sẽ hoàn toàn không có đường thoát. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày là được rồi." Thủy Mị lãnh đạm nói nhưng cứ như vậy do thần huyết há chẳng phải là rơi vào tay khí linh tộc rồi sao bóng người màu bạc có chút không cam lòng nói rơi vào trong tay khí linh tộc vẫn tốt hơn là rơi vào tay hai tộc như yêu nếu không vạn nhát bị phá giải bí mật của thần huyết thì linh tộc chúng ta sẽ chịu tổn thất không nhỏ đáng tiếc thật ngũ hành linh tộc chúng ta bây giờ có thể phái đi chỉ còn mấy người chúng ta mấy huyền linh cấp cao đang phải đối kháng với đám người khác cơ bản không có cách nào bước ra để đến đây thủy mị thở dài một tiếng vừa nghe thủy mỹ nhắc đến đám người đó linh quang trên người hỏa nhân và bóng người màu bạc phát sáng lúc ẩn lúc hiện như là trong lòng đang có một cảm xúc mãnh liệt nếu như ta nhớ không nhầm người mới từ bên đó trở về không lâu tình hình bên đó rốt cuộc như thế nào rồi hỏa nhân không kìm được hỏi rất không tốt tuy ngay cả mấy thánh linh cấp đại nhân cũng đã ra tay rồi nhưng bên giả dạ xoa tộc đã phái mấy vị giả dạ xoa vương chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của chúng thôi đám dạ xoa tộc trời sinh đã thích hút lấy linh hồn của trời đất không ít bản lĩnh cao cường của chúng ta đã bị chúng khống chế được chúng mới chính là kẻ địch lớn nhất của linh tộc chúng ta còn về bên hai tộc như yêu đánh chết chúng không phải là chuyện khó nhưng tốt nhất là không nên gây ra những chuyện quá lớn nếu không một ngày nào đó cả hai bên đều có địch thì tộc chúng ta quả thật sẽ không ổn linh tộc chúng ta vốn trong linh giới chưa tộc thuộc vào loại tộc nhỏ yếu nhất thủy nhân trầm xuống nói có chút bất đắc dĩ Hỏa nhân và bóng người màu bạc nghe thấy lời này, cũng nhất thời không biết nói gì, hiển nhiên tâm trạng cũng trùng xuống. Cùng lúc đó, trên một ngọn đồi chọc, thiếu phụ mặc y phục trong cung đang đứng giữa vô số đám biến hình yêu tu, ánh mắt nhìn chắm chằm vào cổng vào của sơn cốc màu xám cho, sắc mặt trầm xuống khác thường. Sao rồi, còn chưa liên hệ được với hoàn tiền bối ư? Thiếu phụ đầu cũng không quay lại hỏi, đã mấy lần phái người tinh thông độn thuật đi báo tin rồi, nhất định có thể tìm thấy hoàn tiền bối một vị đại hán với gương mặt sám ngắt giọng thô thô trả lời như vậy là tốt nhất các người canh gác cẩn thận cửa cốc cho ta không được để người của linh tộc chạy mất chỉ cần hoàn tiền bối đến nhất định có thể giết chết hai người của linh tộc đến lúc đó bản cung cũng sẽ có trọng thưởng thiếu phụ nói đầy hứa hẹn mấy tên yêu tu nghe vậy mừng rỡ vô cùng vui vẻ tuân mệnh hắc phượng tộc là một trong thất đại vương tộc của yêu tộc ra tay tất nhiên là sẽ không vừa đám yêu tu này trong một thời gian ngắn mà sĩ khí đã dâng trào trên thảo nguyên xanh ngắt, mười mấy tên tu sĩ bay nhanh cách mặt đất khoảng hơn 10 trường. Mấy người hoàng lương linh quân, thành chủ của thành lạc nhật bất ngờ đều ở trong cái tán đó. Những người khác cũng đều tu sĩ của Nguyên Anh kỳ kết đan. Thực lực không thể nói là không mạnh, Lam Huynh, Huynh chắc chắn đám linh tộc đều đang ở trong hỗn độn cốc. Đại Hán họ cận hỏi Lam thành chủ, tuyệt đối không sai, tin tức của ta không phải truyền đến chỉ bới một hai người, có rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh đó chỉ là lúc đó linh tộc và giới cấp cao yêu tu của yêu tộc đang đánh nhau dữ dội. Chúng tự biết không địch lại, nên chỉ có thể nhìn mà thôi. Hỗn độn cốc cách chó chúng ta không phải là xa lắm, nội trong mấy ngày đã có thể đuổi đến. Lam thành chủ có chút hưng phấn nói, hỗn độn cốc, nơi đó có thể có chút tà môn, không ít người vào trong đó mà mất tích không rõ tại sao. Còn có người nói đã từng phát hiện bóng người khổng lồ cổ đại ở đó. Đại hán hộ cận không chút nhíu mày chen lời vào, tin đó ta cũng từng nghe thấy, thậm chí còn đích thân đến cha xét cốc bên trong làm gì có người khổng lồ nào rõ ràng là tin đồn bệnh mà thôi còn về tu sĩ và luyện thể sĩ mất tích cũng phần lớn là tồn tại ở giới thấp và trung trong hỗn độn cốc có những nơi rất nguy hiểm họ lạc và mất tích trong đó cũng không có gì là kỳ lạ nhưng đầm trích quang trong hỗn độn cốc là một nơi có chút thần bí ta vẫn chưa từng mạo hiểm vào đó lam thành chủ nghiêm giọng nói đừng nói là trong cốc phải chăng có người không lồ mà cho dù là có thì Hoàng Lương tiền bối hiểm trợ thì cũng không có gì đáng sợ cả. Đầu đà nhìn Hoàng Lương Linh Quân nói nịnh hót một câu. Ha ha, cái này cũng không nói chắc được, nghe nói người trong tộc khổng lồ có khả năng thần thông nhấc núi ném mặt trời. Ta một tu sĩ luyện hư kỳ, nào dám chắc chắn như vậy. Nhưng trong cốc chắc không thể có người khổng lồ tồn tại. Người thượng cổ đều có trí tuệ thấp, hơn nữa bản tính hung bạo, lại có tính lãnh thổ rất mạnh. Nếu thật sự có người khổng lồ thì chúng đã sớm xông vào thành lạc nhật giết sạch người rồi, ngay cả cổ thú cũng không dám dừng lại ở đất này vậy lạc nhật chi mộ làm sao lại có thể yên tĩnh suốt như thế hoàng lương cười nhạt nói lam thành chủ và mấy người nghe xong chỉ có thể liên tục gật đầu tiếp đó những người này không bàn luận gì nữa đi thẳng đến hướng hỗn độn cốc không lâu sau họ vẽ một số chấm nhỏ biến mất ở cuối thảo nguyên nhưng qua một thời gian một nén nhan dưới thảm cỏ một màu sáng trắng lóe lên một đám người từ mặt đất chui lên chính là thiếu niên thanh tú của yêu tộc hắn nhìn theo hướng mà Hoàng Lương Linh Quân biến mất, khóe miệng lộ ra một cái cười khẩy, còn bướm huyến nhiễm vẫn luôn đậu trên bả vai hắn, hai cánh nhẹ nhàng vỗ. Thiếu niên nhăn hai mắt vào nhìn một lúc lâu, bả vai có chút lấp lánh, rồi lại một lần nữa lặn sâu vào trong đất. Hàn lập hét to một tiếng, đối diện huyết quang xuất hiện, một con sói mang đôi cánh bay vụt qua, làm lạnh thấu cả tim. Cũng vào lúc đó, trên không trung một tiếng vỡ to vang lên, hàng chục lưỡi gió dày đặc bay xuống bao vây người, trên không trung còn có bảy tám con phi lang và yêu thú hàn lập lúc này đối với những phong đao đó coi như không thấy mà ngược lại đầu cuối của trường thương ánh sáng tinh thạch phát ra trực tiếp hóa thành một cái mũi nhọn phi lên trên với thần lực bây giờ của hàn lập hơn nữa đồng thời khởi động khóa năng pháp khí của linh cự trường thương dường như phát ra tia chấp bông chốc xuyên quan thân một con phi lang cùng lúc đó hàn lập ở phía dưới lại hướng cây thương về phía xa lập tức trường thương quay đầu lại bắn vào một con phi lang con phi lang đó kinh hãi vô cùng, liền liên tiếp phun ra lưỡi dao, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được mũi trường thương, sau một tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng bị xuyên qua, rơi xuống đất. Lúc này, lưỡi đao trên không trung rơi xuống dày đặc đâm vào người Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập không thèm chấp mắt, chỉ có ánh sáng màu vàng trên người phát ra, làm những lưỡi phong đó bị ấn cứng xuống. Kết quả là ngoài chiếc áo vừa thay chưa lâu lúc trước biến thành trăm mảnh nhìn mảnh ra thì Hàn Lập ngay cả một sợi lông cũng không bị tổn hại. Tiếp theo đó, Hàn lập khua trường thương trên không trung, một hơi diệt sạch mấy con phi lang còn lại. Cuối cùng đưa tay ra chiêu, trường thương kêu lên một tiếng rồi rơi trở lại tay. Hàn lập cúi đầu nhìn đầu cuối trường thương, pha ít hiện mấy viên thạch linh màu xanh đã bị nhạt màu. Hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, một tay vỗ vỗ ở thân cây thương. Bộp bộp mấy tiếng, tinh thạch bị rung đều rụng ra rơi xuống đất. Hàn lập nhìn cũng không nhìn mấy viên tinh thạch đã chỉ còn lại một chút linh khí, mà thò tay vào trong cái vòng chữ đồ, lấy ra vài viên linh thạch màu xanh, lại lắp lên thân cây thương, rồi mới thu thương lại. Sau đó hắn lướt mắt nhìn vào mấy thi thể của phi lang, rồi bỗng nhiên đi về phía một cây đại thụ. Ở đó mọc lên một cây linh chi lạ thường cao vài tấc, ánh sáng màu vàng lấp lánh, bên ngoài thân bị một lớp nhũ linh bao phủ, tỏa ra một mùi thơm mê người. chương 1298 tạm biệt, không hổ là linh giới, thái ất ngân tinh chi ở nhân giới chỉ có trong lời đồn, không ngờ lại có thật trên đời. Nghe nói ăn thứ này, bên ngoài cơ thể sẽ mọc ra một lớp ngân tinh vảy chống được đau thương nước lửa. Chẳng trách tại sao lũ yêu thú này lại liều mạng như vậy. Nhưng luận lực phòng ngự, vật ấy so với kim cương quyết, vẫn kém xa lắc. Với ta mà nói chỉ có tí chút trợ giúp, tuy nhiên nếu đem bán cho những tên luyện thể sĩ trung đẳng, chắc chắn rất được hoan nghênh, hàn lập lẩm bẩm vài tiếng, lòng bàn tay vừa lật chuyển, liền hiện ra một chiếc sẻng nhỏ bằng ngọc xanh to cỡ bàn tay. Hắn khẽ khom người, đào thái ất ngân tinh chi từ dưới đất lên, sau khi ngắm nghía một hồi lấy ra một chiếc hộp ngọc cất linh chi vào những vật liệu giống như thứ linh dược trong truyền thuyết sớm đã tuyệt diệt ở nhân giới này từ sau khi hàn lập tiến vào lạc nhật chi mộ đã thu thập được không ít nhưng đáng tiếc với tầm mắt hiện tại của hàn lập trừ ra một số loại còn lại đều giống như thái ất ngân tinh chi không có tác dụng gì mấy ngẫm lại đó cũng là chuyện rất bình thường những thứ mà có ích đối với tu sĩ kỳ hóa thần đoán chừng cũng không tới phiên những tồn tại bình thường của hai tộc nhân yêu tham gia tìm kiếm về phần mấy loại riêng biệt của Lạc Nhật Chi Mộ thì số lượng vô cùng ít ỏi, sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, tìm kiếm nhất định phải như mò kim đáy bể. Mà Lạc Nhật Chi Mộ lúc bình thường có rất ít những tồn tại ở cấp độ hóa thần xuất hiện, thông thường cao nhất cũng chỉ là yêu thú bát cấp biến hình của yêu tộc và nguyên anh tu sĩ của nhân tộc. Nếu như ra ngoài tam cảnh thất yêu, trong thế giới man hoang đích thực vô biên vô hạn đó mới có vô số các loại thiên tài địa bảo. Chủng loại nhiều đến nỗi đủ khiến bất cứ ai cũng không thể phân biệt được một phần vạn trong số đó thậm chí có loại nghịch thiên cấp linh dược có thể làm cho người phàm sinh ra thiên địa linh căn, tu sĩ cấp thấp có thể tăng cấp trong một đêm. Linh dược tuy khiến cho ai ai cũng thèm muốn đỏ mắt, nhưng nếu đạo hạnh vẫn chưa đến cấp nguyên anh, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở lại trong lãnh địa của hai tộc nhân yêu. Bởi vì trong thế giới man hoang, những tồn tại có thực lực tương đương với hóa thần luyện hư, chỗ nào cũng có, những thiên tai không thể ngờ trước càng khiếp cho người ta khiếp sợ. Tiến đến cấp nguyên anh chỉ là nói bạn đã có năng lực sinh tồn cơ bản ở trong thế giới nam hoang, còn về có thể tìm được linh dược vừa ý hay không vẫn phải xem cơ duyên cùng bản lĩnh của mỗi người tuy nhiên một khi đã tiến tới cấp nguyên anh tiến độ tu luyện sẽ trở nên vô cùng chậm chạp nếu như không đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm một số thứ hữu dụng với bản thân hơn phân nửa sẽ dừng lại ở cảnh giới đó không tiến thêm được nữa cuối cùng không phải chết già thì là sẽ rất nhanh chết thảm dưới thiên kiếp nối tiếp nhau cho nên hàng năm có một số lượng lớn tồn tại cấp cao của hai tộc nhân yêu rời khỏi tam cảnh thất địa tiến vào thế giới man hoang bất luận bọn họ có thể tìm được thứ mình muốn hay không nhưng trong đó số có thể quay trở về chỉ còn không tới một phần ba lúc ra đi tổn thất không thể nói không thê thảm điều này làm cho tầng lớp cao của hai tộc nhân yêu rất bối rối nhưng để duy trì số lượng tồn tại thượng đẳng trong tộc họ lại không thể không cho phép việc này diễn ra hàn lập cũng biết một vài chuyện liên quan hắn vô cùng hiếu kỳ và có hứng thú đối với cổ giới hoang dã đó nếu không phải hắn hiện giờ đã mất hết pháp lực nói không chừng đã có ý định ra ngoài một chuyến Lúc này Hàn Lập vươn vai, đang định rời khỏi, thì đúng vào lúc đó, từ bụi cỏ bên cạnh phát ra một tiếng động nhỏ, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng chợt lóe, ở một chỗ cách hơn 10 trượng xuất hiện một cái bóng nhỏ bé. Rào, Hàn Lập trước hoảng sợ, nhưng vừa nhìn rõ hình dáng của cái bóng vàng thì tỏ ra rất vui mừng. Đó chính là con tiểu thú đã từng mang lại cho hắn cơ hội ngộ đạo. Con thú này không biết vì lẽ gì mà xuất hiện tại đây, hơn nữa thần sắc hoang mang, da lông dơ bẩn, bộ dạng vô cùng thảm hại tả tơi hàn lập sau khi vui mừng trong lòng không khỏi nghi hoặc tiểu thú nhìn thấy hàn lập có vẻ cũng nhận ra hắn nên cũng ngẩn ra nhưng lập tức con thú cử động thân mình quay ngoắt hướng về một phía khác mà đi như tên bắn căn bản không có ý định để ý nhiều tới hàn lập hàn lập khó khăn lắm mới gặp được tiểu thú sao có thể để nó đi dễ dàng như thế không lưỡng lựa tay áo rung lên một cái lập tức một sợi dây bạc bay vụt ra giống như một con rắn bạc hướng tới muốn quấn lấy người con thú tiểu thú thấy vậy trong lòng rất giận dữ nhưng trong thế cùng đường, thân hình chỉ có thể lắc nhẹ trên không trung, bỗng nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, khiến cho rắn bạc chộp hụt vào không khí. Như thế, thân hình tiểu thú cũng không tránh được ngừng lại một chút, mà cái này đã làm trì hoãn thời gian, đột nhiên trên không trung sáng loà, một thanh kiếm từ hư không bắn ra, nhoáng một cái hóa ra một chiếc cầu vồng trắng, bỗng chốc xuất hiện trước mặt tiểu thú muốn tháo chạy. Ánh sáng trắng phóng ra, thanh kiếm bỗng nhiên hóa thành một người tí hon cỡ vài tấc mặc áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt dị thường nhìn không ra nam hay nữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiểu thú không nói. Kể cũng lạ, tiểu thú vừa nhìn thấy người tí hon này, lập tức uốn người, tứ chi chạm đất. Đồng thời thân trước bò trên mặt đất, lông trên lưng đều dựng đứng, bộ dạng như gặp phải kẻ địch. Linh cung, Hàn Lập vừa thấy người tí hon, thì kêu thất thanh. Lập tức không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên thân hình cử động, biến thành một đạo hư ảnh, bắn ngược về phía sau ra. Những kẻ địch có liên quan đến nhân tộc, Hàn Lập ở linh giới 10 năm đã tìm hiểu rất rõ ràng. Linh tộc có thể hóa thành hình người, đích thực là đẳng cấp của linh tướng trong linh tộc, luận thực lực đủ để tranh cao thấp với tu sĩ hóa thần trong nhân tộc. Hàn Lập nếu như vẫn còn pháp lực, nói không chừng còn có thể tâm tư yên lặng theo dõi, nhưng với tình hình hiện giờ, tất nhiên không chút do dự có thể chạy bao xa thì chạy. Hành động của Hàn Lập khiến người tí hon chuyển ánh mắt trong chốc lát. Đồng thời thần niệm khẽ quét qua, sau khi phát hiện ra đó là một tên luyện thể sĩ của nhân tộc, Mỗi người tí hon hừ ra một tiếng khinh thường, năm ngón tay vừa xòe ra, hướng về phía Hàn Lập tùy ý búng mấy cái. Sau mấy tiếng phốc phốc năm sợi tơ mỏng bắn ra, và nhoáng một cái đã không thấy đâu. Kiếm tơ, Hàn Lập nhận ra những sợi tơ mỏng là vật gì, trong lòng vô cùng run sợ, một tay nắm ra sau, cây trường thương đen đã cầm trên tay. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ sức lực dồn vào cây thương, đột một chĩa thương về phía trước. Trong tiếng rít, một đám hắc mang tách ra, chặn trước mặt Hàn Lập. Cơ hồ cùng một thời gian, năm đạo kiếm khí quái dị xuất hiện ở trước người Hàn Lập, vừa đúng lúc đụng vào bên trong hắc mang. Nhìn thấy đám hắc mang vô cùng cương mãnh kia vừa đụng kiếm tơ thì liền tách vỡ từng tiếng. Trong chấp động, thanh trường thương như được nặn bằng bùn vỡ vụn ta từng khúc. Trong nháy mắt chỉ còn lại một nửa, năm đạo kiếm tơ thuận thế nhắm thẳng vào người Hàn Lập. Hàn Lập thấy không ổn, một tay vừa động nửa chiếc cán thương biến thành một luồng sáng bắn ra, đông thời miệng hét lên một tiếng, chiến giáp đang mặc trên người sáng lên hóa ra một đám mây mù hướng về phía kiếm tơ. Sau đó hắn nắm chặt hai nắm tay, cả người tỏa ra ánh sáng chói mắt, tầng thứ bảy kim cương quyết nháy mắt được vận tới mức cực hạn. Vù vù hai tiếng xé gió chuyển đến, hàn lập hai cánh tay hơi mơ hồ, hai nắm tay bất ngờ đánh mạnh ra, dường như xé rách không gian. Hai đợt quyền phong màu vàng điên cuồng gào thét chen nhau mà ra. Nửa thanh trường thương vừa tiếp xúc với tơ mỏng, liền lóe sáng một cái rồi biến thành mười mấy đoạn tơ mỏng chém vào trong mây mù, hai đạo quyền phong màu vàng cũng đồng thời từ phía sau chìm vào trong đám mây không thấy đâu nữa. lập tức có tiếng nổ từ trong đám mây như tiếng kim loại trà sát, mây mù trước mắt biến to lên, nhất thời bao trọn được năm đạo kiếm tơ. còn Hàn lập nhân cơ hội này lắc mình vài cái, trong chớp mắt đã trốn xa hơn hai mươi mấy trượng, cuối cùng nhảy ra sau, một lát đã lẫn vào trong cây cối không thấy bóng dáng đâu nữa. một lát, mây tách ra thành từng mảnh áo giáp, tung ra bốn phía năm đạo kiếm tơ lúc này mới lóe sáng mà lộ ra ngoài. Người tí hon ở giữa không chung thấy tình hình đó, liền ngẩn ra. Tiểu thú ở đối diện con người đảo một vòng, đột nhiên thân mình trở nên mờ ảo, chớp mắt hóa thành 10 con, đồng thời hướng ra bốn phương tám hướng mà chạy. Người tí hon nhất thời không thể để ý đến Hàn Lập, giận dữ hét lớn một tiếng, bay lượn vài vòng trên không trung, vô số đạo kiếm khí phóng ra, dày đặc phóng về bốn phía. Trong thời gian ngắn kiếm khí lạnh ngắt răng khắp nơi trên không trung, thanh thế kinh người. Kết quả trừ một bóng thu uốn người tránh khỏi kiếm khí, còn lại đều bị kiếm khí chém phá. Người tí hon có vẻ muốn bắt sống tiểu thú, tay nhấc lên một chút, toàn bộ kiếm khí lập tức tan biến. Còn bản thân hắn thì cười nhạt một tiếng, tung người lên hòa thành một đạo cầu vồng màu bạc hướng về phía tiểu thú. Tiểu thú hình như đã từng bị thua thiệt trước người này, căn bản không dám quay đầu ứng chiến, hóa thành một cái bóng vàng mà chạy. Tốc độ nhanh hơn hàn lập gấp bội, Người tí hon trong tình thế bắt buộc sau khi biến thành một thanh kiếm nhỏ tức tốc đuổi theo sau. Lập tức một thú một kiếm chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Không biết qua bao lâu sau, đằng sau một cây to gần đó, nhoáng lên một bóng người, Hàn Lập đột ngột xuất hiện ở đó. Hóa ra là yên bộ của Hàn Lập tuy rằng rất quỷ dị nhưng tốc độ căn bản không thể thoát khỏi sự truy sát của người linh tộc kia, hắn đành mạo hiểm sử dụng thuật che mắt của nhân tộc, mạo hiểm nấp ở gần đó. Cược rằng con tiểu thú đó nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn, còn người linh tộc kia nhất định sẽ không rảnh bận tâm tới mình nữa, mà quay ra truy đuổi. Đương nhiên nếu dự tính có sai, đối phương kia tiếp tục truy sát mình thì mỗi tay hắn cũng đã cầm chắc một viên Diệt Tiên châu, tất nhiên sẽ không khách khí cho đối phương một đòn. Thấy tất cả thật sự đã bị hắn đoán trúng, người linh tộc đó đến là vì tiểu thú, hoàn toàn không bận lòng lắm tới một luyện thể sĩ nhỏ bé như hắn. Hàn Lập nhìn theo hướng thanh kiếm nhỏ bay đi, sắc mặt âm trầm như nước. Đồng thời đối với việc nơi này đột nhiên lại xuất hiện một người của linh tộc ở cấp linh tướng trong lòng cảm thấy chút bất an, lẽ nào có chuyện gì lớn sắp xảy ra mà bản thân hoàn toàn không biết? Trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm. Chương 1299, Phệ viêm. Sau khi hàn lập chớp lên mấy cái, lại quay trở về vị trí hai tay giao nhau, lướt nhìn những mảnh linh cụ vỡ nát dưới đất, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Khi luyện chế hai đồ vật này, hắn đã dùng rất nhiều tâm sức, nếu không phải gặp phải người của linh tộc cấp linh tướng thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị hủy. Nhưng luyện chế linh cụ là dùng để cứu mạng mình, hắn cũng không hối hận. Hàn Lập không dám lưu lại ở đây lâu, lúc này định đi theo hướng ngược lại của tiểu thú và tiểu kiếm. Nhưng không đợi hắn khô chân, trên không trung cách đầu hơn 10 trượng, truyền đến giọng của một người đàn ông không tồi, không tồi. Trong phút chốc đã có thể thoát được, xem ra người cũng không phải là luyện hưu sĩ tầm thường. Có vẻ như có chút lai lịch, Hàn Lập vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt liền hơi hạ xuống, có chút trắng bệch, thân hình lập tức bất động. Cùng lúc đó, vô số linh quang trong không trung lấp lánh, bỗng hiện ba người nhỏ bé cao khoảng mấy tấc. Một trong số đó mặc trường bào màu đen, hai mắt lanh lợi khác thường, nhìn như vỗ tay cười lớn. Nhưng hai con mắt nhìn hướng về Diệp Thu lại lạnh lùng vô cùng. Dưới chân hắn còn dẫm lên một đám mây mù màu máu. Hai người bên cạnh, một người toàn thân cường tráng hồng quang lấp lánh, một người thiếu nữ dung nhan lạnh như băng, bao quanh người là một tầng xương lạnh. Thế nhưng lại là ba tên người linh tộc hàn lập hít sâu một cái nén cái sự sợ hãi trong lòng lại mười đầu ngón tay với hai viên diệt tiên châu đang chuẩn bị nắm thật chặt thì lúc này lại buông lỏng ra một chút một đấu với ba cho dù có dùng đến diệt tiên châu cũng tuyệt đối không thể cùng lúc đánh thương được ba tên mà ba tên này sau khi hiện thân lại không lập tức ra tay xem ra hắn vẫn còn có chút cơ hội sống vậy cũng không cần phải chủ động ra tay liều mạng hàn lập khuôn mặt bình tĩnh lại không nói lời nào nhìn về ba kẻ trên không trung húc thiên đại nhân là người này sao Người này là luyện thể sĩ cấp cao chắc phải biết tất cả vị trí của hỗn độn cốc này, hơn nữa trên người không có pháp lực, chính là đối tượng thích hợp nhất để ra tay. Tên có vẻ cường tráng với ánh hồng quang cẩn thận thăm dò ánh mắt của Hàn Lập, đột nhiên quay đầu cung kính nói với tên đang dẫm lên đám mây màu máu. Ừ, vậy chính là hắn, người đàn ông trên đám mây màu máu với khuôn mặt bình thường, nhẹ nhàng gật đầu. Tên cường tráng vừa thấy người đàn ông đồng ý, trong lòng vui mừng, lúc này nhe răng nanh nhìn hướng về Hàn Lập cười, thân hình cuộn lại bỗng biến thành một con thuồng luồng lửa lớn phi thẳng xuống phía dưới hàn lập trong lòng kinh sợ lẽ nào dự liệu không sai đối phương muốn giết mình ý nghĩ đó lóe lên hắn đương nhiên là sẽ không khoanh tay chịu chết lúc này trong lòng bằng phẳng trên cơ thể ánh sáng màu vàng nhấp nháy liên tục vận chuyển kim cương quyết khắp toàn thân cùng lúc đó hai tay hắn chỉ cần động một cái thì hai viên diệt tiên châu sẽ bất chấp tất cả mà bắn ra đúng lúc này người đàn ông trên đám mây màu máu vừa nhìn thấy hàn lập muốn động thủ khóe miệng có chút động đậy, giơ hai ngón tay lên, từ từ hướng vào Hàn Lập cười. Trên đầu một tiếng hì hì vang lên, Hàn Lập chợt cảm thấy không khí xung quanh như ngạt lại, tiếp theo đó có một sức mạnh cực lớn vô hình bỗng đến sát người, muốn áp hắn sát xuống đất. Hàn Lập thầm kêu lên một tiếng không ổn rồi, dưới cái sức mạnh cực lớn như vậy, ném ra Diệt Tiên Châu thì e rằng ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị cuốn vào trong uy năng của nó. Rơi vào bước đường cùng, hắn vội vàng luyện công pháp kim cương, thần lực bên trong cơ thể bộc phát ra ngoài, lại cứng chắc đỡ được lực cực đại lên. Nhưng sức mạnh này quả thật là quá lớn, với sức lực kinh người của hắn, tuy chưa thể bị áp xuống đất, nhưng đùng một tiếng, hàn lập lại như một cọc gỗ, bị sa vào mặt đất non nửa người, bùn đất tới tận đùi. Đồng thời hàn lập cũng cảm thấy toàn thân tê dại, lại không có cách nào nhúc nhích. Ý, người đàn ông trên đám mây màu máu vừa nhìn thấy cảnh tượng đấy lại thấy hơi nao nao, như cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với thần lực của hàn lập. Hàn lập cuốn vừa sợ vừa giận, Đối phương chỉ chỉ ngón tay, lại có thể có uy lực lớn như thế, đây tuyệt đối không phải là đối thủ mà hóa thần cấp có thể có. Chẳng lẽ huyền linh cấp trong linh tộc là có thật, ánh sáng màu đỏ lóe lên, con thuồng luồng lửa đã đến phía trước của Hàn Lập, nhân lúc hắn đang mở mắt chừng chừng mà không có cách nào nhúc nhích, liền xông tới, thoát một cái chui vào đầu Hàn Lập mất dạng. Hàn Lập kêu lên một tiếng kinh hãi, gương mặt vặn vẹo, dường như đau khổ khác thường. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông trên đám mây lại mỉm cười đưa ngón tay ra từ từ buông xuống. Sức mạnh cực lớn trên người Hàn Lập đột nhiên biến mất, thân hình phía dưới rung mạnh, thoát một cái nhảy lên trên mặt đất. Nhưng trên người hắn là kim quang chói mắt, hai tay nắm chặt, xông lên như hóa trận gió điên vào rừng cây gần đó, rồi nhắm ngay vào mấy cây đại thụ che trời liên tiếp vung quyền đánh không thôi. Những nơi mà hắn đi qua thì tất cả các cây đại thụ đều lần lượt bị một quyền chặt thành hai trong tiếng kêu ầm hoàng. Tiếng động kinh người khác thường, khai bắt đầu, người đàn ông trên mây vẫn chỉ mỉm cười không nói, nhưng sau thời gian một bữa cơm mà Hàn Lập liên tiếp cuồng đánh, dường như không lúc nào ngừng, điều cười trên khóe miệng người đàn ông này không nén nổi phải thu lại, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Húc thiên đại nhân, phệ viêm hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, thiếu nữ bên cạnh cũng có chút lo âu, tốt nhất là không có chuyện gì, cơ thể của phệ viêm vốn là một viên phệ hỏa châu, chiếm đoạt thần niệm của một luyện hưu sĩ là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa hơi thở của bản thân viêm châu lại không nhỏ. Người đàn ông trên đám mây suy nghĩ cân nhắc, lắc lắc đầu. Nghe thấy những lời nói này của người đàn ông, thiếu nữ linh tộc liền yên tâm, tiếng ủng hoàng bên trong rừng cây đã dừng lại. Trên mặt thiếu nữ lộ vẻ vui mừng, còn người đàn ông theo bản năng lại híp hai mắt lại. Một lát sau, Hàn Lập đi ra từ trong rừng cây. Hắn lúc này không chút cảm xúc, hai mắt có chút dại đi. Phệ viếm, người cảm thấy thế nào? Người đàn ông chừng mắt nhìn Hàn Lập một lát, mới chợt hỏi một câu. Không tồi, Cơ thể thần kỳ của người ở tộc này dùng thật tố, chỉ là tinh thần và ý thức của đối phương có lớn hơn một chút so với người bình thường, cho nên phải mất chút sức lực. Hàn lập vặn một chút cái cổ, trong mồm phát ra giọng nói vốn có của tên dáng vẻ cường tráng thuộc linh tộc. chương 1300, tam tộc tể tụ, một luồng yêu khí kinh người nổi lên, tất nhiên là đang xông vào cửa hỗn độn cốc, nó làm cho những tên thuộc nhân tộc đang mai phục chờ hàn lập đều cảm thấy tim đập loạn lên. Có một số tu sĩ sớm đã theo dõi nơi này cách đây không lâu, mới tận mắt nhìn thấy hai tên linh tộc ở trong cốc, đã giết một số tên của yêu tộc, thậm chí còn thích sát vô số những hóa hình cấp cao của yêu tu, thực lực vẫn là cao hơn rất nhiều so với yêu tộc. Bây giờ yêu tộc đột nhiên bày ra thế tấn công mạnh, lẽ nào đã có sự thay đổi lớn? Chính là lúc nơi nhân tộc đang ẩn trốn, mọi người trong lòng đều kinh ngạc, thì phía hỗn độn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm cực lớn, tiếp theo đó đất vàng phía cửa cốc bắn lên tung tóe, trên địa thánh và không trung cao vút đồng thời nổi lên một đống thứ. Trên không trung toàn là những con mộc điểu màu xanh rất dài, mà dưới đất lại là người khổng lồ cao tới 6-7 trượng, tất cả đều trào lên. Những hình nộm mộc điểu ngoài màu xanh ra, thì mỗi con đều rất sống động như thật, cơ thể uyển chuyển, nhìn từ xa làm người ta rất khó phân biệt được đâu là giả đâu là thật. Còn người khổng lồ đá thì vô cùng to lớn, trên khuôn mặt to ngoài đôi mắt màu trắng nhạt ra, cũng không có thứ gì khác, những hòn đá tạo thành những người khổng lồ này thì có đủ loại, đa dạng. Như vậy, những hình nộm gỗ và đá vừa xuất hiện làm những kẻ trong đại chiến yêu linh lần trước chưa từng nhìn thấy đều lạnh toát sợ hãi hàn lập từ xa nhìn thấy nhiều hình nộm như vậy thần sắc cũng không khỏi có chút thay đổi chính vào lúc này một con mộc phụng xanh và một người đá toàn thân màu xám đồng thời đi ra lập tức linh quang trên đỉnh đầu con mộc phụng lóe sáng một vệt màu xanh hiện lên hiện ra một nữ tử váy xanh rất lớn còn tên khổng lồ thì lại đưa một cánh tay ra cùng lúc hiện ra một ông cụ vóc dáng tương đối trong tay nắm một cây gậy đá màu trắng, sắc mặt lạnh lùng dò xét thứ yêu khí mà làm cho người ta kinh sợ. Tiểu đạo hữu nếu có ở đây thì ra đây nói một tiếng. Ông cụ đột nhiên mở lời, giọng nói oang oang phát ra như tiếng trung điểm, làm cho mười mấy tên trong hai tộc yêu nhân đều nghe rất rõ. Đám yêu khí mày xám đối diện lặn lại, một tiếng phụng kêu lanh lảnh truyền đến, tiếp theo đó một quả cầu lửa màu đen từ bên trong bắn ra, sau một hồi quay cuồng liền hóa thành một thiếu phụ cung trang khuôn mặt mang đầy sát khí. Hoàng Thạch Công, Người kêu ta ra có chuyện gì, chẳng lẽ muốn ta cho ra khỏi hỗn độn cốc? Chiếc môi đỏ của cung trang thiếu phụ khẽ động đậy, không khách khí nói. Cho ra khỏi hỗn độn cốc, đạo hữu thật sự dám nói ra như vậy sao? Không biết mười mấy ngày trước, ai đã bị ta đánh cho đại bại, suýt chút nữa cái mạng nhỏ cũng không giữ được nhỉ? Chẳng qua chỉ mới là hóa thần yêu tu thời kỳ đầu, sao lại dám đối đầu với hai thần tướng cấp chung như chúng ta chứ? khuyên ngươi nên về đi, chỉ là không muốn những tu si của nhân tộc nhân cơ hội mà ngư ông đắc lợi thôi. Trong không chung những lời nói này vang vang và vô cùng êm tai. Ây, tiểu nha đầu các vị không coi ra gì, thế còn tại hạ thì sao? Yêu khí phía đằng sau quay cuồng lên, lại có một kỹ tu từ từ bay lên. Người này vóc người hơi nhỏ, trên vai đậu một con bướm phát quang, chính là thiếu niên họ hoàn thanh tú. Hoàng Thạch Công và Thiên Anh hai người của linh tộc vừa nhìn thấy thiếu niên liền kinh hãi thất sắc, hoàng thạch công cơ thịt trên mặt rung lên, thất thanh nói. Hoàn thương kỳ, chính là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Pì pì, hai người hóa ra vẫn nhận ra lão phu. Trận chiến năm đó, khi ta còn chưa lên tới tầng luyện hư đã có thể dùng sức địch lại hai ngươi rồi, hôm nay hơn một vạn năm đã qua, ta sớm đã trở thành ngũ hành thể rồi. Nhưng hai người vẫn chỉ là hai linh tướng, xem ra linh tộc ngoài khả năng thọ trường cửu ra, thật sự không có cách nào đấu sức được với hai tộc yêu nhân chúng ta có lẽ sớm muộn cũng sẽ giống như những tộc nhỏ yếu khác, từ từ biến mất khỏi linh giới. Nếu như vậy, chỉ bằng sớm quy thuận chúng ta đi. Nếu quy thuận hai tộc ta thì sẽ có cái lợi rất lớn, sẽ không để các người hoàn toàn bị diệt vong đâu. Thiếu niên họ hoàn bình tĩnh nói, hư, hoàn đạo hữu khẩu khí thật lớn, linh tộc chúng ta tuy không mạnh, nhưng vẫn có thể tồn tại trong linh giới đến ngày nay đương nhiên là có cái lý của nó. Người chẳng qua chỉ là một tên trưởng lão bé tẹo của yêu tộc, có tư cách gì nói đến sự tồn vong của tộc ta các hạ chính là không sợ gió lớn đấy hoàng thạch công nghe thấy những lời nói như vậy của thiếu niên trong lòng vô cùng phẫn nộ sự kiêng nể lúc đầu cũng không còn tại hạ không có tư cách nói về chuyện của tộc các vị nhưng những lời đó là của tộc trưởng đại nhân chúng ta nói tại hạ không dám nói sai một chữ thiếu niên không một chút nổi nóng nói lại còn cười ha ha các hạ đừng nằm mơ chúng ta có mấy vị thánh linh đại nhân ở đây tuyệt đối sẽ không quy thuận bất kỳ tộc nào thiên anh lạnh lùng nói nếu đã như vậy hoàn ngũ cũng không còn gì để nói hoàng lương đạo hiếu lam thành chủ các ngươi cũng hiện thân ra đi lão phu biết rất rõ các ngươi hôm qua đã đuổi đến đây rồi chẳng lẽ lại đúng là muốn ngồi để chờ ngư ông đắc lợi thiếu niên họ hoàn lạnh lùng cười rồi đột nhiên quay đầu lại quay sang một phía hư không khác hét to với khuôn mặt mang vẻ dị thường câu nói này đã làm cho hai người thuộc linh tộc và mấy tên nhân tộc đang ẩn trốn không ra ở gần đó đều rất ngạc nhiên một màu trắng nhạt hiện lên giống như một chiếc khăn che mặt vô hình đột nhiên được tháo ra, trong hư không chợt hiện ra một chiếc thuyền ngọc cực lớn dài ba mươi mấy trượng, rộng bốn, năm trượng, toàn thân ánh sáng trắng mờ mịt, lặng yên nổi lên ở chỗ đó. Trên chiếc thuyền ngọc đó bất ngờ hiện lên đệ nhất tu sĩ Hoàng Lương Linh Quân. Lam thành chủ và một đám người mang vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên là thấy việc hành tung của mình bị tiết lộ đã nằm ngoài ý muốn. Bướm huyến diễm, hóa ra kẻ nghe trộm bọn ta nói chuyện ở thành lạc nhật chính là lão quỷ ngươi. Ánh mắt Hoàng Lương Linh Quân nhìn lướt qua bả vai của người thiếu niên, khuôn mặt lặng như nước. Hoàng Lương Huynh bây giờ mới phát giác ra sao, ta nghĩ đạo hữu đã sớm biết chuyện này rồi chứ. Khóe miệng người thiếu niên hơi nhếch lên, con chuột nhà ngươi, luôn ở trong hang trốn độ đại thiên kiếp, không chịu ra ngoài, bây giờ làm sao lại dám chạy đến đất này. Không sợ chuẩn bị không chu đáo, độ kiếp không có cách nào thành công sao. Hoàng Lương Linh Quân dường như có sự quen biết khác thường với thiếu niên họ hoàn này, nói chuyện thoáng có chút châm trọng. Hồ, lão phu quả thật có nắm chắc đại thiên kiếp mà trải qua 3.000 năm mới có một lần, chứ sao lại có lòng thành thơi mà xuất hiện ở đây chứ? Hoàn mộ trong thời kỳ đầu tiên của luyện hư quanh đi quẩn lại đã hơn mấy vạn năm rồi, một lần đại kiếp đã đủ tốn sức lực rồi, không có một chút nào nắm chắc lần sau, đương nhiên là chi bằng xuất hiện, để tìm một cơ duyên khác. Hoàng đạo Hữu người mới bước vào thời kỳ luyện hư, chỉ mới qua một lần thiên kiếp, lại không nghĩ đến chuyện này sao? Yêu Tu Trường Luyện đến trung kỳ của luyện hư này thở dài một tiếng, nói: "Vừa nghe đối phương nhắc đến chuyện Đại Thiên Kiếp, sắc mặt Hoàng Lương Linh Quân liền thay đổi, ánh mắt trở nên dị thường khó coi. Tình hình của Đại Thiên Kiếp lần đầu tiên hắn vẫn nhớ như in, cái quá trình đáng sợ đó làm cho hắn đến nay vẫn không lạnh mà run. Hư, ngươi muốn tìm một cơ duyên đột phá, đến vùng Mãn Hoang không phải là tốt hơn sao, chạy đến chỗ nhân tộc làm gì? Ngươi chỉ là kiếm cớ thôi, nhưng cũng cần phải tìm lý do nào làm cho người ta tin chứ." hoàng lương linh quân mồm hơi động không phát ra tiếng ở mồm nhưng âm thanh vẫn được truyền ra hoàng đạo hữu lần này trách nhầm ta rồi ta xuất hiện ở thành lạc nhật vốn là muốn mời đạo hữu đến mãn hoang một lần chỉ là đúng lúc gặp phải chuyện của linh tộc lão phu vốn là trưởng lão của quỳnh thử tộc đương nhiên không thể không ra tay được thiếu niên cười ha ha nói tìm ta đi mãn hoang hoàng lương linh quân ngẩn ra không sai tuy hai ta nhân yêu khác nhau nhưng lại thần thông hộ bổ nếu như liên thủ thì sẽ an toàn hơn nhiều trong mãn hoang. Hơn nghìn năm trước không phải chúng ta đã từng liên thủ một lần sau, hơn nữa còn có thu hoạch lớn mà trở về. Đối với Hoàng Lương Đạo Hiếu, Lão Phu rất yên tâm. Còn những người khác, cho dù là trưởng Lão cùng tộc, Lão Phu cũng không dám đồng hành. Lần đại thiên kiếp của Đạo Hiếu cũng sắp tới rồi đúng không? Nếu như không nhân cơ hội tìm ta bảo vật độ kiếp, không biết người nắm chắc được bao nhiêu cơ hội vượt qua lần độ kiếp này. Uy lực của thiên kiếp càng lúc càng lợi hại hơn. Thiếu niên bình tĩnh trả lời. Hoàn huynh hỏi như vậy, hoàng mỗ cũng không ngại nói thẳng. Lần đại thiên kiếp thứ hai này, với tình hình của ta hiện nay chỉ có thể nắm chắc một nửa thôi. Lần độ kiếp trước ta đã hủy hoại không ít bảo vật. Hoàng lương linh quân đứng trên thuyền ngọc trầm ngâm một hồi lâu, mới từ từ đáp lời. Đúng như vậy, hy vọng lão phu trải qua được thiên kiếp lần sau ngay cả một phần tư cũng không có. Thế nào, đạo hiếu phải chăng là đồng ý đi đến thế giới mãn hoang với ta một chuyến? Thiếu niên nghiêm nghị nói, Hoàng Lương Linh Quân nghe thấy lời mời chính thức của đối phương, sắc mặt bất định. Một hồi lâu sau, mới nhân mày hỏi, nếu như ngươi đã muốn liên thủ cùng ta đến thế giới mãn hoang, thì chuyện ở đất linh tộc này giải quyết thế nào? Việc này lại không dễ, hai chúng ta liên thủ, nhưng phải bắt được tên phản nghịch rồi hãy nói. Còn về thứ trên người hắn, nếu như số lượng nhiều thì hai tộc chúng ta sẽ phân chia là được. Nếu như chỉ có một chiếc, thì chúng ta sẽ khai triển thần công, ai thắng sẽ có thể cầm vật đó, thế nào? Thiếu niên họ hoàn dường như sớm đã có tính toán, không chút chậm trễ nói. Người lão quỷ này đúng là giỏi tính toán, người tiến vào luyện hư sớm hơn ta cả mấy nghìn năm, ta làm sao có thể đánh át được ngươi? Hoàng lương linh quân không do dự lắc đầu nói, vậy Hoàng huynh nói phải làm sao? Thiếu niên lại không cảm thấy bất ngờ, thản nhiên hỏi lại. Đến lúc đấy xem nó rốt cuộc là vật gì rồi hãy nói mỗi bên phải bỏ ra một cái giá không nhỏ thì mới có thể lấy được thứ đó. Hoàng Lương Linh Quân vuốt vuốt tròm dâu nói, không thành vấn đề, cứ làm theo lời đạo hữu nói. Hai tộc chúng ta liên thủ, giải quyết trước hai tên linh tộc đó rồi hắn nói. Nét mặt tàn khốc thiếu niên họ hoàn chợt lóe lên, nói. Ha ha, được, chúng ta quyết định như thế. Hoàng Lương Linh Quân gật đầu, sau đó quay lại phía Lam Thành Chủ giải thích mấy câu. Ý đồ của mấy tên muốn ngồi đợi ngư ông đắc lợi bị vạch mặt, Yêu tộc cũng xuất hiện một vị yêu tu luyện hư kỳ, đương nhiên cũng không còn cách nào mà phải nhận lời. Cứ như thế, Lam thành chủ xoa xoa tay không nói hai lời, tiếp theo đó giơ lên, lập tức quả cầu lửa lớn màu xanh vút lên trời, nổ tan trong không trung. Ngay lập tức trong rừng cây trên đỉnh núi phía xa, đủ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau phát ra, một vệt sáng bay lướt qua, đám tu sĩ nhân tộc và luyện thể sĩ dần dần hiện thân. Chương 1301: Các hiện thần thông sau khi Hoàng Lương Linh Quân lớn tiếng phân phó, nhân tộc cũng biết hai tộc phải liên thủ, trước tiên đối phó với linh tộc. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng biết mọi người nơi đây không phải là luyện thể sĩ bình thường, tự nhiên cũng không phản đối cái gì. Mà lúc đó yêu khí quay cuồng lên, một đám yêu thú có tướng mạo hung tợn còn hơn người yêu tu biến hóa thành người hiện thân ra. Mà bên nhân loại, một đống pháp bảo linh cụ đều được móc ra, linh khí tận trời, hóa thành từng đạo quang hà đối nghịch nhau. Cô gái cùng Hoàng Thạch thấy thiếu niên họ Hoàng cùng với Hoàng Lương Linh Quân xì xào bàn tán, liền cảm thấy không ổn, bây giờ vừa mới gặp mặt đã như vậy, không biết hai bên có liên thủ được với nhau hay không. Hai người đầy lo lắng liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không nói hai lời liền đi trở về. Mà phía sau bọn họ, Mộc Điều và Thạch Nhân cũng lao ẩm ẩm đến hướng cốc khẩu. Linh tộc không đánh mà toàn bộ lui. Lần này, hai tộc nhân yêu tự nhiên cũng ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức cho rằng linh tộc khẳng định thấy đại thế không cản được, nên chuẩn bị bỏ chạy lúc này sĩ khí tăng lên yêu khí sáng mờ không chút do dự mạnh mẽ đuổi theo bỗng chốc đã một quyền đánh tan gần trăm con thạch khôi lỗi trốn chậm mà phần lớn người của nhân yêu đều đã xông vào trong cốc khẩu thật sự không hề có gì ngăn cản thiếu niên họ hoàn và hoàng lương linh quân nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ ra một tia kinh nghi bọn họ năm đó cũng đã tự mình đại chiến với người của linh tộc nên có ấn tượng khắc sâu đối với sự cường đại của linh tộc nhưng hai gã linh tộc trước mắt lại lui nhanh như vậy cái này không quá bình thường. Không được, kêu bọn họ mau dừng tay lại, nếu không. Thiếu niên họ hoàn sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nói với Hoàng Lương Linh Quân. Quả thật có vấn đề, Hoàng Lương Linh Quân gật đầu, hít sâu một hơi, liền phát ra thét dài, gọi người ở phía trước về. Nhưng vào lúc này, ở cốc khẩu đã hiện lên một mảnh huyết quang quỷ dị. Tiếp theo tiếng sấm vang lên, ngưng tụ thành một đóa sen máu lớn hơn 10 trường. Cánh hoa sen đỏ như máu, mùi máu sông thẳng vào, giữa, quay tròn bay lượn giữa không trung. Không tốt, là Húc Thiên Huyền Linh, thiếu niên họ Hoàn vừa thấy đóa sen máu, lập tức hét lên. Hoàng Lương Linh Quân dù chưa từng thấy qua đóa sen máu này, nhưng bát đại huyền linh của linh tộc cũng đã nghe nói qua, cũng chấn động tương tự. Nhưng hai người còn chưa kịp làm gì, thì đóa sen máu đã bỗng nhiên hóa thành một đạo bát thiên huyết hà, từ không trung lao thẳng xuống. Nơi huyết hà đi qua, vô luận là yêu hay là nhân bị lướt qua, đều hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất vô ảnh vô tung. Vô luận là yêu khí hộ thân, hay là pháp bảo phòng ngự, tất cả đều không ngăn cả được dòng huyết hà này. Trong nháy mắt, số người lao vào cốc khẩu của yêu và nhân đều chỉ còn một nửa, những người may mắn sống sót tất cả đều trắng bệch mặt ra, vô cùng kinh sợ dòng huyết hà đó, không đợi Hoàng Lương Linh Quân lên tiếng, tất cả đều lao ngược trở ra. Dòng huyết hà kia dù đã cắn nuốt rất nhiều người của yêu nhân tộc, nhưng tựa hồ vẫn chưa đủ, lão thẳng ra cốc khẩu, đuổi theo những kẻ chạy trốn. Lúc này, Thiếu niên hào hoàn và Hoàng Lương Linh Quân sao có thể ngồi yên không để ý tới, lần này giận dữ ra tay, thiếu niên hé miệng ra, một cổ yêu phong cuồng phát mà ra, sau khi ra liền hóa thành một con rồng gió, lao thẳng đến huyết hà. Hoàng Lương Linh Quân hừ lạnh, tay áo vung lên, nhất thời một cái hoàng kim bát quát kính xuất hiện trước ngực, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hừ, một tiếng, một đạo kim sắc lao thẳng ra, ầm, ầm, một tiếng nổ lớn, con rồng cùng với đạo kim sắc đánh ngay phía trước huyết hà phát ra một tiếng nổ kinh người, cuối cùng cũng đã ngăn cản được dòng huyết hà này, làm cho nó không thể tiến tới được. Ha ha, không ngờ ở một nơi xa xôi như vậy mà cũng có thể gặp được hai người cùng dai. Húc mỗ thật sự thất kính, dòng huyết hà quay ngược về, bỗng nhiên ngưng tụ thành đóa sen máu, rồi bóng người chợt lóe, một người nam của linh tộc mặc trường bào đứng thẳng trên nó, hai mắt sắc bén dị thường. Chính là húc thiên của linh tộc, vừa thấy đối phương thu pháp thuật lại, thiếu niên họ hoàn và hoàng lương linh quân liếc nhìn nhau, cũng tạm thời thu thần thông lại. Nhất thời, gió bụi và ánh sáng tán loạn đã không thấy, nhưng hai biểu tình của hai người nhìn Húc Thiên thì có vẻ không được tốt. Húc Thiên, người thân là độc linh tại sao lại ra tay với vãn bối, không sợ ta và những người đồng dạng đối phó linh tộc của các ngươi sao? Hoàng Lương Linh quân đảo mắt nhìn, vừa thấy nhân tộc chỉ còn lại hơn trăm người thưa thất chạy thoát trở về, thậm chí còn mất luôn cả hai nguyên anh tu sĩ, không khỏi giận dữ quát mắng. Chỉ là một đám nguyên anh, đánh thì đã đánh giết cũng đã giết, hay là nhân tộc các người bởi vì chuyện nhỏ như vậy mà muốn kích động đại chiến. Huống hồ trước mặt hai vị, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Húc thiên không thèm để ý, đáp lại, cùng lúc đó, phía sau, linh quang chấp động, liên tiếp hiện ra vài người. Thiết nhận, hoa quang đều ở trong đám người đó, vừa thấy người của linh tộc xuất hiện, thiếu niên họ hoàn cùng hoàng lương linh quân cũng âm thầm giật mình, không khỏi bắt đầu đánh giá về phần thắng sau khi động thủ. Một lát sau, hai người mới thả lỏng tâm tình. Tuy rằng trước đó bọn họ tổn thất không ít người, nhưng nếu hai tộc liên thủ vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Hoàng lương linh quân cười lạnh một tiếng, muốn mở miệng nói cái gì đó, thì người thiếu niên đảo mắt nhìn một cái, lại biến đổi thần sắc quát to một tiếng. Không đúng, ngũ hành linh tộc thiếu thủy tộc, bọn họ đang kéo dài thời gian. Nghe người thiếu niên nói xong, hoàng lương linh quân cũng tỉnh ngộ, sắc mặt tái mét, vung tay lên, trước ngược lại thay đổi, từng đạo kim sắc quang lại phun ra, người thiếu niên kia cũng thi triển pháp thuật, thả yêu phong ra. Về phần đám yêu tộc nhân tộc phía sau thấy cung trang thiếu phụ và lam thành chủ ra lệnh, cũng bắt đầu tấn công. Đối diện linh tộc không chút sợ hãi, ánh lửa, kiếm khí vang lên khắp nơi, đám thạch nhân và mộc điểu cũng đã lao ra khỏi cốc. Mộc điểu vung hai cánh lên, từng chiếc lông xanh biếc bắn nhanh ra, còn thạch nhân vĩ đại kia nhấc hai tay lên, từng hòn đá to lớn lao đến đối diện. Hai bên nhất thời lao vào nhau, lúc này đóa hoa sen máu kia lại hóa thành dòng huyết hà, nhắm thẳng lên bầu trời. Mà Hoàng Lương Linh Quân và Thiếu Niên Họ Hoàn kia cũng bay lên không, thúc dục thần thông theo sát. Luận tu vi, ba người đều ngang ngửa nhau, nhưng húc thiên thân là huyền linh, đã tồn tại ở linh giới gần vạn năm, vô luận là kinh nghiệm tranh đấu hay là thần thông đều cao hơn hai người Hoàng Lương Linh Quân không chỉ một bậc. Một đấu mười, nhân yêu nhất định bại, nhưng hai người cũng rõ ràng việc này, vì thế ra tay công kích ăn ý dị thường, liên thủ lại không để cho húc thiên chiếm một tia thượng phong, trên bầu trời, huyết hà, gió lốc kim quang đan vào nhau, phát ra những tiếng nổ lớn. Ánh lửa, quang hà vang lên không ngừng, một đạo lam hồng chợt lóe, một kiếm quang thật lớn hiện lên, chém xuống một cái, hơn 10 thạch nhân thật lớn che phía trước, đều bị tiêm mang kia chém diệt. Bên phía linh tộc nổi lửa lên, hiện ra một bàn tay lớn đỏ đậm, hướng về phía nhân yêu chụp xuống. Lúc này, mấy tu sĩ trốn không kịp, bị bàn tay kia chụp chúng, nhất thời hóa thành cho tàn. Một người của nhân tộc thấy vậy, hai tay hắn niệm pháp quyết, thân hình điên cuồng phát ra, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, tung ra một thiết quyền ngăm đen, hung hăng đối địch với chảo kia. Chính là luyện thể sĩ họ cận thi triển ra thuật bí truyền, hóa lớn thân thể, không chút khách khí công tới. Quyền phong như cự mãng màu đen theo quyền mà ra, quyền phong đến đâu, tiếng hét thê lương nổi lên, vô luận là linh tộc hay là khôi lỗi, đều không thể không tránh lui ba phần, không dám đỡ đòn này. Nhưng ở phía linh tộc cũng hét lên một tiếng lớn, một bóng người màu bạc bỗng nhiên cũng lớn lên. Một hình thể màu bạc còn lớn hơn cả người khổng lồ màu đen kia xuất hiện bên phía linh tộc. Chính là người của kim linh tộc tên là Thiết Nhận, mặt đất sung dinh lên, bóng người màu bạc lao nhanh qua, vọt đến trước mặt người khổng lồ màu đen, hai nắm đấm cực lớn màu bạc điên cuồng đánh tới. Mà người khổng lồ màu đen cũng không cam chịu yếu thế, cũng vươn quyền đáp trả. Dầm dầm, những tiếng sấm thật lớn, nhất thời vang lên, những người của nhân yêu đứng gần nghe được âm thanh này, không khỏi lấy tay che tay lại, hoảng hốt và nhanh chóng rời xa chiến trường của hai người khổng lồ. Lúc này, linh tộc và các yêu tu cao dài cũng đều thi triển thần thông. Đột nhiên một con hỏa phượng màu đen từ đàn yêu thú lao ra, bỗng chốc đem hơn trăm mộc điểu trên không trung hóa thành cho tàn. Tiếp theo, thân hình của hắc phượng hoàng nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất trên không trung. nhưng ngay sau đó, một tiếng phượng vang lên, con phượng xuất hiện tại lối vào của cốc, sau khi lửa đen biến mất, hóa thành cung trang thiếu phụ. Vị yêu tu do hắc phượng hoàng hóa thân này, cũng không quay đầu lại khi hạ xuống, lập tức lao vào trong cốc. Không tốt, Lam Thành chủ nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, xoay người lại, bảy đạo phi kiếm bắn ra, không tiếc pháp lực nhắm ngay đám thạch nhân bổ xuống. Chém giết mà mở ra một con đường, rồi hóa thành một đạo lam hồng bắn vào trong hỗn độn cốc. Bảy tám người của yêu nhân gần đó, phát hiện ra cơ hội này, cũng đồng thời lợi dụng cơ hội này sử dụng độn quang tiếp vào trong cốc. Người cuối cùng vào cốc là một thiếu niên được đạo hồng quang bao quanh, chính là Hàn Lập. Chẳng biết tại sao, lúc trước bản thân hắn không thể sử dụng pháp lực, nhưng bây giờ lại sử dụng hỏa linh khí nồng đậm, tốc độ độn cực nhanh tiến vào trong cốc. Dường như một thân pháp lực đã được khôi phục, khi Hàn Lập tiến vào bên trong, lập tức phát hiện ra vì sao cốc này được gọi là hỗn độn cốc. Trong cốc, vô luận là mặt đất, vách núi hay không chung, toàn bộ đều có màu của bụi, phảng phất như có một cảm giác rằng lớp bụi này đã bao phủ toàn bộ sơn cốc độn quang của Hàn Lập bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn mấy tên tu sĩ của nhân tộc và yêu tộc lao về chỗ sâu, hai mắt híp lại, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng hé ra, một hỏa cầu màu bạc lao ra. Hỏa cầu lao ra, nổ ầm một tiếng, ngọn lửa kia hóa thành một hỏa điều to hơn một xích, bay lượn xung quanh Hàn Lập. Chương 1302, Thái nhất hóa thành phù. Hẳn đây là phệ viêm, cần phải gọi thái âm chân hỏa, dù sao trước kia đã hấp thu thái dương tinh hỏa, bây giờ lại hấp thu căn nguyên của một linh tộc tên là Phệ Viêm, gọi ngươi là Phệ Linh Thiên Hỏa đi. May mắn là lúc ở nhân giới, đã đem tử la cực hỏa chuyển hóa thành thái âm chân hỏa. Nếu không thiếu chút nữa đã bị đắc thủ rồi hàn lập nhìn hỏa điểu màu bạc trước mặt, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, lầm bầm nói. Trước kia hàn lập bị một người tên là linh tộc phệ viêm xâm nhập vào cơ thể, cũng không bị cắn nuốt thần thức, ngược lại linh tộc lúc này còn tiến thành hỏa giao lúc vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức kích phát pháp lực khô kiệt trong cơ thể, khơi dậy thái âm chân hỏa tiềm tàng. Ngọc lửa này trong thân thể Hàn Lập đã cắn nuốt hết ngọn lửa của bản năng, lúc này không cần Hàn Lập thúc dục, lập tức lao tới hỏa giao. Nếu hỏa điều này là như vậy, thì phệ viêm cũng không khác biệt thì tu sĩ hóa thần, Hàn Lập đương nhiên thì không phải là đối thủ. Nhưng tên linh tộc này không ngờ rằng, Hàn Lập trước kia là tu sĩ cấp hóa thần, cộng thêm tu luyện quá đại diễn quyết, thần niệm cường đại thậm chí còn cao mạnh hơn tu sĩ hóa thần trung kỳ một bậc, hắn chỉ là một linh tướng sơ cấp, cho dù bản thể có đặc tính cắn nuốt, nhưng khi tiến vào trong miệng của Hàn Lập, quả thật như là dê vào miệng cọp rồi. Phệ viêm đang cùng thái âm hỏa điều tranh đấu đến mức khó hòa giải. Hàn Lập lập tức thúc giục thần niệm, bỗng nhiên đem thần niệm chối buộc chặt lại, sau đó lại cho thái âm hỏa điều cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí bản thể, một viên bảo châu phệ viêm, đều bị hòa tan vào cơ thể của hỏa điều. Đây mới là chân chính cá nuốt, chẳng những hấp thu nguyên căn của đối phương, ngay cả trí nhớ cũng bị hỏa điều hấp thu sạch sẽ, qua một lát liền biến thành phệ linh thiên hỏa. Hàn lập chờ sau khi quá trình cắn nuốt kết thúc, lập tức khống chế hỏa điều bắt trước khí tức và khẩu khí của phệ viêm, cùng nói chuyện với đám người linh tộc khác. Nhờ thái âm hỏa điều, Hàn lập cũng biết được mục đích mà linh tộc đến lạc nhật chi mộ, rồi tên linh tộc phản bội cùng với thần huyết tồn tại. Hắn nhất thời vừa mừng vừa sợ, còn cái tên linh tộc phản nghịch kia, hắn không quan tâm chút nào, nhưng thần huyết linh tộc lại là vật rất có lai lịch. Máu này là từ một linh tộc cấp thánh linh sau khi tiêu vong, căn nguyên của thân thể sinh ra một chất lỏng thần bí. Chỉ cần một linh vật có ít thiên địa, nhỏ một giọt máu này lên, liền có thể cho chúng tự hành sinh ra linh trí, tiến hóa thành linh tộc thấp sai. Đương nhiên linh tộc sinh sản không hoàn toàn dựa vào phương pháp này, hơn phân nửa đều là do linh vật tự vận hành linh trí mà chuyển hóa thành linh tộc. Nhưng chính là như vậy, thì cái được gọi là thần huyết gì đó, vẫn được linh tộc dùng phương pháp cực kỳ quan trọng để bảo trì số lượng, là bí bảo cực kỳ quan trọng. Mà có một lần, một người của linh tộc không biết vì nguyên nhân gì, đã thừa dịp thủ vệ thần huyết lơ là, liền trộm ra một lọ vật này, rồi lập tức liên lạc với nhân tộc, để đổi lấy từ nhân tộc một cái gì đó. Nếu chỉ là như vậy, Hàn Lập tuy rằng bất ngờ, nhưng sẽ không quá quan tâm. Điều làm cho hắn động tâm chính là, thần huyết này trừ việc giúp linh vật tiến hòa thành linh tộc thấp ra, còn rất có ích cho việc tu luyện của tu sĩ và luyện thể sĩ. Tu sĩ dùng thần huyết này để làm nguyên liệu, có thể luyện chế thành một linh dược tên là huyết dương đan, sau khi ăn ăn vào có thể giúp tu sĩ tăng lên vô anh, hơn trăm năm khổ tu. Còn đối với luyện thể sĩ, dùng máu này vẽ loạn lên toàn thân, có thể tu luyện một bí thuật chiến y huyết tinh cổ quái. Nghe nói nếu bí thuật này được tu thành, uy lực to lớn thậm chí còn mạnh hơn cả kim cương quyết. Nhưng trong một thời gian ngắn, dưới sự công kích của bên ngoài, có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, khi mà uy năng của chiến y này tiêu hao hết, sẽ tự hành tiêu tán, là bí thuật tiêu hao duy nhất. Trừ cái này ra, nếu thần huyết này được luyện thể sĩ cao dai ăn vào cũng có thể kích thích linh tính thần niệm có tỷ lệ đột phá bình phúc tu luyện rất lớn dễ dàng tiến dai thành công dương nhiên dùng sống loại linh vật dị tộc này nhất định phải mạo hiểm phiêu lưu một chuyến luyện thể sĩ cùng bậc càng thấp thần thức càng yếu sau khi ăn vào có khả năng bị phản vệ nổi điên mà chết nếu muốn dùng máu này để đột phá bình phúc luyện thể sĩ phải tìm kiếm một linh đan tên là thiên tâm đan để gia tăng thần thức mới có thể ăn thứ máu này vào được nhưng cho dù như thế nguy hiểm cũng không nhỏ hàn lập theo trí nhớ của vệ viêm chiếm được mấy tin tức này vui mừng quá đỗi bây giờ hắn có thần thức cấp hóa thần muốn tuy luyện chính là công pháp của luyện thể sĩ thần huyết đối với hắn rất là thích hợp hàn lập tự tin chỉ dựa vào mộ đạo của bản thân cũng có thể tu thành kim cương quyết tầm cuối nhưng sẽ phải tốn chút thời gian không biết tiểu thiên kiếp khi nào sẽ giáng xuống hắn đương nhiên muốn khôi phục pháp lực càng sớm càng tốt hắn làm người không có nhiều lo lắng liền lập tức đưa ra một quyết định, dù sao bây giờ hắn tạm thời cũng có thể thi triển ra pháp lực. Tuy rằng chỉ có được 6-7 thành pháp lực ban đầu, nhưng pháp lực lúc trước dày đặc, cơ hồ sẽ không thấp hơn tu sĩ hóa thần. Trước đó thái âm hỏa điều cắn nuốt vệ viêm, một thân linh lực thuần thuộc tích hỏa, cũng tạm thời bị hỏa điều hấp thu. Hàn lập bây giờ đem linh lực này tán ở trong người, đã có thể lấy ra sử dụng. Nhưng mà linh lực này không phải do hàn lập tu luyện ra, hao tổn hết rồi thì sẽ không cách nào sinh ra nữa. Bởi vì tất cả đều là hỏa linh lực, cho nên hắn có thể vận chuyển được như ý, chẳng qua, chỉ bằng một thân thần thông quỷ dị cùng với bảo vật sắc bén, cũng đã đủ để ngạo thị đám tu sĩ cùng dai. Hơn nữa, hỏa linh lực cho dù bây giờ không sử dụng, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ chậm rãi tán mất, phòng chừng sau một tháng, hắn sẽ lại một lần nữa biến thành một phàm nhân. Hàn Lập cũng không muốn lãng phí cơ hội hiếm có này, quyết định mạo hiểm lấy thần huyết kia, hắn mượn khí tức của phệ viêm, giấu giếm huyền thiên, đi đến cốc hầu, theo phương pháp này trộn lẫn vào trong tộc. Kết quả, bây giờ thừa dịp loạn lạc này tiến vào trong hỗn độn cốc, rồi từ đó trở đi, hắn sẽ một mình hành động, tìm kiếm cơ hội. Giờ phút này, Hàn Lập nhẹ nhàng gọi ta phệ linh hỏa điểu. Nhất thời, hỏa điểu màu bạc mở hai cánh ra, bắn vào trong thạch bích, một tiếng nổ nhỏ vang lên, rồi vách tường không thấy bóng dáng. Mà Hàn Lập giơ tay lên, giữa ngón tay nhất thời bắn ra linh phù, hoàng quang trên người phóng ra, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp thi triển thổ độn thuật lao vào, nhưng đã xảy ra một chuyện ngoài ý múa của Hàn Lập. Hai chân còn chưa độn được một xích, liền không thể xuống thêm chút nào nữa, dưới chân phảng phất như có một phản lực quỷ dị, làm cho hắn không thể lặn xuống. Trong lòng hắn chợt dùng mình, xem ra hỗn độn cốc này cũng có chỗ quỷ dị, phải cẩn thận một chút. Hắn nghĩ vậy, do dự một chút, rồi từ trong chữ vật rô ta một c lấy ra một cái phù lê tử sắc, trên mặt có ẩn ẩn một ký hiệu màu bạc, dĩ nhiên ở linh giới cũng có không ít người có thể nắm giữ ngân khoa linh văn. Đây là kim khuyết ngọc thư mà thiên nhuận thú phân thuần đưa cho Hàn Lập, cộng thêm một số sự tìm hiểu, và vô số lần thất bại ở nhân giới, đã luyện thành bán tiên gia linh phù. Linh phù này tuy rằng là loại đơn giản nhất được ghi lại trong tàn trang, loại phù ẩn núp. Thái nhất hóa thanh phù, nhưng tài liệu luyện chế cần thiết lại rất khó kiếm ở nhân giới. Hàn Lập sau khi nếm thử vài lần, mới miễn cưỡng tìm được một phần tài liệu thay thế, luyện chết thành một bán thành phẩm. Bởi vì quý hiếm, hơn nữa lại là phù lê duy nhất, nên hắn không dám vì tiện thí nghiệm. Bây giờ, Hàn Lập tính thừa nước đục thả câu, cướp lấy thần huyết, những ẩn nấp thuật khác, không thể giấu giếm được những người có tu vi cùng dai, đương nhiên là nghĩ đến cái phù lê này. Hàn Lập xuất phù lê ra, vốn không còn trần trời nhiều, nhẹ giơ tay lên trước người, lập tức buông lỏng ngón tay ra. Phù lê tử sắc nổ ra, mấy đạo văn tự sắc lập lòe hiện lên, bay lượn quanh người Hàn Lập. Lập tức vang lên vài tiếng nhỏ, những ký hiệu kia hóa thành từng đoàn ngân vụ, trong chớp mắt đã bao phủ lấy người của Hàn Lập. Một lát sau, ngân vụ tan hết, chỗ đó đã không còn bóng người. Lúc này, ngoài cốc khẩu đã truyền đến những tiếng động lớn, xa xa nhìn lại, có mấy đạo độn quan đang vọt vào trong cốc, hướng đến chỗ này. Bọn họ trong nháy mắt đã xẹt qua chỗ mà Hàn Lập vừa ẩn núp, lao vào trong sơn cốc. Bây giờ Hàn Lập đang rất vui, bây giờ hắn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, những tên nhân tộc và yên tộc này không phát hiện ra hắn, trong đó có một đầu đà là tu sĩ hóa thần kỳ bất quá tình hình bây giờ của hàn lập rất cổ quái cả người dường như hóa thành trong suốt thân thể như vô hình hàn lập thử âm thầm bấm tay niên thần chú thử cảm thấy bí thuật linh lực hao phí cùng với pháp bảo đều không thể dùng được điều này làm cho hắn có chút nuối tiếc chẳng qua cái này cũng không sao chỉ cần có thể che giấu bản thân hắn cũng đã cảm thấy rất mỹ mãn dù sao cái thái nhất hóa thanh phù trong tài liệu kỳ thật vẫn chưa hoàn thành có thể đạt hiệu suất này, cũng đã ngoài ý muốn rồi. Chờ cho hắn hoàn toàn hiểu được, luyện chế ra đồ xịn, thì chỗ thiếu hụt sẽ được bổ sung ngay. Chợt nhớ ra, trong Ngọc Trang còn có vài cái phù tiên gia hữu dụng khác. Trong lòng Hàn Lập không khỏi nóng lên, nhưng tất cả, phải đợi cho hắn có thể thuận lợi khôi phục lại pháp lực, vượt qua tiểu thiên kiếp đầu tiên ở linh giới, thì mới có thể tính tiếp được. Cho nên Hàn Lập nhanh chóng thu liếm tinh thần, cử động thân thể, nhẹ nhàng đi vào trong. Hỗn độn cốc cũng không quá lớn, chỉ hơn trăm dặm. Ánh sáng duy nhất nằm ở trung tâm sơn sốc, bốn phía đều được bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hàn Lập mặc dù trước đó đã biết đại khái vị trí, nhưng vì sợ bại lộ hành tung, nên không dám thả thần niệm ra để nhìn quét. Kết quả làm cho hai mắt hắn tỏ sáng, mười dặm trước mắt xuất hiện một thủy đàm, mà bên cạnh thủy đàm có hơn 10 người cao dai của hai tộc yêu nhân đang đứng đó, chia làm hai phía đứng hai bên. Bên nhân tộc là Lam Thành Chủ có sắc mặt âm trầm cùng đầu đà, mà bên yêu tộc thì có Hắc Phượng Hòa Cung Trang Thiếu Phụ, cùng với ba người giống nhau, dường như là anh em song sinh thì phải. Chương 1303, Trích Quang Đầm. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, mắt đảo qua nhìn, sau đó tập trung nhìn xuống thủy đàm. Thủy đàm trong suốt, trừ mấy thứ lặt vặt, hoàn toàn không có gì kỳ quái. Hàn Lập chỉ cảm thấy kinh ngạc là lúc Lam Thành chủ đánh giá ba người cao gầy xa lạ trước mặt, đột nhiên hỏi: Nghe nói Ngân Nguyệt Lang tộc có một vị Tam thủ lang yêu biến dị, trong tộc được trợ giúp, đem tam khỏa đầu phân biệt tu thành ba phân thân từng cái đều có tu vị nguyên anh đại thành. Ba hóa thân liên thủ có thể ngăn cả được một hóa thần kỳ, chẳng lẽ là các ngươi? Ba người gầy nghe kia Lam Thành chủ hỏi, đều cười, trong đó có một người mở miệng cười trả lời. Không ngờ huynh đệ chúng ta đều phải rơi vào cảnh này. Đúng vậy, chúng ta chính là tam thủ Nguyệt Lang, mà chúng ta cũng đã nghe đại danh của Lam Thành chủ đã lâu, không bằng cứ luận bàn một phen, thế nào? Hừ, lão phu bây giờ không có thời gian làm chuyện này. Tiêu đạo hiếu, một mình ngươi chạy vào trong cốc, vậy là ý gì? Lam thành chủ không đáp lại sự khiêu khích của người kia, mà quay sang chất vấn người thiếu phụ. Có ý gì, không phải hoàn tiền bối đã nói sao, người của linh tộc đang tiến hành vào đàm bắt người, đương nhiên muốn lập tức ngăn cản. Cung trang thiếu phụ cười đá, thật sao, tiêu đạo hữu thật là có lòng, được, nếu đạo hữu đã muốn thì cứ mời vào, làm mỗ sẽ dẫn dắt mọi người ở ngoài đầm, ngăn cản người của linh tộc, thế nào? Lam thành chủ nhìn chằm chằm thiếu phụ, lại nhìn Thủy Đàm, cười hắc hắc nói. Cung trang thiếu phụ ngẩn ra, nhưng ánh mắt lại nhìn Lam Thành Chủ và mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kia, cười khẽ lên. Đạo hữu đã không đi, thiếp thân cũng sẽ không dám dẫn người vào. Nếu như Lam Huynh đã đến đây, thì cơ hội đương nhiên nhường lại cho Lam Huynh. Đạo hữu sẽ không thật sự muốn một nữ tử nhu nhược tiến xuống dưới chứ. Từ lâu đã nghe Lam Huynh có một kiện ích thủy ngọc tê giác, thần kỳ vô cùng, dùng để tiến vào quang đầm nói chừng rất có tác dụng. Để ta vào cũng được, người lập tức mang những người khác rời khỏi hỗn độn cốc rồi lão phu sẽ đi xuống khuôn mặt lam thành chủ trở nên âm trầm giọng nói cũng lạnh lùng cung trang thiếu phụ nghe lam thành chủ không chút khách khí sắc mặt hơi đổi hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì mục đích hai người giống nhau quyết sẽ không nhân nhượng trong thời khắc này khóe môi lam thành chủ khẽ nhúc nhích đang truyền âm nói chuyện với lão đầu phía sau ánh mắt nhìn thiếu phụ dần dần không tốt đối diện trừ thiếu phụ cùng với ba gã gầy cũng chỉ có ba gã yêu tu biến hóa khác. Mà trừ Lam Thành Chủ và đầu Đà Gia, còn có bảy tám tu sĩ Nguyên Anh, rõ ràng là chiếm thế thượng phong rồi. Bây giờ đã không còn ai tới nữa, hiển nhiên những người này đều đã bị linh tộc cản lại, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều không có viện binh. Chỉ cần có thể cướp đi cái thứ kia trước một bước, thì cái hiệp gì chia đều gì đó, căn bản là không cần tuân thủ. Bởi vì ai cũng rõ ràng, hiệp nghị lúc trước chẳng qua chỉ là một cái lý do để hai bên vịn vào mà thôi. Cung trang thiếu phụ phát giác ra đám người nhân tốc muốn ra tay trước, lông mày khẽ nhướng lên, cũng dùng bí thuật nhắc nhở những người khác. Hơn nữa, tay ngọc trong ống tay áo run lên, giống như có thứ gì đó rơi vào trong lòng bàn tay. Không khí vô cùng khẩn trương, hai bên cũng hết sức căng thẳng. Đột nhiên, mặt đất gần thủy đàm đột nhiên hà xuống, thủy đàm lúc đầu yên tĩnh dị thường, đột nhiên rung động kịch liệt. Tiếp theo, một tia sáng từ trên mặt nước bắn lên tận trời, rớt xuống chụp chúng đám người yêu nhân kia nham thạch gần đó mỗi lần bị tia sáng này đánh trúng, lập tức bị kích động, chảy ào ào ra. Đám người hai tộc chấn động, đều thi triển thần thông hoặc pháp bảo để ngăn cản tia sáng. Lúc này, dưới mặt nước trong suốt kia nổi lên một tia ánh sáng chói trang, phảng phất như xuất hiện một mặt trời, từ từ dâng lên khỏi mặt nước. Mà trong lúc thủy đàm rung động, thì một sức nóng cực động không thể chịu nổi xuất hiện, phảng phất làm cho toàn bộ thủy đàm trong tia sáng ấy như đang sôi lên. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là đảo quỷ phía dưới linh tộc? trốn trên không trung hàn lập nhìn thấy hết tất cả tình hình phía dưới đầu tiên là bị tia sáng kia làm cho luống cuống tay chân sau đó thấy mặt nước xuất hiện sự khác thường không khỏi hoảng sợ không riêng gì hắn đám người của thiếu phụ và lam thành chủ cũng hoảng sợ nói nhỏ không ngừng không đúng tia sáng này không phải chỉ ẩn giấu dưới nước sao tại sao lại rời khỏi mặt nước chẳng lẽ lam thành chủ hiển nhiên là tương đối quen thuộc với thủy đàm này thất thanh nói ra cái gì đó nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì mười cột sáng đột nhiên bắn lên khỏi mặt nước rồi bỗng nhiên quẹo qua lao thẳng xuống đám người yêu nhân kia tốc độ rất nhanh cơ hồ chỉ trong giây lát pha đánh lén khó lòng phòng bị này làm cho người hai tộc không kịp đề phòng lập tức hoảng hốt trừ thiếu phụ và lam thành chủ có tu vị thâm hậu một chút thì đám người kia thấy tình thế không ổn liền thi triển bí thuật bỏ chạy trừ ba người gầy kia thì không biết thi triển loại nào yêu tu biến hóa và tu sĩ nguyên anh bị cột sáng kia chạm trúng liền biến mất vô tung vô ảnh ngay cả một dấu vết cũng không để lại không quản hắn có pháp thuật hộ thân hay là pháp bảo phòng hộ gì đại khái là tất cả đều không có hiệu quả nhìn thấy cảnh này đám người thiếu phụ kinh sợ nhưng bọn họ chưa kịp hiểu gì thì đã nghe một tiếng nổ rất lớn một cây cột hoàng sắc chui lên từ thủy đàm hai mặt có một ít hoa văn không thể nhìn thấy đám tu sĩ nguyên anh đến nhiều thì chết cũng nhiều những người này đều là đệ tử tâm phúc và môn hạ của lam thành chủ bây giờ thấy cây cột cổ quái này chui lên khỏi mặt đất vậy khẳng định là có liên quan đến việc này, vì thế liền thét lớn một tiếng, là yêu nghiệt phương nào, dám ra tay độc ác thế. Ngay khi hắn nói xong, nhất thời những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, liên tiếp năm đạo tiểu kiếm ngao lam sắc bắn ra, nhoáng một cái, đã hóa thành những cự kiếm khổng lồ. Chém, lam thành chủ lạnh lùng thốt ra, năm cây kiếm chợt lóe liền biến thành năm đạo cầu vòng lao thẳng đến cây cột, bao quanh lấy cây cột, liên tiếp bổ xuống. Âm, ầm những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cây cột bị chém hai đoạn, trên mặt còn lưu lại vết kiếm khí. Hai đồng tử của Lam Thành Chủ co rút lại, bấm niệm pháp quyết, vội vàng gọi năm cây kiếm về. Đúng lúc này, trên vết kiếm chợt phun ra một chất lỏng màu xanh biếc, tản ra một mùi tanh cực kỳ cổ quái. Lam Thành Chủ để cho cửa kiếm xoay quanh không ngừng trên đỉnh đầu, ánh mắt đảo qua cây cột màu vàng kia, trên cơ mặt không khỏi co giật vài cái. Uy lực của cửa kiếm thế nào, hắn đương nhiên biết rõ ràng nhất. Đừng nói là một cây cột này, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng bị một kiếm trẻ đôi dễ dàng. Nhưng cây cột này không bình thường, nhìn mặt ngoài thậm chí còn có đạn tính nhất định, giống như một vật còn sống. Thấy Lam Thành chủ ra tay không có hiệu quả, cung trang thiếu phụ cũng không làm liều, trên mặt tất cả đều là biểu tình kinh nghi. Một tiếng giống từ dưới mặt nước truyền lên, phảng phất như có ai đang ngâm mình trong đó, và như vừa mới tỉnh lại. Theo tiếng động quái dị này, cây cột đã yên lặng lại, nhưng dưới đầm nước, lại bay vụt ra một quang cầu có đường kính hơn 10 trường cả quang cầu tỏa ra bạch quang chấp động, mà ở giữa có một viên cầu màu vàng rực rỡ. Lạc Dương tinh, khi vừa thấy quang cầu kia, tên đầu đà phía sau Lam Thành chủ chợt lên tiếng, nhưng lời này vừa ra, hắn lập tức hối hận, không hề lưỡng lự nhảy ra, hoán thành một đạo cầu vòng bạch sắc lao đến bảo vật này. Nghe thấy mấy chữ Lạc Dương Tinh này, thiếu phụ và ba gã gầy cũng sửng sốt, sau đó lập tức vui mừng. Sau một tiếng quát, thân hình thiếu phụ chợt lưu chuyển, hóa thành một con hắc hỏa phương lao lên vật kia mà ba gã gầy kia đã hợp thành một, rồi hóa thành một đạo ngân quang theo sát. Lam thành chủ không biết vì nguyên nhân gì, nhưng trên mặt do so dự và vẫn đứng yên tại chỗ không ra tay. Còn hàn lập núp trên không chung, chớp mắt vài cái, rồi cũng không có bất kỳ hành động gì. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là vì thần huyết mà đến, những thứ khác dù có chân quý thế nào cũng không mạo muội ra tay, để lộ hành tung. Động tác của thiếu phụ, rõ ràng là đã chậm hơn đầu đà một nhịp. Đầu đà biến thành một cầu vòng, lao đầu vào giữa bạch quang cầu chụp lấy lạc dương tinh nhưng trong nháy mắt dị biến đã nổi lên một cổ hấp lực vô hình thật lớn đột nhiên xuất hiện bốn phía quang cầu làm cho thân hình đầu đà ngưng lại không chờ cho hắn kinh hãi để điều động pháp lực chống đỡ lại thì quần áo trên người đầu đà đã xuất hiện và cái phủ ngân sắc quỷ dị rồi cuốn lấy thân hình của hắn lôi vào nước sôi trong đầm không thấy bóng dáng chỉ còn lại quang cầu trên không trung mà thôi thiếu phụ cùng ba gã gầy đang lao đến thấy được cảnh này giật mình hoảng hốt, vội vàng xoay người bắn ngược lại, nhanh chóng bay trở lại bên cạnh thủy đàm, rồi dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía thủy đàm. Mà Lam thành chủ tựa hồ như đã nhìn thấu cái gì đó rồi, sắc mặt dần trở nên khó coi một cách dị thường. Ngay lúc này, lại một tiếng nổ ầm ầm vang lên từ phía thủy đàm, tiếp theo là cây cột độc nhất vô nhị kia lao tới. Lúc đó, phảng phất như tiếng hô kêu gọi, từ trong thủy đàm bắt đầu truyền ra, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, mười cây trụ vàng trong thủy đàm dưới tiếng hô này bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Lam Thành chủ đột nhiên quay người lại, hóa thành một đạo Lam sắc nhắm thẳng đến hướng cốc khẩu mà đi, sau đó liền biến mất trong sương mù. Hành động này của hắn làm cho cung trang thiếu phụ cùng với Hàn Lập ngẩn người, nhưng Hàn Lập cũng nhíu mày, thân hình bắt đầu phiêu động. Cung trang thiếu phụ và ba gã gầy nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhưng vẫn không rời đi. Kết quả, thủy đàm trong nước bắt đầu xoáy cực nhanh, trong nháy mắt đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng lúc đó, 10 cái trụ đồng thời phóng lên, sau đó lại đồng thời họp lại thành một, bỗng chốc đã cao hơn vài chục trường. Cùng lúc đó, mặt đất nứt ra, bùn đất quay cuồng, và hai con quái vật lớn từ mặt đất thủy,